Đại quản gia là Ma Hoàng Chương 301, Nội Giang. Trậm rạp giữa núi Lâm, còn lại mọi người đều là ở một bên nghỉ ngơi, chỉ có Long Hành Vân, Tạ Thiên Thương, Trác Phàm các loại một đám gia tộc cao tầng, rải rác mấy người ngồi vây quanh đồng thời, chăm chú nhìn cái kia bức bản đồ, trên mặt một trận nghiêm nghị, rất lâu, Long Hành Vân nhìn về phía Trác Phàm, nghi hoặc lên tiếng, "Trác huynh, ngươi cảm thấy bộ này đồ có vấn đề, từ chỗ nào nhìn ra được?" "Không có." bất luận là người hay là đồ, đều không có nhìn ra chút nào đầu mối. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phạm hít sâu một cái, nhưng trong mắt lại là lóe lên vẻ kiên định, nhưng là ta tuyệt không tin bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này, đặc biệt là giống như vậy đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định có vấn đề. Nghe được lời này, mọi người lần nữa trầm mặt, một lát sau, sở khuynh thành mới cẩn thận nói, nếu không, bộ này đồ chúng ta không nên, hoặc là ngược hướng tiến lên tại sao không nên nhưng là người nói còn chưa dứt lời trác phàm dĩ nhiên khẽ cười một tiếng nói như đây là sự thực coi như là cái cạm bẫy cũng đáng giá đi thử một chút nếu bọn hắn dám thiết kế chúng ta vậy chúng ta không bằng liền đến cái tương kế tự kế ve sầu thoát xác mọi người sững sờ không rõ ý nghĩa trác phàm đã là lấy ra ba viên đưa tin thẻ ngọc yên lặng ở phía trên để lại tin tức phân biệt đưa cho ba người thần bí cười nói hiện tại đừng xem sau năm ngày lại nhìn, dứt lời, Trác Phàm đột nhiên đứng dậy, một tiếng thét to, tướng tất cả mọi người chiêu đến trước mặt, hét lớn lên tiếng, nghe ta mệnh lệnh, xuất phát, do ba đại thế gia dẫn đội, phân công nhau hướng về ba cái trận môn đi tới, chúng ta rời đi nơi này, phân công nhau, lông mày bất giác vừa nhíu, mọi người một trận không rõ, cứ như vậy, bọn hắn sức chiến đấu không phải phân tán sao. Nhưng là, vào giờ phút này, Trác Phạm dĩ nhiên cho bọn họ phân phát mỗi cái trận môn chìa khóa, đồng thời nói chắc như đinh đóng cột, đúng vậy, chính là phân công nhau. Dòng lớn nhân mã quá dễ dàng bại lộ hành tung, tiểu cổ phân tán dễ dàng hơn bí mật, không dễ bị phát hiện. Trong núi lâm cho dù gặp phải địch tấn công, cũng có thể cấp tốc ẩn giấu thân hình, chạy thoát, mọi người rõ ràng gật đầu, sở khuynh thành trầm ngâm một lúc, thanh trác phàm kéo đến một bên nói nhỏ, nhưng nếu bản đồ này thật hay giả, những này trận môn vị trí đều là cạm bẫy làm sao bây giờ ngươi không đi thử thử làm sao biết dù sao khó được có một đời đường nếu như sẽ ở cái này thú vương sơn bên trong cùng bọn họ đỏ sức nhiều đụng tới bọn hắn mấy lần chúng ta thoát thân dễ dàng những đoán cốt cảnh đó tu giả muốn chạy nhưng khó hơn nhiều đến cuối cùng không phải bị bọn hắn dây dưa đến chết không thể cho nên chuyến này bắt buộc phải làm bất giác nhíu mày các phàm không khỏi kẻ cười thành tiếng ngược lại vừa nhìn về phía mọi người quát to, mỗi đội xuất ba tên thiên huyền cảnh cao thủ, cách mỗi 30 dặm phía trước thăm dò, một canh giờ hồi báo một lần, là Mọi người cùng nhau đáp lời, Trác Phàm quay đầu nhìn về phía sở khuynh thành cười nói, như vậy cho dù phía trước có mai phục cạm bẫy, cũng có thể sớm rút lui, tàn nhẫn mà khoét hắn một mắt, sở khuynh thành bật cười lắc lắc đầu, chỉ ngươi hoa chiêu nhiều, trước cuộc, tất cả mọi người chờ xuất phát, Lạc Vân Hải mấy người cũng đi theo Hoa Vũ lâu phía sau đi theo, Long Hành Vân tướng Thái Hiếu Đình cùng Tôn Vũ Phi giải đến đến đây, nhìn về phía Trác Phàm nói, hai người bọn họ xử trí như thế nào? Thả. Trác Phàm không nói hai lời, lạnh lùng lên tiếng, không khỏi sửng sờ, mọi người một trận không rõ, Long Hành Vân càng là kêu lên sợ hãi, nếu như đem bọn họ thả, hành tung của chúng ta chẳng phải đều bại lộ, cho dù không thả bọn họ, hành tung của chúng ta cũng đều tại bại lộ đừng quên huyết sát bãi một chuyện bên người chúng ta vốn là có gian tế e sợ hiện tại bọn hắn hai người tình hình đã bị hồi báo đi trở về thả hay là không thả cũng không đáng kể các phàm bật cười lắc đầu một cái than thở lời vừa nói ra mọi người kinh hãi đúng vậy bọn hắn làm sao thanh cái này mảnh vụn cho quên đi bọn hắn còn có gian tế không quét sạch đây kết quả là mọi người lại bất thiện lẫn nhau nhìn chăm chú lên thấy tình cảnh này Trác Phàm sắc mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt lên tiếng, ta nói rồi, bây giờ không phải là bắt Giang mảnh thời điểm. Muốn bắt, cũng phải chờ hoàn toàn trở về Vân Long thành thời điểm lại trảo, nhưng là... Có một gian tế ở bên cạnh, đây chính là tương đương hung hiểm A. Lông mày rung lên, tạ thiên thương một mặt ngưng trọng nói, kinh thường biểu môi, Trác Phàm không tỏ rõ ý kiến, có những gì hung hiểm, không phải truyền bức thư sao. Chỉ muốn tốc độ của chúng ta rất nhanh, Khiến hắn có thời gian truyền tin, không có thời gian hành động, cũng không có gì lớn. Nhưng hoàn toàn khác biệt, nếu chúng ta lẫn nhau ngờ vực, cái kia mới là thật sụp đổ, đại sự không ổn, chỉ khiến người khác làm ngư ông thủ lợi. Cho nên, hiện tại liền cho ta xuất phát, một khắc liên tục, cấp tốc hướng về ba cái trận môn chạy đi, tâm trạng bất giác trùng mình, mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm kính phục. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói như thế đối phó gian tế, hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ là tất cả mọi người động tác, nhanh hơn hắn là được rồi. Trác phàm như thế không câu nệ tiểu tiết, khí thế bàn bạc hành động phương thức, mặc dù là theo độc cô chiến thiên nhiều năm lạc vân hải, cũng bất giác kinh ngạc trong lòng, e sợ liền độc cô chiến thiên điều quân, cũng không có như thế hào khí đi. Trác đại ca quả nhiên là kiêu hùng tài năng, chẳng trách nhiều như vậy đại nhân vật đều coi trọng hắn như vậy rồi. Được rồi, lập tức hành động đi, đừng quên sau năm ngày, chúng ta Vân Long Thành gặp lại. Trác Phàm vung tay lên, hướng về tất cả mọi người hét lớn lên tiếng, mọi người một tiếng to rõ hô ứng, đồng dạng hào khí trang vân. Chỉ có sở khuynh thành ba người, nghe được Trác Phàm trong lời nói mùi vị thực sự. Từ nơi này đi tới ba cái trận môn khoảng cách, ngắn nhất muốn 7-8 ngày, lớn lên càng là muốn 10 ngày, ở đâu là 5 ngày có thể đến. Hắn ý trong lời nói, chính là nhắc nhở bọn hắn, sau năm ngày nhớ rõ nhìn hắn lưu lại thẻ ngọc ba người tâm lĩnh thần hội nhìn về phía trác phàm âm thầm gật đầu trác phàm cười nhạt trong mắt lóe ra thâm thúy ánh sáng tiếp lấy tất cả mọi người liền chia thành ba đường xuất phát dựa theo trác phàm từng nói bọn hắn tốc độ tiến lên rất nhanh bọn hắn ngược lại muốn xem xem là cái kia gian tế truyền tin nhanh hay là bọn hắn hành động nhanh trác phàm loại này đối phó gian tế bá đạo phương thức để một đám người tâm trạng nhiệt huyết sôi trào chiến ý ngang nhiên. Chẳng qua là đối phó một cái ẩn giấu ở trong bọn họ mật thám mà thôi, nhưng có loại muốn đánh bại bình sinh mạnh nhất đối thủ cảm giác, loại này tướng tất cả mọi thứ đều không để vào mắt, khí thế bể nghệ thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được như trác phàm vậy hào khí, vạn tâm quy nhất, Thái Hiếu Đình mang theo tôn vũ phi xám xịt rời đi, thế nhưng đi ngang qua trác phàm lúc, lại là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía hắn, ngươi. Vì sao phải thả chúng ta? thả liền thả, không nhiều như vậy lý do. Các ngươi nếu như đem ta hướng về được rồi nghĩ, có thể cho là ta là nhớ trước đây lạc gia tình nghĩa, nếu các ngươi đem ta hướng về hỏng rồi nghĩ, cũng có thể cho là ta là muốn xem các ngươi ngày sau có bao nhiêu thảm, đồ cái việc vui. Bất quá, ta ngược lại thật ra cho rằng, đồ vô dụng, giết thả cũng không đáng kể, vừa dứt lời, trác phàm không tiếp tục để ý, trực tiếp rời đi, không chút nào nhìn bọn họ một mắt. Thật sâu nhìn Trác Phàm bóng lưng rất lâu, Thái Hiếu Đình thật dài thở dài, lẩm bẩm lên tiếng, cảm tạ, nói xong, liền cùng Tôn Vũ Phi chậm rãi rời đi, chỉ bất quá, ánh mắt của bọn họ bên trong không có bao nhiêu hận ý, chỉ có vô tận cô đơn, xa nhớ lúc đầu tại Thái gia, lần thứ nhất thấy đến Trác Phàm lúc, hai người đối với hắn kinh bỉ, bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười giường nào. Người ta là chân chính bất thế kiêu hùng, có lẽ từ vừa mới bắt đầu sẽ không đem bọn họ để ở trong mắt, chỉ là bọn hắn chính mình đem mình nâng lên mà thôi. Bây giờ người ta vẫn không có đem bọn họ để vào trong mắt, đây không phải là người gia tầm mắt cao, chỉ là một mực cao như thế, chưa từng thay đổi. Hiện tại hắn phản phất mới cảm nhận được, 7, 8 năm trước Trác Phàm rời đi Hắc Phong Sơn lúc, phụ thân hắn Thái Quang Vinh than thở Trác Phàm là nhân tài, lúc đó hắn trả không phục lắm. Hiện tại hắn mới hiểu được, cha của hắn cũng tướng Trác Phàm coi thường rồi. Trác phàm đại tài, không phải là bọn hắn loại này tiểu nhân vật có thể bình luận số lượng đi ra ngoài, lại thở dài, hai bóng người dần dần biến mất ở che lấp trong lâm cây, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trác đại ca, ngươi không theo chúng ta một đội sao? Tại trước khi đi, Tiết Ngưng Hương vội vã chạy đến Trác phàm trước mặt, hỏi, cười nhạt, Trác phàm lắc lắc đầu, ta còn có việc muốn đi làm, các ngươi tiết gia đi theo kiếm hầu phủ đội ngũ tiến lên, cho dù tạ thiên dương không dựa dẫm được, đại ca hắn tạ thiên thương thực lực không tệ, ngoại trừ hoàng phổ thanh thiên ra, rất ít người có thể thắng hắn, hắn sẽ bảo vệ tốt các ngươi, ha, ngươi cái này có ý gì, cái gì gọi là cho dù tạ thiên dương không dựa dẫm được. Ta làm sao chiêu ngươi rồi, ngươi tại ngưng nhi trước mặt nói xấu ta. Lúc này, tạ thiên dương không phục, vội vàng đi tới ngưng nhi trước mặt, đắp bả vai của nàng nói, ngưng nhi yên tâm đi, có ta ở đây, không ai tổn thương được ngươi, nhưng là, Tiết Ngưng Hương nhưng căn bản không liếc hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn Trác Phàm xong đồng, ôm nhu nói, "Cái kia Trác đại ca, chúng ta lúc nào gặp lại? Sau năm ngày đi." Trác Phàm Nhạc cười một tiếng nói, "Cứ quyết định như vậy đi, sau năm ngày nhất định phải tới thấy Ngưng Nhi." Tiết Ngưng Hương gật gật đầu, cực kỳ nghiêm túc lấy ra lôi linh giới, ngược hướng Trác Phàm nói, "Lại như vạn thú sơn mạch khi đó như thế, ngươi không thể gạt ta." Gật đầu cười. Trác Phàm đồng dạng lấy ra Lôi Linh Giới, cùng Tiết Ngưng Hương nhẫn đối lại với nhau, phát ra bùng bùng rực rỡ ánh chớp, "Yên tâm đi, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi." Trong mắt không khỏi sáng ngời, Tiết Ngưng Hương tươi cười rạng rỡ, Tạ Thiên Dương ở một bên nhìn xem, lại là pha lê tâm vỡ đầy đất, ghen tị đòi mạng. Sau đó Tiết Ngưng Hương liền tại Tạ Thiên Dương đang chuẩn bị chết cứng trắng kéo xuống đuổi kịp kiếm hầu phủ đội ngũ, Trác Phàm lắc đầu bật cười, xoay người hướng về một hướng khác đi đến chỉ là sau lưng mơ hồ truyền đến tạ thiên dương tội nghiệp tiếng cầu khẩn, ngưng nhi, ngươi theo ta cũng đúng cái nhẫn đi, không được, tại sao không nên, và ngươi, trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía chuẩn bị theo lạc gia khởi hành một đạo thương lão thân ảnh, trong mắt tinh quang lóe lên, quát to, lưu đại sư, ngươi đi theo ta, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, lưu nhất chân sững sờ, nhìn trác phàm một mắt, tiếp lấy liền vội vàng mà đi theo bước chân của hắn, hai người đạp chân xuống, hướng về cùng mọi người hướng ngược lại bay đi nháy mắt không thấy bóng dáng đại khái tầm nửa ngày sau mới tại một mảnh vùng núi đỉnh chóp rơi xuống nhìn xem đám kia núi quay chung quanh xinh đẹp cảnh sắc trác phàm hít vào một hơi thật dài chợt cảm thấy tâm thần sảng khoái tinh thần sảng khoái ai đám kia trói buộc lập tức liền muốn bị đuổi về đi rất lâu không thoải mái như vậy rồi lưu nhất chân trong lòng cười thầm hướng về trác phàm cuối người hành lễ cung kính nói lần này bách gia tranh minh hoa vũ lâu, tìm long các những này ngự hạ gia tộc, không những không có nổi chút tác dụng nào, trái lại cần nhờ trác đại sư một người đẩy lên, cũng thật là làm cho trác đại sư bị liên lụy rồi, ai nói không phải đây. Trác phàm méo xệt cái cổ, khẽ cười thành tiếng, lưu nhất chân con mắt đi dạo, thử dò xét nói, chỉ là Trác đại sư đột nhiên chiêu tại hạ đến đây, không biết có gì phân phó, nha, dặn dò không thể nói là, ta chỉ là muốn biết, Hoàng Phổ Thanh Thiên hiện tại ở chỗ nào? Hắn không phải lại lấy ra một viên giật thần đang đến dụ dỗ ta sao, ta tiếp chiêu chính là. Quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trác phàm trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo hàng mang, lưu nhất chân cả kinh, trên đầu mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống, Ê! Trác đại sư lời ấy, lão hủ không rõ. Hoàng Phổ Thanh Thiên hành tung của bọn họ, lão hủ làm sao sẽ biết được đây? Sùng sục một tiếng nuốt ngụm nước bọt, Lưu Nhất Chân bất giác sốt sắng mà toàn thân cứng ngắc, ấp úng nói, không dám chút nào dương mắt xem Trác Phàm một cái, bất giác cười cười một tiếng, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Ai, Lưu đại sư a, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải lừa gạt nữa. Nếu như ngươi không biết hắn hành tung, làm sao cho hắn mật báo?" Tâm trạng bất giác hoảng hốt, Lưu Nhất Chân vội vã khoát tay, giải thích, "Trác đại sư, ngươi cái này là ý gì? Ta nhưng chưa từng có." "Được rồi, Ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào, chỉ bất quá chỉ là muốn cho ngươi thay ta truyền bức thư, ngượng một cái cái kia ngông cùng tự đại chấn thiên đế vương long mà thôi. Trác phàm nhẹ nhàng phất phất tay, nhạt cười ra tiếng, lưu nhất chân râu mép khẽ rung, trên mặt âm tình bất định, chỉ là nhìn xem trác phàm cái kia hờ hững nụ cười, lại là không nhìn ra chút nào đầu mối, trong lòng bất giác càng thêm lo sợ, tiểu tử này đến tột cùng là lừa dối chính mình hay là thật biết rồi tất cả mọi thứ thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a à, tự hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng chắc phàm cười lớn một tiếng ngạo nghễ nói lưu đại sư tính khí của ta ngươi cho dù không thấy tận mắt cũng nên nghe nói qua lão tử nếu như muốn giết một người không cần nhiều như vậy lý do trực tiếp động thủ là được nhưng là nói cách khác nếu là lão tử không muốn động thủ cho dù người kia tội ác tày trời cũng sẽ không động đến hắn một cọng tóc gáy. Hiện tại, dù sao lão tử đã sớm đối với ngươi nghi ngờ, muốn giết, không cần bất kỳ chứng cớ nào, ngươi sớm mất mạng. Nhưng là ngươi bây giờ còn sống, vậy thì chứng minh lão tử không muốn giết ngươi, ngươi cho dù thừa nhận mình là gian tế thì lại làm sao? Vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu ai không muốn? Mọi người đều vì mình chủ, không có gì lớn. Thái hiếu đình hai người kia, ta cũng không thả sao các phàm song đồng rạng rỡ tỏa ánh sáng chăm chú nhìn lưu nhất chân hai mắt không nổi lưu nhất chân suy nghĩ hồi lâu ngờ vực bất định cuối cùng cắn cắn răng một cái gật gật đầu than thở các đại sư quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn không phải người thường so với lão phu thừa nhận là được thần toán tử lãnh vô thường chi mệnh cố ý tiếp cận trác đại sư hắn không biết từ nơi nào hỏi thăm được lão phu trác đại sư có một đoạn bạn cũ liền để cho ta làm cái này mật thám vốn là lão phu cũng không muốn nhưng làm sao được rồi được rồi mật thám lý do đều không khác mấy không phải là bị danh lợi chỗ dụ chính là được tình thế bức bách lão tử hoàn toàn lý giải còn không đợi hắn tiếp tục nói trác phàm đã là giơ tay đã cắt đứt hắn lưu nhất chân bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu cái này trác phàm quả nhiên không phải người thường trên đời hết thảy đều nhìn thấu nhìn thấu danh lợi chỗ dụ tình thế bức bách hai câu này nói thì dễ nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể chạy ra hắn ràng buộc đâu này. Trác Phàm chăm chú nhìn hắn mặt mũi tiều tụy, âm thầm gật đầu, nếu chúng ta đã đem lời cũng đã nói ra, vậy ngươi liền giúp ta cùng Hoàng Phổ Thanh Thiên truyền một lời đi, truyền lời, nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Lưu Nhất Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Trác Phàm tác phong làm việc thật đúng là quái dị, người bình thường nếu như bắt được phe địch gian tế, trả không lúc này ngàn đao bầm thay. Hắn ngược lại tốt, không chỉ không để ý chút nào, trả để gian tế trở lại cho địch nhân tiện thể nhắn, thật giống hai người các ngươi làm một đầu như thế. Điều này không khỏi làm lưu nhất chân cái này trung thực luyện đan sư, càng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, khụ khụ khạch, không khỏi vội ho một tiếng, trắc phàm sửa sang lại khuôn mặt, lộ ra một bộ vên váo tự đắc vẻ mặt nói, lưu đại sư, chờ ngươi thấy hoàng phổ thanh thiên tiểu tử kia, lại như bộ dáng này nhìn xem hắn, sau đó đại Mã xuất thanh một cái kia hoàng phổ tiểu nhi, ngươi trò mèo, ngươi trắc gia gia dĩ nhiên nhìn thấu tất cả, thiếu cùng lão tử tới đây âm. Chơi cái này nham hiểm hoa chiêu, lão tử là ngươi tám đời tổ tông, gò má bất thình lình tàn nhẫn giật giật, lưu nhất chân đột nhiên một đầu đại hãn lúng túng lên tiếng, hiếc trắc đại sư, lời của ngài có thể hay không hơi chút quyển chuyển một điểm. Còn có, bộ dáng này liền không dùng lại học đi nha, đùa giỡn. Trác phàm ở chỗ này có thể mắng sản khoái tràn trề, làm sao hung hăng làm sao tới? Nhưng hắn hướng về Hoàng Phổ Thanh Thiên truyền lời lúc, cũng có thể từng chữ từng câu địa nói như vậy sao, trừ phi hắn là không muốn sống rồi. Ha ha ha. Được rồi, tùy ngươi vậy, thanh ý tứ truyền tới là tốt rồi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm cũng không quan tâm, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn lại là đột nhiên nghiêm nghị, gian cười ra tiếng, "Bất quá, câu nói tiếp theo, ngươi nhưng nhất định phải cho ta truyền đến." một câu cũng không thể rơi. Nói xong, trong tay hắn ánh sáng lóe lên, lúc này liền xuất hiện bốn cái bình sứ, chính là thả giật thần đang chiếc lọ, trong mắt không nhịn được co rụt lại, lưu nhất chân cả kinh há to miệng. Trác phàm rõ ràng trong lòng hắn kinh ngạc sự tình, bất giác cười lạnh nói, ngươi nói với hắn, hoàng phổ thanh thiên, cũng bản thân mình nhận thức thông minh giảo quyệt, lại vẫn còn không biết ngươi cuối cùng một bình giật thần đang, từ lâu rơi vào tay ta trả ông cùng đặt trạm bẫy hại ta thực sự buồn cười buồn cười lưu nhất chân bất giác nháy mắt một cái nghiêm túc đếm một lần chiếc lọ tuy chỉ có vừa xem hiểu ngay bốn cái đi nhưng là khó có thể tin đếm một lần lại một lần bởi vì hắn một mực đi theo trác phàm bên người trác phàm cũng thỉnh thoảng lấy ra cái này giật thần đan đến tỉ mỉ cho nên trong lòng hắn rõ ràng trác phàm trong tay tổng cộng ba bình giật thần đan đều là từ hoàng phổ thanh thiên trong tay đoạt lại ở đâu ra thứ tư bình Chẳng lẽ nói, thật sự như Trác Phàm nói, là lại giành được một bình. Nghĩ tới đây, Lưu Nhất Chân bất giác kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc lên tiếng, Trác Đại Sư, cái này thứ tư bình cũng là từ Hoàng Phổ Thanh Thiên nơi đó giành được, vậy tại sao còn phải truyện tin tức này, hư? Một cái đầu ngón tay đặt ở bên mép, làm ra một cái im lặng thủ thế, Trác Phàm cười thần bí nói, cuối cùng này một bình không phải giành được, là trộm được, hắn còn bị chẳng hay biết gì hoàng phổ thanh thiên biết bản lãnh của ta ngươi nói cho hắn hắn tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra còn có ghi nhớ hắn cái kia thẹn quá hóa giận dáng vẻ lần sau gặp mặt lại nói cho ta để lão tử cũng thoải mái một chút khà 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 con mắt bất giác chớp chớp lưu nhất chân tâm trận tiếp theo thổn thức hoàng phổ thanh thiên là thế nào đáng sợ quái vật bọn hắn đều trong lòng rõ ràng lẽ nào liền trắc phàm trộn hắn giật thần đan đều tia không biết chút nào sao đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nhưng khi nhìn trác phàm cái kia dáng dấp đắc ý, lại không giống như là giả dối. Hắn hôm nay để cho mình thanh lời này truyền trở về, dường như chính là vì cố ý nhục nhã một cái hoàng phổ thanh thiên. Như vậy nhìn như vậy đến, liền thật không phải là giả. Trác phàm dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay mà, thanh hoàng phổ thanh thiên dùng để câu hắn cái kia bình giật thần đang, cho trộn trở về rồi. Thế là hít vào một hơi thật dài, lưu nhất chân một mặt nghiêm túc, Hướng về trác phàm cung kính một bái, trác đại sư thực sự là thật bản lãnh A, à, có thể làm việc người khác không thể vì đó. Lão hữu nhất định tướng trác đại sư lời nói mang tới, chỉ bất quá ngôn từ bên trên, có thể sẽ không như ngài như vậy cây độc, lý giải lý giải, ý tứ mang tới là đủ. Đoán chừng khi đó, hắn sẽ được tức học máu đi, ha ha ha. Trác phàm cười lớn một tiếng, rõ ràng gật đầu, lưu nhất chân khẽ vuốt càm, liền muốn xuất phát chỉ là chưa có chạy hai bước, lại ngừng lại, quay đầu hỏi, Trác Đại Sư, Lão Hữu còn có một chuyện thỉnh giáo, có thể hay không báo cho, nói, thiết, ngài là từ bất kỳ địa phương nào, bắt đầu hoài nghi Lão Phu. Lưu Nhất Chân nghi ngờ nói, khóe miệng xẹt qua một đạo kinh miệt nụ cười, Trác Phàm nhàn nhạt lên tiếng, tại Thú Vương Sơn lần thứ nhất thấy ngươi thời gian, liền đã hoài nghi, nhanh như vậy. Lưu Nhất Chân sững sờ, cả kinh nói, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc về nhớ lúc đầu hắn cũng không nhớ rõ nơi nào lộ sơ hở a à. bật cười lắc lắc đầu trắc phàm thản nhiên nói thứ nhất ta chưa bao giờ tin tưởng gặp may đúng dịp thứ này chúng ta tại thú vương sơn tiến hành bách gia tranh binh vừa vặn gặp phải ngươi ông già này vào núi hái thuốc bản thân cũng rất quỷ dị đại khái ngươi là thông qua hoàng phổ thanh thiên bọn hắn trữ vật giới chỉ được mang tới đi thứ hai ta đáp ứng thu ngươi vì đồ lúc ngươi cho ta phản ứng chỉ có kính nể nhưng không có kinh hỉ cái này cùng ngươi trước đây nóng lòng bái vào môn hạ ta lúc bộ dáng, hoàn toàn khác nhau. Lúc đó ta liền nhìn ra đầu mối, hơn nữa ngươi vì bái vào môn hạ ta, mà giúp đỡ lạc gia lý do, cũng không thành lập. Nghĩ như thế, ngươi ông già này tiếp cận lạc gia động cơ, không cần nói cũng biết đi, thật sâu nhìn xem trác phàm lạnh nhạt khuôn mặt, lưu nhất chân run lên một lát, mới bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ai, lão hủ cái này mật thám nên phải thật đúng là thất bại đến cực điểm, nguyên lai like từ vừa mới bắt đầu đã bại lộ. Chỉ là trác đại sư vì sao còn muốn đem ta mang theo bên người, không đem ta diệt trừ, đương nhiên là vì hiểu rõ hoàng phổ thanh thiên động tĩnh. Trác phàm chân mày cau lại, cười nhạo tiếng nói, kỳ thực ngươi mỗi một đầu đưa tin thẻ ngọc, ta đều lấy ra xem qua, đại khái chính là báo cáo số người của chúng ta, vị trí, còn có nhân viên chủ yếu. Cứ như vậy, hoàng phổ thanh thiên đại thể muốn làm gì, ta cũng liền rõ ràng cái đại khái, có thể là muốn động người bên cạnh ta đi. Da mặt không nhịn được vừa kéo, lưu nhất chân nghe được lời này càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. Hắn cái này mật thám nên phải không chỉ có thất bại, quả thực chính là sỉ nhục. Không chỉ không mang về cái gì hữu dụng có giá trị tình báo, trái lại được đối phương lợi dụng, tiết lộ chủ tử ý đồ. Vừa nghĩ tới đây, lưu nhất chân mặt mũi liền đỏ nóng lên, khổ cười ra tiếng, ai, trác đại sư thực sự là tâm tư thâm trầm, người thường khó gãy. Chẳng trách lần này hội làm cho cái kia thần toán tử lãnh vô thường tự mình ra tay rồi. Tiếng nói vừa dứt, lưu nhất chân liền cũng không quay đầu lại bay mất. Chỉ là trác phàm không khỏi sửng sờ, hắn có thể từ không nghĩ tới. Cái này tất cả mọi thứ không phải hoàng phổ thanh thiên âm mưu, mà là lãnh vô thường tính kế. Nếu thật sự là như vậy lời nói, vậy hắn cũng phải mau chóng hành động. Nghĩ như vậy, trác phàm nhảy một cái bay lên, theo thật sát lưu nhất chân phía sau, không cho hắn phát hiện, theo đuôi mà đi. Đại khái sau một ngày, một vệt sáng trước mặt bay tới, Trác Phàm đưa tay tiếp được, lại là một quả đưa tinh thẻ ngọc, thần thức dò vào coi, chỉ thấy thượng viết tám chữ to, tiểu binh trở về, Long Vương an tường, quả thế, những kỳ trận môn phân bố đồ, đúng là cạm bẫy. Khóe miệng xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, Trác Phàm đồng dạng lấy ra Tam đạo đưa tinh thẻ ngọc bay ra, cho Sở Khuynh Thành bọn hắn báo tin, sau đó lại liếc mắt nhìn ngọc trong tay giảng, Trác Phàm thầm khen một tiếng làm tốt lắm, liền lại tiếp tục hướng phía trước bay đi, theo sát lưu nhất chân phía sau, kỳ thực hắn thả thái hiếu đình hai người trở lại, cũng không phải là hảo tâm gì, hoặc là như hắn nói tới vậy, như vậy không để ý, mà là muốn bằng vào bọn họ hai người trở về, nhìn một chút Hoàng Phổ Thanh Thiên phản ứng, nếu là Hoàng Phổ Thanh Thiên nổi trận lôi đình, như vậy bọn hắn hướng về ba cái trận môn lên đường con đường, liền sẽ an toàn hơn rất nhiều. Như Hoàng Phổ Thanh Thiên cũng không trách cứ hai người Vậy thì như hắn suy nghĩ bình thường cái này tất cả mọi thứ đều là cạm bẫy, nhất định phải để ba đội nhân mã mau chóng thay đổi con đường. Mà cái này đưa tin người, chính là Trác Phàm đặt ở Hoàng Phổ Thanh Thiên bên người mật thám, gián điệp này chiến, Trác Phàm cũng là lão du điều, không chút nào tại lãnh vô thường những này âm mưu gia bên dưới. Có thể nói, song phương không chỉ ở bề ngoài so đấu thực lực, trong bóng tối cũng đang tiến hành vô gian đạo đỏ sức, xíu, u u, một vệt sáng xẹt qua chân trời, Hoàng Phổ Thanh Thiên cùng Lâm Toàn Phong hai người, chính dẫn dắt một đám người hướng về đất hình trận môn phương hướng tiến lên, lại đột nhiên hơi ngưng lại, nhìn lại nhìn lại, tiếng xé gió vang, bóng đen hạ xuống, Hoàng Phổ Thanh Thiên nhìn xem phía trước mặt người, bất giác lông mày rung lên, quát lạnh lên tiếng, lưu nhất chân, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại này, không phải cho ngươi đi theo trác phàm bên người sao? Chẳng lẽ nói, mặt hiện lên một trận cây đắng, lưu nhất chân bất đắc dĩ gật gật đầu, không người nói, Khởi bẩm đại công tử, lão hữu bị phát hiện rồi. Cái gì? Phát hiện? Vậy ngươi còn có thể sống được trở về. Giữa lông mày bất giác nhẹ nhàng nhăn lại, Hoàng Phổ Thanh Thiên cùng bên cạnh Lâm Toàn Phong liếc nhìn nhau, đều là nổi lên vẻ ngờ vực, cái này rắc phàm luôn luôn lòng dạ độc ác, nhưng là bây giờ thái hiếu đình như thế, liền lưu nhất chân cũng giống vậy, hai nhóm thám tử rõ ràng đều bị không đến nơi đến chốn địa thả trở về rồi, dở trò quỷ gì? Lắc đầu ai tháng một tiếng lưu nhất chân trong lòng phát lạnh xem hai cái vị này ý tứ là căn bản không nghĩ khiến hắn trở về a à. xem ra đánh vừa bắt đầu chính là muốn đưa hắn vứt bỏ ý nghĩ thực sự khiến người ta cười chê thế nhưng hết cách rồi ai bảo hắn lên này thuyền tặc đây không thể làm gì khác hơn là đi theo bọn hắn cùng đi xuống đi rồi khít một hơi thật sâu lưu nhất chân không người một bái nghiêm nghị nói khởi bẩm đại công tử trắc phàm thả ta khi trở về để lão hủ cho đại công tử chuyển lời, nói cái gì, nói. Chân mày cau lại, hoàng phổ thanh thiên trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng, trầm ngâm một chút, lưu nhất chân châm trước một chút nói, các phàm để lão hủ đồn đãi báo cho đại công tử, ngài mưu kế hắn đã nhìn thấu, gọi ngài không cần lại phí tâm tư rồi, chỉ có câu này. Hơn nữa, lấy hắn kiệt ngạo, cái này không giống như là hắn nguyên văn đi. Kinh thường kinh trên một tiếng, Hoàng Phổ Thanh Thiên cười lạnh nói, lần nữa cung kính mà lạy bái, lưu mục thật là thành thật nói, như đại công tử sở liệu, cái này xác thực không phải hắn nguyên văn. Chỉ là hắn nguyên văn thực sự thô bỉ, sợ dơ đại công tử lỗ tai, lão hữu hơi thêm cải thiện, nhưng nguyên ý đại thể như thế, ha ha ha. Ngươi là sợ bổn công tử giận lây sang ngươi, mới làm như vậy đi. Không khỏi cười lớn một tiếng, Hoàng Phổ Thanh Thiên lòng mang đại sướng phản phất tất cả rõ ràng trong lòng, bất quá như vậy cũng tốt, bổn công tử cũng không nguyện ý nghe hắn cái kia ô ngôn quế ngữ. Chỉ có thể cười hắn tự cho là thông minh, tự cho là xem thấu tất cả, ai ngờ vẫn như cũ nằm ở trong sương mù, hai người nghe được không rõ, nhưng thấy hoàng phổ thanh thiên cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng không dám lắm miệng hỏi dò, chỉ là im lặng không lên tiếng, bất quá rất nhanh, lưu nhất chân liền lại phản phất nghĩ tới điều gì chuyện khẩn yếu vậy, không người nói, khởi bẩm đại công tử, Trác phàm còn có một chuyện muốn lão hữu hướng về ngài tiện thể nhắn, bổn công tử không nguyện ý nghe, đoán chừng lại là cái gì tự biên tự diễn nói như vậy, muốn nhiễu loạn bổn công tử tâm trí, liền do hắn ở nơi đó ý dâm đi thôi. Hoàng Phổ Thanh Thiên khoát tay áo một cái, khinh thường hừ lạnh nói, lưu nhất chân lại liền ôm quyền, vội vàng nói, đại công tử, tuy nói lấy Trác phàm tâm ý, xác thực có nhục nhã đại công tử chi ngại, thế nhưng tình báo này lại vạn phần thẩn cấp a ô lông mày bất giác khẽ nhúc nhích hoàng phổ thanh thiên sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm túc nhàn nhạt lên tiếng nói khởi bẩm đại công tử ngài dùng để dụ dỗ hắn thứ tư bình vật thần đan hắn từ lâu đắc thủ còn ra nói châm chọc ngài bây giờ còn được chẳng hay biết gì cái gì nhưng mà lưu nhất chân lời còn chưa nói hết lâm toàn phong đã là không thể tin nói cái kia không thể thứ tư bình vật thần đan đại công tử một mực giao cho bổn công tử bảo quản, làm sao có thể sẽ rơi vào tay hắn. Lâm công tử bất giận, vốn là lão hủ cũng không tin, nhưng là hắn thật sự lấy ra thứ tư bình giật thần đan, tại lão hủ trước mặt khoe khoang một phen, đây là một trên đường lão hủ cũng chưa thấy qua. Hơn nữa hắn còn nói, bản lãnh của hắn đại công tử các ngươi đều biết, tự nhiên rõ ràng tất cả. Lưu nhất chân ngập ngừng một môi dưới, vội vã giải thích, hoàng phổ thanh thiên con mắt khiếp lại, trong lòng ngờ vực lâm toàn phong lại là không khỏi khẩn trương trong mắt ngưng lại cả kinh nói chẳng lẽ nói lại bị hắn quỷ dị kia thần thông cho trộn đi rồi vừa nghĩ tới đây lâm toàn phong tâm thần khẽ nhúc nhích trong tay ánh sáng lóe lên liền xuất hiện một cái bình sứ chính là cái kia giật thần đan nhìn thấy cái này lâm toàn phong mới thở dài một hơi cười to lên ha 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 tiểu tử kia hay là tại dọa chúng ta cái này giật thần đang không còn êm đẹp mà ở chúng ta tay sao, nhưng là, hoàng phổ thanh thiên tại tự định giá sau một lúc, lại là chồng mắt ngưng lại, kinh hải đến biến sắc, kêu lên, đồ đần, ai cho ngươi lấy ra, nhanh thu lại, lâm toàn phong sững sờ, trả phản ứng không kịp nữa, xíu, u u. Một tiếng, trong tay hắn chiếc lọ đã là nhất thời biến mất rồi hình bóng, trát. Trát phàm. Trong mắt bỗng nhiên ngưng lại, Lâm Toàn Phong run rẩy một cái môi, Kêu lên sợ hãi, tự hồ liền đầu lưỡi đến cứng cả lại, vào giờ phút này, cách đó không xa trong lâm cây, mới truyền ra Trác Phàm đắc ý tiếng cười lớn, ha ha ha. Đa tạ Hoàng Phổ công tử lần nữa ban thuốc, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Lâm Toàn Phong bất giác nháy mắt một cái, cứng nhắc thân thể, tự hồ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, lưu nhất chân cũng là lập tức ngây dại, lẽ nào Trác Phàm là theo chân hắn đến, chỉ có Hoàng Phổ Thanh Thiên bất đắc dĩ khẽ vỗ đầu thở dài lên tiếng, ai, một lũ ngu ngốc, cái này căn bản là trác phàm dẫn xà xuất động kế sách. Vốn là hắn còn không biết chai này giật thần đang ở nơi đây, các ngươi ngược lại tốt, tướng đang dược này bày ở trước mặt hắn, không chờ hắn trộm đi, chờ cái gì, trong mắt bất giác sáng ngời, lâm toàn phong nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhìn về phía trước mắt lưu một thật là giận dữ nói, ngươi nha tên phản đồ, dám cùng cái kia trác phàm, trọng ta đang dược, xem bổn công tử không chém ngươi lâm công tử bất giận ta ta chỉ là truyền lời cái gì cũng không biết a à, vào giờ phút này lưu nhất chân sợ đến đều nhanh khóc lên vốn là hắn chỉ cho là trác phàm bất quá khiến hắn truyền một lời lại như hắn nói như vậy nhục nhã một cái hoàng phổ thanh thiên hai người mà thôi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lại còn có như thế một cái âm hiểm mưu kế ở bên trong làm hại hắn cũng đi theo gánh tội hiện tại hai người tức giận không bắt được trác phàm vẫn không thể trước lấy hắn trút giận. Hắn thực sự là chết oan, nhảy xuống hoàng hà đều rửa không rõ nhé, vốn là hắn là hoàng phổ thanh thiên bọn hắn phái đi thám tử, hiện tại nhưng là muốn chết tại hoàng phổ thanh thiên trong tay bọn họ, thực sự là hai mặt không phải là người, chết đều không người đáng thương. Hiện tại hắn mới chính thức cảm nhận được Trác Phàm tàn nhẫn, Trác Phàm không là sự thật buông tha hắn, mà là muốn hắn hai mặt cổng lấy kẻ phản bội danh tiếng ủng mạng, thật sự là thâm độc đến cực điểm, bất quá, còn không chờ Lâm Toàn Phong động thủ, Hoàng Phổ Thanh Thiên đã là nhẹ nhàng xua tay, nhàn nhạt nói, dừng tay, cái này không liên quan chuyện của hắn, hắn cũng là bị lợi dụng, đại công tử anh Minh. Lưu Nhất chân vội vàng liên tục chấp tay, sát mồ hôi lạnh trên đầu, thế nhưng Hoàng Phổ Thanh Thiên nhưng không liếc hắn một cái, chỉ là chăm chú nhìn âm thanh truyền tới mảnh lâm cây kia giữa, lạnh lùng nói, nếu tới đây, không ngại đi ra một lời, ha ha ha. Lão tử với ngươi có cái gì tốt tự Bất quá ngươi đã cố ý như thế Lão tử liền đi ra thấy ngươi một mặt Nhìn xem ngươi sắp thành lại bại khóc tan mặt Bất giác khẽ cười một tiếng Trác phàm đẩy ra lâm cây Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt Mọi người nhất thời sắc mặt trùng mình Toàn thân cảnh giác Tự hồ đối với trác phàm tương đương kinh hải Dù sao Hắn nhưng là cùng hoàng phổ thanh thiên Cùng nổi danh cùng bạo ma long a Người của ngươi có vẻ như đều bị lão tử sợ mất mật nữa à. Trác phàm chỉ chỉ mọi người, mỉa mai cười ra tiếng, mọi người giận dữ, lại là không người nào dám bác bỏ. Hoàng phổ thanh thiên cười lạnh, không chút nào nộ, trái lại một mặt khinh bỉ nói, Trác phàm, thế gian có câu nói, tiễn ngươi thích hợp nhất. Chớ trang bức, trang bức bị xét đánh, ha ha ha. Lão tử trang bức một đời, chưa bao giờ gặp lôi, lại là không biết bị đánh là tư vị gì, cũng rất muốn nếm thử. Trác Phàm cười lớn một tiếng, tà dị nói, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hoàng Phổ Thanh Thiên khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, ta nghĩ, rất nhanh ngươi liền sẽ nếm trải, trong mắt bất giác hơi co lại, Trác Phàm chăm chú nhìn Hoàng Phổ Thanh Thiên hai mắt, nhưng trong lòng thì bất giác phát lên nhất cổ mơ hồ bất an đến, đúng rồi Trác Phàm, ngươi lấy ra lừa bịp lưu lão đầu cái kia bình đang dược, hẳn là ngươi lúc trước liền tìm được dược thần đan, lại là một mực tức giấu chưa bao giờ lấy ra qua đi. Cho nên lưu lão đầu nhìn thấy bốn bình giật thần đan, mới sẽ lầm tưởng ngươi thật sự từ ta nơi này trộn đi thứ tư bình, mắc bảy ngươi rồi. Không phải vậy, hắn là đoạn không dám ở trước mặt ta nói dối. Hoàng phổ thanh thiên khóe miệng xẹt qua vẻ đắc ý độ công, phản phất đã xem thấu tất cả, trác phàm chân mày cau lại, rõ ràng gật đầu cười nói, hoàng phổ công tử không ngốc sao, rõ ràng lập tức liền nghĩ đến trong đó nguyên do, xem ra cũng không phải cái tứ chi phát triển đầu óc ngu si vũ phu đi ha 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 tại hạ vốn là thiên mệnh sở quy vương giả đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy nhưng thực sự cầu thị mà nói cái này muốn trong nháy mắt nhìn thấu cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy bổn công tử mặc dù có thể rõ ràng hoàn toàn là bởi vì ngươi một chuyện khác nhắc nhở ta trong mắt lóe ra rạng rỡ tinh quang hoàng phổ thanh thiên nhìn về phía trác phàm cười tà dị nói trác phàm trên tay ngươi không còn có hai cái thủy hình trận môn chìa khóa, cũng không có cho những người khác xem sao, thân thể lạnh không khỏi bỗng nhiên run lên, trắc phàm kinh hải đến biến sắc, ngươi. Ngươi sao lại thế? Lẽ nào, đúng vậy, cái kia hai chiếc chìa khóa cũng là bổn công tử phái người, ném tới ngươi và lạc vân hải cái kia đội người dọc đường, bổn công tử không tin ngươi nhóm hội không tìm được. Nhưng là căn cứ lưu nhất chân hồi báo, các ngươi tại cùng sở khuynh thành bọn hắn hội hợp lúc, lại căn bản không có đề cập vậy thì chứng minh cái này hai chiếc chìa khóa được ngươi ẩn nấp rồi muốn làm vì then chốt vật phẩm cuối cùng sử dụng ngươi từng nói chúng ta đều là giống nhau người then chốt lá bài tẩy đều sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài ha 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 bất quá đáng tiếc chỗ ngươi hai tấm bài đều là ta phát đưa cho ngươi thân thể không nhịn được lại rung rung các phàm trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ hoảng sợ tự hồ nghĩ tới điều gì vậy trên trán đã là mồ hôi lạnh tràn trề nhìn xem tất cả những thứ này hoàng phổ thanh thiên hít mắt lại trong lòng sinh ra từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất vui vẻ tàn nhẫn hành hạ mạnh nhất đối thủ vui vẻ cười lạnh một tiếng tiếp tục nói lãnh tiên sinh nói binh pháp cảnh giới tối cao chính là ứng thế dẫn dắt không phải để cho kẻ địch rơi vào chính mình cạm bẫy đơn giản như vậy mà là hoàn toàn khống chế địch nhân hành động hình thức để cho bọn họ theo như ý đồ của chính mình làm việc kỳ thực trác phàm từ khi ngươi cùng lạc vân hải bọn hắn gặp mặt sau đó chỗ đi tất cả con đường làm được hết thảy việc đều là bổn công tử sớm an bài tốt bao quát cùng ngươi rất nhiều đại chiến tuy nói ngươi những thần kia thông bổn công tử đích xác rất đau đầu cũng bắt ngươi không có cách nào bất quá cho ngươi nhiều lần thắng lợi cũng là tại bổn công tử trong kế hoạch mục đích đúng là vì tăng cao ngươi ở trong lòng bọn họ địa vị đạt được nói một không hai quyền lãnh đạo như vậy ngươi mới có thể tiếp tục dựa theo bổn công tử vì ngươi phố đường đi xuống tự tay đem bọn họ đưa tới địa ngục lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi tại bách gia tranh minh đoạn đường này đến đi được quá thuận sao hay là nói ngươi cảm thấy ngươi thực lực thật sự đã đến có thể lấy một người chống đỡ vạn người cứu vớt tất cả mọi người ở trong nước lửa mức độ hừ hừ ngươi lần này bại là thua ở tự đại thường liền như huyết sát bãi một trận chiến Ngươi phàm là suy nghĩ một phen, liền có thể nghĩ đến, lúc đó bổn công tử không xuất toàn lực đối chiến, là thật sự cùng ngạo tự đại đến tự cho là có thể đem các ngươi một lưới bắt hết, mới có nhàn hạ thoải mái trêu chọc ngươi sao. Ha ha ha! Bất quá nhường mà thôi, trong mắt bất giác đột nhiên ngưng lại, chắc phàm thân thể run rẩy, liên tục lui về phía sau ba bước, tiếp lấy không nói hai lời, đột nhiên bay về phía không trung, hướng về đội ba xuất phát phương hướng bay đi, thua triệt để thua, trác phàm trong lòng gào thét, trên mặt hiện ra xưa nay chưa từng có vẻ kinh hoảng. Chỉ có hoàng phổ thanh thiên một người, nhìn xem không trung đạo kia tia lôi dẫn lóe lên liền qua, mặt mũi bất giác lộ ra nụ cười dữ tợn, trác phàm, lần này ngươi là chân chính thất bại thảm hại, xa nhìn trác phàm biến mất phương hướng, lâm toàn phong một trận hoang mang, lẩm bẩm lên tiếng, ồ, tiểu tử này vẫn là lần đầu tiên kinh hãi như vậy thất sắc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ha 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 không có gì, chỉ là hắn tự tay bóp chết của mình chí ái mà thôi. Miễn cười lắc lắc đầu, Hoàng Phổ Thanh Thiên khóe miệng nhếch lên một cái thần bí độ công, ngược lại nhìn về phía một bên lưu nhất chân, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, lưu lão đầu, ngươi làm rất tốt, hết thảy đều cùng dự đoán, đại công tử quá khen, lão hủ xấu hổ, vừa bắt đầu liền bại lộ. Ách, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Hoàng Phổ Thanh Thiên đã là một cái bóp lấy cổ họng của hắn, bên mép mang theo nụ cười như có như không không lưu lão đầu ngươi không cần khiêm tốn rồi ngươi đã khô tương đối khá hoàng phổ thanh thiên tuy rằng một mực tại cười đang khen ngợi hắn nhưng trong tay lực đạo lại càng lúc càng lớn đạo kia không hiểu ý cười cũng là càng ngày càng cuồng bạo để trong lòng hắn một trận sợ hãi đồng thời trong mắt đều là hoang mang vẻ hắn đến tột cùng phạm cái gì sai vì sao cái này hoàng phổ thanh thiên vừa vặn còn ngăn cản lâm toàn phong xuống tay với hắn nhưng bây giờ muốn đích thân giết hắn cuối cùng là tại sao song đồng càng ngày càng về phía trước nổi lên lưu nhất chân kèn kẹt bị gào thét lại là không phát ra được một tia tiếng nói trên mặt tràn đầy nghi hoặc lâm toàn phong cũng là không rõ vì sao kinh dị lên tiếng đại công tử ngài đây là ha 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 vừa vặn ta không để ngươi động thủ là vì trác phàm ở đây không muốn để cho hắn chế dẻo nhưng bây giờ lão đầu này đã vô dụng nếu là giữ lại được độc cô chiến thiên lão nhân kia bắt được cái chui, càng là phiền phức. Không bằng liền như vậy giết, xong hết mọi chuyện. Trong mắt một đạo tàn nhẫn mang tránh qua, hoàng phổ thanh thiên trên mặt mang theo tà dị cười gằn, lại hơi dùng sức, lưu nhất chân nhất thời thân thể rung lên, lúc này khí trệ, tứ chi vô lực buông xuống, hất tay tướng cái kia già nua thi thể ném qua một bên, hoàng phổ thanh thiên thản nhiên địa vỗ tay một cái, sắc mặt hờ hững, lâm toàn phong hít một hơi thật sâu tâm trận tiếp theo lo sợ cái này hoàng phổ thanh thiên còn thật sự là ngoan độc lợi dụng xong nhân mã thượng liền diệt trừ chút nào không niệm tình xưa không biết chính mình ngày sau phải chăng cũng là như thế kết cục tự hồ nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng hoàng phổ thanh thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn thẳng đưa hắn lấy được nơm nớp lo sợ toàn thân run rẩy lại là cười nói yên tâm tự coi như ngươi đã là người tàn phế ngày sau trả là khoái hoạt lâm chi chủ có rất lớn giá trị lợi dụng. Chỉ cần ngươi một mực đi theo ta, bổn công tử là chắc chắn sẽ không ra tay với ngươi. Gò má không nhịn được tàn nhẫn quất một cái, Lâm Toàn Phong cười gượng hai tiếng, lại là lại lau tráng một cái mồ hôi lạnh. Lại liếc mắt nhìn cái kia lưu nhất chân thi thể, tâm trận tiếp theo thổn thức, loại chuyện này, về sau ai nói chuẩn đâu này, nhưng là rất nhanh, Lâm Toàn Phong liền sáng mắt lên, hỏi, đại công tử, nếu ngài có thể đem lưu nhất chân lão này mang đến, xếp vào tại trác phàm bên người, vì sao không thể đem các gia trưởng lão mang đến, vậy đối giao trác phàm không phải càng chắc chắn sao, ngu xuẩn, ngươi coi độc cô chiến thiên đóng giữ vân long thành là ngồi không sao. Bất giác kinh trên một tiếng, hoàng phổ thanh thiên quát lạnh, bổn công tử mặc dù có thể đem hắn mang đến, hoàn toàn là đưa hắn làm linh sủng như thế, để vào trữ vật giới chỉ nguyên nhân. Đây cũng là bởi vì hắn, bản thân nhỏ bé, không bị người coi trọng nhưng là ngự hạ thất gia trưởng lão, một khi tiến nhập Vân Long Thành, liền tất cả đều bị độc cô chiến thiên giám thị bí mật. Nếu là có người viên thiếu, có thể không đưa tới chú ý của hắn, cái kia kế hoạch của chúng ta chẳng phải bị nhỡ. Nghe được lời này, Lâm Toàn Phong bận biểu gật đầu không ngừng, lắng nghe huấn giáo, đồng thời mông ngựa công phu tái hiện, khen lớn Hoàng Phổ Thanh Thiên tâm tư kính đáo, cân nhắc chu toàn. Hoàng Phổ Thanh Thiên không tỏ rõ ý kiến, vung tay lên nói, lập tức khởi hành đi tới đất hình trận môn, khiếp, vừa vặn trác phàm dĩ nhiên biết kế hoạch của chúng ta, lại đi đất hình trận môn sẽ hữu dụng sao? Lâm Toàn Phong sững sờ, tự hồ còn không rõ trong đó nguyên do, Hoàng Phổ Thanh Thiên cười lạnh, trong mắt phát ra một đạo âm độc hàng quan, ngu xuẩn, chúng ta đi đất hình trận môn, chính là chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Hiện tại tất cả bảy rập đều đã nhân bố trí thỏa đáng, cho dù hắn thật sự đã minh bạch tất cả, cũng không kịp ngăn trở đặc biệt là đây là hắn một tay tạo thành cái cổ này sâu đậm cảm giác vô lực cùng tội ác cảm giác mới là điểm chết người là ha 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 tất cả mọi người bên tai đều vang lên hoàng phổ thanh thiên tà dị tiếng cười lớn lâm toàn phong tuy rằng trả không rõ vì sao nhưng như trước chiếu vào đi làm mặt khác chính đang đi tới kim hình trận môn phương hướng tạ thiên thương đoàn người mới vừa mới vừa đi ba ngày bỗng nhiên một vệt sáng bay qua Tạ Thiên Thương đưa tay vừa tiếp xúc với, đã thấy chính là Trác Phàm truyền tới đưa tin thẻ ngọc, thế là lập tức coi, chỉ thấy bên trong chỉ có sáu chữ to, có thể xem thẻ ngọc, lông mày bất giác vẫy một cái, Tạ Thiên Thương hơi ngẩn người, không rõ vì sao, thẻ ngọc này không phải xuất phát sau năm ngày lại nhìn sao, làm sao sẽ sớm như vậy liền muốn coi, bất quá nếu là Trác Phàm đưa tin, vậy hắn cũng liền không có gì đáng nói, lúc này lấy ra Trác Phàm trước khi đi phân cho thẻ ngọc của bọn họ, ngưng thần nhìn lại, đã thấy bên trong lại chỉ có thật đơn giản tám chữ to, chuyển hướng thủy hình trận môn tiến lên. Ách, tạ thiên thương bất giác hơi ngưng lại, không rõ vì sao, đây là ý gì. Hảo đoan đoan đột nhiên đổi đường, chẳng lẽ nói con đường này thật bất an toàn bộ, thế là không nói hai lời, tạ thiên thương vội vàng khoát tay, quát to, ngừng, đổi đường đổi đường, đi theo ta, mọi người bất giác hơi ngưng lại, đều là không khỏi ngẩn người, tạ thiên dương càng là từ đội đuôi lôi kéo tiết ngưng hương chạy tới đội đầu nghi ngờ nói ca làm sao vậy đều mẹ nó đi vội ba ngày rồi đột nhiên đổi đường phát hiện địch tấn công sao không có tạ thiên thương lạnh lùng mà lắc lắc đầu tướng đạo kia thẻ ngọc đưa cho hắn xem đây là trác phàm lúc trước giao cho ta thẻ ngọc nói là sau năm ngày lại nhìn nhưng là ta mới vừa vừa lấy được hắn đưa tin nói là có thể xem thẻ ngọc mà nội dung bên trong Tạ Thiên Thương không hề nói tiếp, Tạ Thiên Dương chính mình nắm sang xem một mắt, lại là sững sờ, đổi đường hướng về thủy hình trận môn, đây là dở trò quỷ gì, ta cũng không biết, nhưng nếu Trác Phàm nói như thế, vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Tạ Thiên Thương nhàn nhạt gật đầu, trong mắt lóe lên kiên định ánh sáng, Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêng liếc hắn một cái, đại ca, ngươi lúc nào đã trở thành hắn não tàn phấn, tin tưởng hắn như vậy, vạn nhất hắn phán đoán sai lầm rồi đâu này trải qua nhiều ngày như vậy ở chung hắn lúc nào bị bại thậm chí ngay cả chịu thiệt đều rất ít đi ta ngược lại thật ra cảm thấy có ở đây không minh ý tưởng dưới tình huống tin tưởng phán đoán của hắn sẽ không có sai tạ thiên thương trong mắt lóe lên tinh quang kiên quyết không rời tạ thiên dương thở dài một hơi chờ còn muốn mở miệng nhưng là bị tiết ngưng hương tàn nhẫn đánh một cái cánh tay quyệt miệng nói thiên dương ca các đại ca lúc nào bỏ qua nghe hắn chuẩn không sai vậy cũng chưa chắc đi tại vạn thú sơn mạch lúc hắn không cũng bị u quỷ thất tính kế qua một lần sau nhưng là nơi này vừa không có u quỷ thất cái kia trác đại ca chính là mạnh nhất không phải sao tiếp ngân hương vừa ngẩng đầu thề phải bảo vệ trác phàm tối ai quy cao danh dự tạ thiên dương bất giác biểu môi trong lòng một trận chua xót lại là nắm ngưng nhi không có cách nào cuối cùng không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp kết quả là tại tạ thiên thương dẫn dắt đi kiếm hầu phủ một đội đổi đường hướng về thủy hình trận môn phương hướng xuất phát cũng trong lúc đó sở khuynh thành cùng long hành vân cũng nhận được trác phàm đưa tin thay đổi phương hướng đi tới thủy hình trận môn nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới chính là nơi đó sớm đã có vạn người chi đội đang chờ đợi dẫn đội người chính là u minh cốc u vũ sơn cùng dược vương điện nghiêm bán quỷ đứng ở nguy nga đỉnh núi trước u vũ sơn xa xa về phía trước nhìn xung quanh không gặp nửa bóng người, tiện tay nắm ra một quả thẻ ngọc đến, lại là thở dài, lắc lắc đầu, một mặt vẻ không hiểu, lão độc quỷ, ngươi nói đại công tử đây là ý gì? Cho chúng ta một đạo thẻ ngọc, để sau một ngày hủy đi xem, kết quả bên trong dĩ nhiên là để cho chúng ta đổi đường, tới đây thủy hình trận môn trước mai phục, cái kia trước mặt hắn tại sao không nói rõ? Trả để cho chúng ta hướng về kim hình trận môn cùng hỏa hình trận môn xuất phát, được rồi nhiều như vậy đường, đại khái là sợ tin tức tiết ra ngoài đi nghiêm bán quỷ khủng bố da mặt hơi run lên trong mắt tinh quang rạng rỡ lông mày bất giác vẫy một cái u vũ sơn mà cười ra tiếng tin tức tiết ra ngoài lẽ nào trong chúng ta có gian tế sao ha 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 thực sự là chuyện cười lớn cho dù có gian tế cũng là bọn hắn nơi đó ra có cái nào gia tộc nhỏ dám mạo hiểm đắc tội đế vương môn nguy hiểm tìm chúng ta nơi này làm gian tế ngược lại là bọn hắn nơi đó phụ thuộc trong gia tộc có không ít có ý định nương nhờ vào đế vương môn cam tâm tình nguyện tướng hành tung của bọn họ báo cáo cho chúng ta lời tuy như thế nhưng lấy tư cách lần này kế hoạch khâu mấu chốt nhất vẫn là cẩn thận là hơn đi nghiêm bán quỷ gật gật đầu lẩm bẩm lên tiếng dù sao đây là lãnh tiên sinh sở thiết mà tính chúng ta chỉ để ý nghe theo là tốt rồi vừa nghe lời ấy u vũ sơn cũng bất giác rõ ràng gật đầu lãnh vô thường ở trong lòng bọn họ địa vị đó là chân chính thần cơ diệu toán nếu là hắn chỗ sắp xếp cái kia không gì đáng trách bọn hắn chỉ cần chấp hành là được sư huynh u công tử phía dưới tam cấp linh trận đã bố trí thỏa đáng lúc này một đạo thanh âm cung kính truyền đến nghiêm phục đi tới hai người trước người cuối người hành lễ khẽ gật đầu nghiêm bán quỷ phất tay một cái nói nghiêm phục sư đệ cực khổ rồi ngươi đi xuống đi là nghiêm phục lại không người lại lui xuống thật sâu nhìn bóng lưng của hắn một mắt u vũ sơn cười nhạo nói tiểu tử này gần nhất ngược lại là rất biết điều thậm chí lại cũng không nhìn thấy trước kia kiệt ngạo rồi dù nói thế nào hắn cũng coi như là dược vương điện khó được thiên tài luyện đan sư a ha 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 từ khi độc thủ dược vương nghiêm tùng chết vào trắc phàm tay hắn liền không có cái gì chỗ dựa rồi bây giờ đại khái là nhận mệnh mới sẽ như thế thuận theo đi Muốn là trước đây, bọn hắn hai thầy trò thấy ai nhưng cũng là nắm lỗ mũi nhìn người, bao quát thấy ngươi cũng vậy sao? U Vũ Sơn chân mày cau lại, nhìn về phía nghiêm bán quỷ, hai người đối diện một lát, lại tất cả đều là mỉa mai cười ra tiếng, trong tai nghe đỉnh núi truyền tới từng trận trào phúng, nghiêm phục song quyền bất giác chăm chú nắm lại, trong mắt lóe ra khắc cốt minh tâm hận ý, các ngươi đều chờ cho ta, ngày sau xem các ngươi chết như thế nào, hừ, cùng lúc đó, Trác Phàm cũng đang nóng nảy về phía thủy hình trận môn phương hướng chạy đi. Hiện tại hắn thông báo tiếp ba đội nhân mã đã không còn kịp rồi, chỉ có thể hết khả năng trước đi cứu viện, vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm tâm trạng liền hận đến nghiến răng, đồng thời trong lòng lo âu buồn phiền, để cho bọn họ đi tới thủy hình trận môn mệnh lệnh là do hắn tự mình phát ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi. Nhưng chính là bởi vì này, trong lòng hắn mới càng thêm ấy nấy. Đồng thời đối cái này toàn bộ một bộ kế hoạch người thiết kế, cũng càng thêm tâm giật mình, lại muốn nhượng lại chính hắn, tướng bên mình nhân mã diệt sạch độc kế, quả thực giống như mèo hí con chuột bình thường. Cái này không phải người bình thường có thể thiết kế ra được, đặc biệt là bị thiết kế người, vẫn là trác phàm chính mình, điều này càng làm cho hắn kinh hãi không thôi. Tâm kế của người nọ sâu, vượt xa năm đó thất khiếu quỷ linh lung, u quỷ thất, thần toán tử, lãnh vô thường, trác phàm khẽ trắng răng trong lòng tràn đầy lửa giận, không sai, hắn dĩ nhiên nghĩ đến, có thể đem hắn lừa vào cái này một chuỗi dài trong bảy rập, không phải hoàng phổ thanh thiên cái này ngạo kiều công tử, chỉ có thể là đế vương môn đại quản gia thiên vũ đế quốc tam đại trí tinh thứ hai thần toán tử lãnh vô thường, nhưng là hiện tại hắn không có cách nào tìm hắn tính sổ, chỉ có thể trước giải khẩn cấp. đột nhiên, trác phàm đột nhiên cảm giác một luồng hơi lạnh bức người, trong mắt co rụt lại, nhìn xuống dưới lại chính thấy phía dưới một vũng thanh trong ao nước, liều lĩnh ồ ồ hàng khí, lại chính là một phương ngàn năm hàng đàm, trong mắt bất giác sáng ngời, trác phàm suy nghĩ chốc lát, đột nhiên cuối người hướng phía dưới sông đi, vân long thành thủy hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người tụ tập ở nơi đó, chăm chú nhìn động tĩnh bên trong, liền ở ba ngày trước, mọi người tin tường nhìn thấy, U Vũ Sơn cùng nghiêm bán quỷ hai người mang theo gần vạn người đi tới nơi này. Vừa bắt đầu, mọi người trả cho là bọn họ là tìm tới thủy hình trận môn hai chiếc chìa khóa muốn từ nơi này quay trở về nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được là bọn hắn vẫn chưa tới gần trận môn một bước trái lại là tại trận môn cách đó không xa bắt đầu bố trí trận thức mai phục thủ hạ dường như muốn đánh phục kích thế nhưng liên tiếp qua ba ngày lại chút nào không có bất cứ động tĩnh gì mọi người cứ như vậy một mực nhìn chằm chằm đặc biệt là ngoại tổ mẫu sở bích quân cùng tìm long các long giật phi đám người, trong lòng càng là mơ hồ bất an. Bọn hắn làm như vậy, rất rõ ràng là nhằm vào sở khuynh thành bọn hắn, nhưng là sở khuynh thành bọn hắn thật sự dễ dàng như vậy rơi vào trong cạm bẫy sao. Ngoại tổ mẫu đám người không rõ thú vương sơn nơi đó tình hình, trong lòng càng thêm không có một tia sức lực, lông mày cũng là chăm chú nhăn thành một cái mụn nhọt. Trong lòng ngóng trong những tiểu tử kia, tuyệt đối đừng rơi vào cạm bẫy. Đế vương môn mọi người thấy tất cả những thứ này, lại là lộ ra không hiểu ý cười. Môn chủ, xem ra đại công tử bọn hắn dĩ nhiên đi tới một bước cuối cùng. Thần toán tử lãnh vô thường vuốt khẽ chồng râu, trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo tinh quang, khóe miệng xẹt qua một đạo tự kiêu nụ cười nói. Hoàng phủ thiên nguyên khẽ gật đầu, khẽ cười thành tiếng, lãnh tiên sinh thần cơ diệu toán, đối với lần này trừ ác một chuyện, bổn môn chủ chưa từng chút nào hoài nghi. Chỉ cần lãnh tiên sinh ra tay, cái kia tiểu ác ma chắc chắn phải chết, môn chủ quá khen, tuy nói lão phu cho đại công tử 10 cái kế sách lệnh hắn theo kế hoạch mà làm. Nhưng là muốn đại công tử thiên tư thông minh, tùy cơ ứng biến mới có thể, vô thường thực sự không dám tham dưới toàn bộ công lao. Lãnh vô thường hơi cúi người, khiêm tốn nói, khóe miệng xẹt qua nhất đạo kỳ dị nụ cười, hoàng phổ thiên nguyên nhàn nhạt lên tiếng, không, lãnh tiên sinh làm chiếm công đầu. Nếu là lãnh tiên sinh tự thân xuất mã, đoán chừng hành động còn muốn càng mau lẹ rất nhiều, lông mày bất giác trung lên, lãnh vô thường thật sâu liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười gật gật đầu, hắn hiện tại dĩ nhiên nghe ra Hoàng Phủ Thiên Nguyên đối với hắn đứa con trai này bất mãn, nghĩ đến là sợ hắn dùng này công lao, đoạt gia chủ vị trí, cho nên sớm tướng công lao nhiều tái giá đến hắn lãnh vô thường trên người một điểm, hết khả năng suy yếu Hoàng Phổ Thanh Thiên trên người công huân, ai, đây chính là nhà đế vương môn A, liền hai cha con đều phải minh tranh ám đấu, tranh quyền đoạt lợi, lãnh vô thường cười khẽ lắc đầu, trong lòng một trận cười nhạo, lãnh tiên sinh, ngươi xác định có thể bằng này khu khu vạn người, bắt được cái kia trác phàm sao. Đột nhiên, một đạo du du cười nhạt truyền vào bọn hắn trong tai, lãnh vô thường quay đầu nhìn lại, đã thấy chẳng biết lúc nào, gia các trưởng phong đã là mang theo âm dương song lão cùng bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ, khóe môi nhếch lên thần bí độ công, trong mắt tinh quang lóe lên liền qua, lãnh vô thường chậm rãi lắc lắc đầu, Kim Cung nói, kẻ hèn này trò mèo, không dám ở thừa tướng trước mặt đại nhân khoe khoang. Bất quá, cái này phục kích chi trận, chủ yếu không phải đối phó trác phàm, ô. Chân mày cao lại, da các trưởng phong trong mắt lóe ra một đạo kinh sắc, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm lên tiếng, bắn người phải bắn ngựa trước, da các thừa tướng cao kiến, đúng là như thế. Lãnh vô thường cười gật gật đầu nói, thường nói, muốn khiến hắn diệt vong, trước phải khiến hắn điên cuồng. Trác Phàm Chi lợi hại, không chỉ ở với hắn rất nhiều thủ đoạn quỷ dị, còn tại ở hắn xảo trá nham hiểm khó lường. Nếu như không thể khiến hắn đánh mất lý trí, nói câu bất kính nói như vậy, cho dù hai người chúng ta cộng đồng bày xuống thiên la địa võng, cũng không bắt được hắn một sợi lông, nha, xem ra lãnh tiên sinh là dĩ nhiên bắt được hắn nhược điểm trí mạng rồi, bằng không cũng sẽ không như thế định liệu trước nói suốt lần này hùng hồn ngôn từ. Lông mày hơi nhíu, da các trưởng phong khẽ cười thành tiếng, như vậy người này đến tục cùng là ai lạc gia thiếu chủ lạc vân hải vẫn là cười lắc đầu một cái lãnh vô thường trên mặt lộ ra một bộ vẻ thần bí gia các thừa tướng ngài tiếp lấy nhìn xuống liền biết e sợ liền ngài cũng sẽ không nghĩ tới hắn chỗ trí mạng càng sẽ là hắn thật sâu liếc mắt nhìn hắn gia các trưởng phong cười to lên ha 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 lãnh tiên sinh lại còn cùng lão phu bán chỗ hấp dẫn rồi được lão phu kia tự xem xem Ai có thể lệnh vị này quát tháo phong vân tiểu ác ma, triệt để đánh mất lý trí đi? Lãnh vô thường khẽ gật đầu, cười tiếp tục xem hướng về thủy hình trấn quốc thạch trước. Đúng lúc này, cả đám bóng chậm rãi xuất hiện tại cái kia trấn quốc trong đá hình ảnh thượng, ngoại tổ mẫu cùng long giật phi bọn hắn thấy vậy, trong mắt không nhịn được co rụt lại, tâm trạng bất giác căng thẳng, trong lòng bàn tay trong nháy mắt tràn đầy mồ hôi lạnh, muốn còn lớn tiếng hơn la lên, nhắc nhở bọn hắn, lại cũng không thể được. Đây là một hướng truyền tống trận, thanh âm của bọn hắn căn bản truyện không đi qua, mà lãnh vô thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên các loại một đám đế vương môn cao tầng, nhưng là lộ ra gian tà nụ cười, rõ ràng gật gật đầu. Đám này tiểu quỷ, rốt cuộc đã tới, xa xa nhìn tới, người đến là hai đội nhân mã, chính là kiếm hầu phủ tạ thiên thương một đội cùng tìm long các long hành vân một đội. So với sở khuynh thành cái kia đội, bọn hắn ngược lại là làm đến khá sớm, trả đụng vào nhau, ai, thật không biết rắc phàm đem chúng ta đều chiêu tới nơi này là có ý gì trắng chạy không nhiều như vậy chặn đường oan uổng tạ thiên dương trong miệng ngậm một mảnh lá cây vừa đi vừa buồn bực ngán ngẩm địa gãy đẩy bên cạnh bụi cỏ trên mặt tràn đầy bất mãn vẻ long hành vân nghe được bất giác cười to lên trung đùi đắc ý nói tạ nhị công tử vậy thì có chỗ không biết rồi cái gọi là binh pháp chi đạo kỳ thực hư chi hư tức thực chi nghĩ đến trắc huynh để cho chúng ta lao tới cái kia ba khối trận môn vị trí bất quá là điệu hổ ly sơn trên đường đổi đường chạy tới nơi này mới thật sự là nơi cần đến đúng vậy a à, thiên dương ca ngươi muốn hảo hảo cùng trác đại ca học một chút hiện tại liền hắn đều so với ngươi thấy rõ ràng rồi lúc này tiết ngưng hương chỉ tay long hành vân cũng gia nhập đối tạ thiên dương huấn đạo bên trong tạ thiên dương khinh thường biểu môi không tỏ rõ ý kiến trong lòng thầm giận thật giống Trác Phàm nói tất cả đều là chân lý như thế. Long Hành Vân nghe được Tiết Ngưng Hương thuyết pháp như vậy, vốn đang một mặt tự đắc, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, khí tức hơi ngưng lại, da mặt không nhịn được tàn nhẫn giật giật. Tiểu nha đầu này vẫn đúng là không biết nói chuyện, cái gì gọi là liền hắn đều hiểu, lẽ nào bổn công tử bình thường như một vô học người, nhìn lên kém như vậy sao? Nhưng là, không chờ bọn họ tiếp tục dưới lý luận đi, một đạo kinh hô đã là vang lên. Long Quỳ đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV chỉ về đằng trước khối này rạng rỡ phát sáng thủy hình trận môn, đại kêu thành tiếng, chúng ta đã đến, nơi này thật sự có thủy hình trận môn, tấm kia trận môn phân bố đồ không có sai, con mắt không khỏi sáng ngời, mọi người lại không để ý tới lý luận, tất cả đều vui mừng nhìn về phía nơi đó, nhanh chân về phía trước chạy đi. Ha ha ha. Nơi này quả nhiên có thủy hình trận môn, xem ra Trác huynh sắp xếp quả thật không tệ a. À. Long Hành Vân không khỏi cười lớn một tiếng, mang người hướng về trận môn chạy như điên. Tạ Thiên Dương lại là kinh thường biểu môi, chúng ta vừa không có thủy hình trận môn chìa khóa, cho dù tìm tới trận môn, lại có những gì đáng giá cao hứng. Đồ đần, nếu Trác Huynh để cho chúng ta tới đây, mà không phải những địa phương nào khác, cái kia trong tay hắn liền khẳng định có chìa khóa, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Long Hành Vân đoán chừng sướng đến phát rồ rồi, cũng không để ý thân phận đối phương, trực tiếp mắng to một tiếng, tạ thiên dương bất giác khí trệ, trong lòng thầm giận, nhưng là một mực lúc này, tiết ngưng hương cũng là không nhìn tình thế, trong lúc vô tình lại tại cái này đại hỏa thượng rót một muôi dầu, cười nói, đúng vậy a à, đồ đần, ngươi làm sao không động não, các đại ca làm sao có khả năng vô duyên vô cớ để chúng ta tới đây bên trong, nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, nhảy địa một cái, tạ thiên dương lửa giận trong lòng liền bị nhen lửa rồi, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, vì sao người khác đều một mực tôn sùng trác phàm, lại đối với hắn lời nói không tỏ rõ ý kiến. Người khác vậy thì thôi, nhưng là hắn quan tâm nhất ngưng nhi, cũng là như thế, này làm cho hắn dù như thế nào đều không tiếp thụ được, đối đã từng hoạn nạn huynh để trác phàm, trong lòng dĩ nhiên cũng hiện lên ti ti hận ý, chỉ là điểm này, ở đây không có ai ý thức được, thủy hình trấn quốc mặt đá trước, ngoại tổ mẫu đám người đã nhưng sốt sắng mà trái tim đều phải dừng lại, toàn thân run rẩy, trong lòng một trận gào thét, không nên tới, không nên. Đây là cạm bẫy, biết rõ nơi này có nguy hiểm, đệ tử của mình tộc nhân lập tức liền muốn bước vào, rồi lại không thể làm gì, loại kia cảm giác vô lực để trong lòng bọn họ một trận đau đớn, giống như có dao găm ở buồn tim vùng vẫy như thế, tiên huyết từng giọt địa nhỏ xuống, lãnh vô thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn thấy bọn hắn từng bước một tới gần, lại là lộ ra vẻ cuồng bạo đặc biệt là nhìn thấy trong đó một đạo mảnh mai thân ảnh lúc càng là lộ ra khát máu hưng phấn ánh sáng thủy hình trận môn bốn phía u vũ sơn cùng nghiêm bán quỷ lẳng lặng mà nhìn bọn họ chạy tới một mực nhẫn nại không nổi thẳng đến nhìn thấy trong đó một đạo không buồn không lo bóng người mới trong mắt chợt lóe sáng hét lớn bọn chúng ta người ở bên trong động thủ vừa dứt lời hai người liền một tiếng hô quát bỗng nhiên một trận vô hình chấn động phát ra Mọi người dưới chân đột nhiên một trận ánh sáng phun trào, 36 đạo cột sáng đột nhiên tự dưới chân phát ra, xông thẳng tới chân trời, đem bọn hắn bao quanh vây ở một vòng tròn lớn tử bên trong, cũng trong lúc đó, cái kia trong cột sáng mơ hồ xuất hiện một bóng người, trọn vẹn 36 người lăng không ngồi ở trong cột ánh sáng. Mà hoàn cảnh chung quanh cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thủy hình trận môn đột nhiên biến mất, mọi người một chỗ có thể đụng nơi, chỉ có vô tận đầy trời huyết ảnh thậm chí ngay cả bầu trời đều là huyết sắc đỏ. Bọn hắn phản phất đột nhiên đi tới một cái thế giới khác, không ở Thú Vương Sơn, lại càng không thiên vũ đế quốc, thậm chí không ở đế vũ đại lục. Đây là 36 người liên hợp khốn trận. Trong mắt không nhịn được hơi co lại, Long Hành Vân bất giác kinh hãi đến biến sắc, kêu lên, nguy rồi, chúng ta trúng mai phục. Trong lòng hắn rõ ràng, thậm chí nơi này rất nhiều con em của đại gia tộc, cũng tương đương rõ ràng cái này nhiều người khống chế trận pháp cùng một người khống chế trận pháp không giống cần cần sớm thời gian để chuẩn bị nói cách khác đây là sớm phục kích có dự mưu thậm chí tại bọn hắn chạy tới nơi đây trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhưng là điều này sao có thể đây là trác phàm phát mệnh lệnh hắn làm sao có khả năng đem bọn hắn dẫn vào cái này trong bẫy rập trong lúc nhất thời tất cả mọi người khó có thể tin không thể tin được đây là sự thực nhưng là sự thực bày ở trước mắt lại không phải do bọn hắn không tin trắc phàm một câu nói thật sự để cho bọn họ thân hãm nhà tù đem bọn họ toàn bộ giấc sạch bỗng nhiên quát to một tiếng vang lên như thủy triều vạn người đội ngũ liền từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hướng về bọn hắn chém giết tới mọi người cả kinh đã là không kịp hiểu rõ trong đó nguyên do chỉ muốn mau sớm từ nơi này chạy ra nhưng là tại đây khốn trong trận tứ phương đều là huyết ảnh căn bản không phân rõ được phương hướng lại từ đâu tới trốn con đường sống có thể nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đối mặt cái này sống lớn mãnh liệt hết hò, dĩ nhiên hoàn toàn dọa phát sợ rồi, mặt hướng bọn hắn, tự hồ chỉ có tử vong sát phạt, đại ca, làm sao bây giờ? Long quỳ thấy tình thế, bất giác cả kinh, vội vã nhìn về phía Long Hành Vân nói, Long Hành Vân cũng là đầu đầy mồ hôi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy 36 đạo chói mắt cục sáng phóng lên trời, một mặt nghiêm nghị, nếu muốn phá vòng vây, tất muốn xông ra cái này khốn trận không thể. Thế nhưng cái này tuy chỉ là tam cấp trận thức, lại không phải phổ thông trận thức có thể so với. 36 đạo cột sáng hấp dẫn lẫn nhau, lẫn nhau liên kết, cứng rắn không thể phá vỡ. Từ nội bộ căn bản vô pháp phá trận, nhất định phải tìm được sinh môn vị trí mới có thể chạy ra. Vừa nghe lời ấy, Long Quỳ đám người càng xuất hiện kinh sắc, lại nhìn về phía cái kia sơn hô hải khiếu vạn người đại đội từng tốt từng tốt từ ngoài trận xông tới, sắc mặt nhất thời một mảnh cho nguội. Cái này đừng nói là tìm khốn trận sinh môn rồi, chỉ là cái này vạn người đội ngũ cũng đủ để đem bọn hắn vây nhốt chí tử. Chỉ bất quá, nếu là không đại trận này oai, trong bọn họ, thiên huyền cảnh cao thủ còn có thể có một tia đột phá hy vọng. Nhưng bây giờ, đừng nói là vậy thiên huyền cảnh rồi, liền coi như bọn họ lục long nhất phượng nếu muốn xông ra trùng vây, cũng là muôn vàng khó khăn. Vừa nghĩ tới đây, mặt của mọi người sắc càng thêm âm trầm, có thậm chí đã xuất hiện tử chí, hừ, không phải là tìm ra sinh môn sao, vậy có khách khí. Từng cái thí nghiệm liền có thể. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh phát ra, tiếp lấy bóng đen bỗng léo lên, một đạo cô đơn bóng người đột nhiên xông vào cái kia đông nghiệp địch trong trận, sau một khắc, nhưng thấy kim quang phân tán, bay vụt hướng về bốn phương tám hướng, sau đó ầm ầm nổ vang liên tiếp một phát ra, kèm theo một chuỗi dài tiếng kêu gào lên, mấy chục phần mười trăm thi thể, phủ xuống tiên huyết phi hướng lên bầu trời, sau đó hạ xuống dĩ nhiên đã chỉ còn chân tay cục. Liền đầy đủ thi, cũng không có, xa xa nhìn tới, chỉ thấy cái kia địch trong trận, một đám vừa vặn trả hung thần ác sát côn đồ, lúc này lại là từng cái sợ hãi rụt rè, đầy mặt sợ hãi nhìn về phía chính giữa một người, người kia không phải người bên ngoài, chính là kiếm hầu phủ đại công tử, mê võ nghệ tạ thiên thương không thể nghi ngờ. Vào giờ phút này, tạ thiên thương trú kiếm mà đứng, lạnh lẽo trong đôi mắt tinh quang rạng rỡ, giống như hai thanh lợi kiếm bắn ra. Phàm là bị ánh mắt của hắn chỗ coi như người, đều là như vạn kiếm xuyên tim vậy, trên người không lý do địa một trận đâm nhói, phản phất toàn thân lộ ra tại lạnh lẽo trong gió rét như thế. Thời điểm này, hắn tự như cùng là một cái có một không hai kỳ kiếm, chỉ là tại đứng nơi đó, liền không có ai còn dám ở trước mặt hắn di động mảy may, nơi đó vọt tới kẻ địch, cũng tất cả đều bị hắn một người chặn ngay tại chỗ nửa bước không dám di động long hành vân sông đồng bất giác chớp chớp trên mặt vui vẻ khen lớn lên tiếng cái này tạ huynh quả thực không phụ mê võ nghệ danh tiếng lúc mấu chốt vẫn đúng là đáng tin a à, cái kia là đương nhiên đại ca ta từ nhỏ si mê võ kỹ ngày đêm tu luyện chưa bao giờ gián đoạn nếu không ra cái kia hai người quái vật đại ca ta tại trẻ tuổi bên trong tuyệt đối không người nào có thể địch tạ thiên dương kiêu ngạo mà ngang ngang đầu một mặt tự đắc mọi người nghe được một trận gật đầu tâm trạng âm thầm than thở không sai cái này tạ thiên thương vốn là kiếm đạo bên trong thiên tài khoáng thế cho dù thiên vũ mạnh nhất thiên tài lục long nhất phượng trong cũng đủ để xếp ở vị trí thứ hai rồi chỉ bất quá chấn thiên đế vương long hoàng phổ thanh thiên ánh sáng quá mức chói mắt sau đó lại ra trắc phàm như thế cái kỳ hoa mới đưa hào quang của hắn che giấu hiện tại hai người đều không tại này mọi người thật đúng là nhìn thấy vị này mê võ nghệ thực lực chân chính con mắt bất giác chuyển động long hành vân hét lớn một tiếng nói tạ huynh ngươi ở phía trước mở đường chúng ta theo sát phía sau ngươi khóe miệng bất giác cong lên tạ thiên dương nghiêng nhìn hắn một cái nói long huynh thực sự là khôn khéo a à, đại ca ta phía trước mở đường ngươi ở phía sau kiếm sẵn có đến lúc đó xông ra trận lúc đi đại ca ta dĩ nhiên vô lực ngươi cũng có thế vắt chân lên cổ bắt đầu chạy ha 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 thiên dương huynh cần gì như thế tính toán chi ly chúng ta nhưng là đồng minh hiện tại ngươi giúp ta một lúc ta giúp ngươi mọi người lẫn nhau hỗ trợ ma không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả long hành vân chỉ tay xa xa tạ thiên thương tiếng cười khẽ nói hơn nữa coi như là bị lợi dụng lệnh huynh lúc đó chẳng phải rất nguyện ý sao quả nhiên tạ thiên thương nghe được đề nghị của long hành vân sau không có nhiều lời trái lại là trong mắt tinh quang sáng láng tự hồ từ lâu các loại thời khắc này đã lâu hét lớn một tiếng được liền trường kiếm vung một cái, kim quang khắp nơi, không linh cửu thức từng chiêu một sử dụng, thẳng tướng đối phương mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, thi biểu khắp nơi. Không ra trong chốc lát, đã là hàng trăm hàng ngàn thi thể xây, tỏa ra bốn phương tám hướng huyết ảnh, trên mặt đất cũng bị nhụn thành hoàn toàn đỏ ngầu, thấy đến đại ca giết đến như thế hăng say, thậm chí thanh đối phương mọi người trở thành luyện kiếm đối tượng, tạ thiên dương một trận bất đắc dĩ lắc đầu, ai, chính mình một đại ca mê võ nghệ tật xấu lại tái phát, đoán chừng không tới kiệt lực, hoặc là có người đưa hắn đánh bại, kiếm trong tay của hắn là sẽ không dừng lại, mà còn lại mọi người thấy vị này kiếm hầu phủ đại công tử như thế anh dũng, bất giác cũng là nhiệt huyết sôi trào, quần tình xúc động, không chỉ quét qua lúc trước xu hướng suy tàn, trái lại có loại muốn hướng đi lên hỗ trợ kích động, bất quá, xem tạ thiên thương chỉ giết hai lần, tự dĩ nhiên hai mắt ửng hồng, chung quanh vung kiếm, làm hiển nhiên đã giết đến hưng khởi, lục thân không nhận rồi, mọi người mới bỏ đi đi vào tương trợ kích động, đừng mẹ nó đến lúc đó, hắn ngay cả người mình đều chém, Long Hành Vân sờ lên cầm, nhìn phía trước hưng phấn bóng người, gật đầu liên tục. Đoán chừng bọn hắn không cần gấp như vậy tìm đường ra, chiếu tạ thiên thương như vậy giết đi xuống, rất nhanh địch phe nhân mã sẽ bị hắn vài phút đồng hồ tiêu diệt sạch sẽ. Dù sao cái này không có trách phàm cùng hoàng phổ thanh thiên, Tạ Thiên Thương trong nháy mắt liền trở thành nơi này bất thế chiến thần, gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ, rất anh dũng, Tạ Thiên Thương, thiếu mẹ nó đắc ý vênh váo, ta đến làm đối thủ của ngươi. Đột nhiên, quát to một tiếng vang lên, một vệt bóng đen thẳng tắp hướng về Tạ Thiên Thương đập tới, Tạ Thiên Thương ngửa đầu vừa nhìn, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to lên, ha ha ha. Nghiêm Bán Quỷ, ngươi đến rất đúng lúc, những này tiểu lâu lâu bổn công tử dĩ nhiên giết ngán vừa vặn bắt ngươi luyện tập tiếng nói vừa dứt tạ thiên thương một kiếm hướng lên trời nhắm thẳng vào bỗng nhiên cùng bạo kiếm khí bắn hướng ngưu đấu trong mắt không nhịn được co rụt lại nghiêm bán quỷ không dám gắn đón đỡ đột nhiên thân thể lệch đi kiếm khí từ hắn bả vai sát qua thẳng tức hắn một khối bả vai thịt lệnh hắn đau đến nghe răng trợn mắt mà ti kiếm khí kia cũng thẳng bắn thẳng về phía vòng trời ầm một tiếng nổ vang dưới toàn bộ 36 đạo cục sáng bất giác tàn nhẫn mà run rẩy cái kia trong cuộc sáng bóng người, cũng không nhịn được phun ra một cái dòng máu đỏ tươi, không khỏi tâm trạng hoảng hốt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này tạ thiên thương uy thế của một kiếm càng hung hãn như vậy, suýt nửa tướng trận này cho phá tan, bất đắc dĩ, nghiêm bán quỷ không còn dám tránh, không thể làm gì khác hơn là kiên trì cùng tạ thiên thương đối đầu, trong tay một đạo lục sắc khói độc phát lên, nghiêm bán quỷ một chưởng đánh ra, đối diện tạ thiên thương mặt, lông mày bất giác ngưng lại, À thiên thương đồng dạng không dám gắn đón đỡ, cuốn quyết né tránh, độc kia sương mù ầm ầm rơi xuống đất, muốn nổ tung lên, lại là cấp tốc tràn ngập, đám người xung quanh vừa mới hơi mất tập trung, được độc này sương mù dính vào, nhất thời tiếng buồn bã gào thét, ở đằng kia thống khổ biểu lộ vặn vẹo trong, bắt đầu chảy mũ hóa huyết, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, liền triệt để biến thành một bãi phát ra mùi tanh hôi dòng máu cục đàm, buồn nôn đến cực điểm, Tiết ngưng hương thấy, bất giác sợ đến vội vàng trốn sau lưng tạ thiên dương, trong lòng lo sợ. Đám người còn lại cũng là tròng mắt co rụt lại, tâm trạng hoảng hốt. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nghiêm bán quỷ độc công càng lợi hại như vậy. Tạ thiên thương tròng mắt hơi hơi co lại, sắc mặt cấp tốc nghiêm nghị xuống, thế nhưng là như trước không hề sợ hãi, ánh kiếm trong tay múa đến bay lên, tạ thiên thương xuất liên tục cử thức. Nghiêm bán quỷ kinh hãi đến biến sắc, vội vã tránh né, lại là một chiêu cũng không dám gắn đón đỡ, làm cho cái kia cửu thức tất cả đều đánh vào trận thức bên trong, khiến cho tại cái kia 36 đạo trong cột ánh sáng người, lại không nhịn được phun ra chín ngụm máu tươi, cột sáng ánh sáng cũng mờ đi rất nhiều, không trung huyết ảnh lại cũng dần dần trở nên trong suốt, làm hiển nhiên, đại trận lập tức liền muốn sụp đổ, nghiêm bán quỷ trên đầu một đầu mồ hôi lạnh, tâm trạng khẩn trương, lại cứ theo đà này, đừng nói là giết người kia, mặc dù là đánh thắng trận đại chiến này, cũng có chút treo a à. ai có thể nghĩ tới thật vất vả thanh trác phàm dẫn ra sau nơi này còn có một cái mạnh như vậy tạ thiên thương đâu này mọi người đều vì lục long nhất phượng dứt bỏ hoàng phổ thanh thiên quái vật kia không nói mọi người thực lực hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân không thể lớn như vậy trên lệch a à. nhưng là nghiêm bán quỷ trong miệng một trận cay đắng muốn là chuyện này không làm được vây quét trác phàm một bước mấu chốt nhất đã thất bại vậy hắn trở lại còn không được hoàng phổ thanh thiên cho sanh thôn hoặc bát Vừa nghĩ tới đây, Nghiêm Bán Quỷ liền khẽ cắn răng, song chưởng huy động liên tục, bảy loại màu sắc khói độc đột nhiên bay ra, cuối cùng sử dụng dược vương điện độc môn tuyệt học, Thất Thải Vân La Chưởng, chỉ một thoáng, khói độc đầy trời, bất kể là địch nhân hay là người nhà, đều bị cái này mông lung khói độc nháy mắt ở giữa thôn vệ đi vào, trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Cái này Thất Thải Vân La Chưởng do Nghiêm Bán Quỷ như vậy thiên sinh độc thể người sử dụng, càng là power càng sâu, bất quá cũng chính bởi vì như thế, nghiêm bán quỷ cũng tương tự thừa nhận so với những người khác càng đau đớn kịch liệt. Mỗi khi sử dụng cái này thất thải vân la trưởng, kịch độc tới người, hắn tự thân cũng sẽ tăng lên độc tố ở trong người chuyển động loạn lên. Hơn nữa trong cơ thể hắn kịch độc lưu động tốc độ, so với còn lại dược vương điện người dùng chiêu này, chuyển động loạn lên địa càng nhanh, đột nhiên giữa, nghiêm bán quỷ sắc mặt càng thêm ám trầm, ồ ồ màu xanh lá sền sệt huyết dịch, không ngừng từ hắn khóe miệng tuôn ra. Hắn bả vai được tạ thiên thương gây thương tích cái kia vết thương, cũng bắt đầu sinh mũ chảy máu, nhìn dáng dấp, phản phất là muốn đem mình cũng hóa thành huyết thủy như thế, nhưng là hắn vẫn như cũ cố nén, song trưởng trả đang không ngừng mà thả ra khói độc, hắn nhất định phải hoàn thành hoàng phổ thanh thiên bàn giao dưới nhiệm vụ, không phải vậy hắn trở lại như cũ là một con đường chết. Tạ thiên thương hai mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm độc kia khí đầu nguồn, ánh kiếm trong tay chớp liên tục, hướng về nơi đó vọt tới, thế nhưng là tất cả đều đá chìm biển lớn bình thường biến mất rồi hình bóng, mắt thấy độc kia khí đã tràn ngập lại đây, tạ thiên thương không còn dám thất lễ, vội vàng lùi về sau, đi tới long hành vân bên cạnh bọn họ, mà trước mặt bọn họ những kia hàng trăm hàng ngàn địch chúng, cũng tất cả đều đã bị chết ở tại cái kia đầy trời trong sương mù, thật ác độc, dĩ nhiên ngay cả người mình đều không buông tha. Tạ thiên dương trồng mắt lóe lên, cắn răng nói, Long hành vân mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu, cái này dược vương điện thất thải vân la trưởng vừa ra, trên căn bản chúng ta không có giải dược lời nói, tên kia chẳng khác nào vô địch rồi. Chính mình lại có nhiều người ngựa, hoặc là đối mặt nhiều thêm kẻ địch, cũng căn bản không trọng yếu. Có thể nói, thất thải vân la trưởng vừa ra, hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Đặc biệt là tại đây khốn trong trận, khói độc của hắn càng là có thể tướng mọi người chúng ta đuổi tận giết tuyệt, như vậy, chúng ta liền không có cách nào sao? Lông mày hơi run run, tạ thiên thương lạnh lùng nói, gật gật đầu, Long hành vân trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng, đương nhiên là có, phá trận ra ngoài là đủ. Khói độc của hắn khuếch tán, cũng là có phạm vi, hừ, nói ung dung. Vừa vặn ta đã huy động liên tục mấy chục kiếm, như trước không phá ra được. Trừ phi cho ta càng nhiều thời gian, bất quá xem ra là không còn kịp rồi. Tạ thiên thương thở dài một tiếng, nhìn qua cái kia đã bắt đầu càng ngày càng mỏng manh huyết ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, còn lại mọi người cũng là khẽ cắn răng, không cam lòng nhìn xem phía trước khói độc từng bước áp sát, nhưng là, cũng không ai biết chính là, khốn trận ở ngoài, đội thứ ba nhân mã dĩ nhiên chạy tới, 36 đạo cùng bạo cột sáng, tạo thành một cái vô hình kết giới, tướng tất cả mọi người vây ở trong kết giới, người bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình huống bên trong mặc dù là thủy hình trấn quốc thạch trước mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kia cột sáng trạng người rực rỡ lại là không rõ trong đó tình thế tâm trạng khẩn trương đương nhiên đế vương môn nhất phái người lại là rất nhàn nhã khóe miệng đều mang theo một tia cuồng bạo cười nhạt từ lâu định liệu trước cột sáng lúc trước một mảnh trong bụi cỏ sở khuynh thành một đội sang sang đến muộn thấy tình cảnh này không nhịn được lông mày ngưng lại tất cả đều nổi lên vẻ ngạc nhiên nghi ngờ bọn hắn thực sự không hiểu Trác Phàm để cho bọn họ đổi đường tới đây, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện món đồ này? Đây là Tam cấp trận thức. Sở Khuynh Thành trong mắt hơi hơi co lại, lẩm bẩm lên tiếng, Lạc Vân Hải nhàn nhạt gật đầu, sắc mặt dần dần nghiêm nghị xuống, không sai, nhưng mà này còn là đi trong quân, vì phục kích, dễ nhất bố trí nhiều người điều khiển trận thức. Xem ra chúng ta trên đường có chỗ trì hoãn, thật sự là quá may mắn. Nơi này đã sớm bị người bày ra cạm bẫy, Chắc hẳn đã có người trúng chiêu, cái gì? Điều này sao có thể? Ngươi nói là Trác Phàm đem chúng ta dẫn tới cái này trong bẫy rập. Tâm trạng không nhịn được kinh hãi, Sở Khuynh Thành không thể tin gọi ra, nhàn nhạt gật đầu, Lạc Vân Hải trong mắt đồng dạng hiện ra ngờ vực, tuy nói Trác Đại ca luôn luôn bày mưu nghĩ kế, sẽ không phạm loại này sai lầm, bất quá. Việc cấp bách, vẫn là đánh vỡ kết giới này rồi hãy nói, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, Sở Khuynh Thành suy nghĩ chốc lát, rõ ràng gật đầu, lập tức quát to, người đến, đi theo ta, tướng trận này thức mắt trận đánh vỡ, cứu bọn họ đi ra, là. Mọi người liền ôm quyền, liền cùng nhau đi theo sở khuynh thành sông ra ngoài, thủy hình trấn quốc thạch trước ngoại tổ mẫu đám người, còn tại một mặt lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại chợt thấy sở khuynh thành một đám người đột nhiên lao ra, không khỏi đại hỷ. Lần này mặt khác hai đội được cứu rồi, hy vọng không quá trễ mới tốt rầm rầm rầm, Sở Khuynh Thành lúc này đi chuyển xuất liên tục, đánh vào cái kia rạng rỡ cột sáng bên trên, thẳng tướng cái kia cột sáng đánh cho rung rung rẩy rẩy, quang mang lấp lóe. Bất quá, 36 đạo cột sáng hấp dẫn lẫn nhau, lẫn nhau liền làm một thể, lại là lẫn nhau trợ giúp, kích một trong số đó nơi, sức mạnh lập tức phân tán đến còn lại 35 nơi trong cột sáng, khiến cho tại tại Sở Khuynh Thành mạnh mẽ nguyên lực quanh kích dưới, những kia cột sáng tuy rằng rung rẩy nhưng nhưng cũng không có tan vỡ dấu hiệu, còn lại các nơi, mọi người tại oanh kích lúc cũng là như thế, lại là căn bản không có nửa phần tác dụng, ngoại tổ mẫu đám người thấy vậy, bất giác trong lòng lo lắng. Đây là một cái cùng thời gian thi chạy hành động cứu viện, nếu là chậm một chút nữa lời nói, e sợ người ở bên trong cũng phải tất cả đều chết thảm trong đó, mà trong kết giới long hành vân đám người, đối mặt từng bước áp sát khói độc, căn bản không có biện pháp nào, chỉ có thể từng bước lui nhanh. Đợi đến sau không thể lui lúc, liền đem một vài không quá quan trọng người ném đi, tiết kiệm không gian. Dù sao các ngươi là của chúng ta phụ thuộc gia tộc, các ngươi vì chủ tử hy sinh thời điểm đã đến, mà những người kia cũng rõ ràng điểm này, có lúc không cần mấy vị thiếu gia lên tiếng, chính bọn hắn liền đứng ra, hướng về trong làn khói độc vọt vào, trong nháy mắt biến thành huyết thủy, tiếp ngưng hương nhìn đến một trận khổ sở, trong mắt tràn đầy nước mắt, tất cả mọi người là người vì sao bọn hắn liền tất cần phải hy sinh đâu này nhưng là sự thật tàn khốc chính là như thế bọn hắn nếu không hy sinh lẽ nào để ngự hạ gia tộc người hy sinh sao như chuyện này thật sự phát sinh cho dù long hành vân bọn hắn nguyện ý những người kia cũng tuyệt đối không dám phải biết chuyện này một khi tiết lộ mi nan bước ngoặt chủ tử hy sinh nhưng những này phụ thuộc gia tộc người lại bảo toàn tính mạng cái kia đối mặt bọn hắn cả gia tộc tướng hội là kết quả như thế nào nhất định là tịch thu tài sản và giết cả nhà cho nên bọn hắn làm như thế cùng hắn nói là hiên ngang lẫm liệt trung thành tuyệt đối không bằng nói là vì gia tộc mình bảo lưu huyết mạch nếu là chủ tử có tình lời nói sau đó nên sẽ đối với nhà bọn họ tộc chiếu cố rất nhiều bởi vậy tại nguy cấp này dưới tình huống liệu mình xả thân người nối liền không dứt nhưng cho dù như vậy độc kia sương mù khuếch tán chi cấp tốc cũng đã đem bọn họ dồn đến trong góc sao không thể lui chi địa trong mắt bất giác tối sầm lại long hành vân nhìn một chút bốn phía đã linh linh toái toái mười mấy người bất giác ai tháng một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu một cái lấy độc kia sương mù mở rộng tốc độ cho dù lại có thêm người hy sinh cũng không không ra bao nhiêu không gian lần này lẽ nào chúng ta thật sự muốn bỏ mạng tại này lời ấy phương lạc mọi người bất giác cúi đầu xuống bi thương đầy mặt nhìn xem cái kia đầy đất huyết thủy dân trào trong lòng đều là một mảnh ảm đạm Bọn hắn tới thời điểm, hai đội mấy ngàn nhân mã, nhưng bây giờ chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy người mà thôi. Nhưng mặc dù là bọn hắn, một lúc cũng sẽ bị hóa thành huyết thủy, liền cái toàn thay đều không có, thật sự là bi thảm làm. Oanh, đột nhiên, vòng trời một trận chấn động, chu vi cái kia mỏng manh huyết ảnh bất giác trở nên càng thêm kinh bạc lên. Long Hành Vân trong mắt sáng ngời, chăm chú nhìn chăm chú đi, trong tròng mắt tựa hồ lại xuất hiện một chút hy vọng vẻ có người ở phá trận không sai bất quá nhưng không được kỳ pháp chờ hắn phá trận tới đây lúc đoán chừng chúng ta từ lâu hài cốt không toàn bộ rồi tạ thiên thương ngẩng đầu nhìn bầu trời một mắt cũng là khẽ gật đầu thế nhưng là cũng không lạc quan lời vừa nói ra những kia vừa mới lộ ra kỳ dực vẽ mọi người lại là sắc mặt u ám đi xuống long hành vân lại là vung vung tay một mặt nghiêm túc không thể nói như thế cũng có thể thành công đâu này nói xong Long Hành Vân liền nhìn về phía bên cạnh một người, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, huynh đệ, cái đó gia tộc, lúc nào đi theo ta tìm Long Cát, A Mây mưa thành, trần gia, 150 năm trước, tự dĩ nhiên là tìm Long Cát phụ thuộc gia tộc. Người kia sắc mặt một xẹp, dĩ nhiên đã minh bạch ý của hắn, nhưng vẫn là không mình hành lễ nói, hy vọng đại công tử ngày sau, đối với ta trần gia nhiều chiếu cố, yên tâm đi, các ngươi là cùng theo chúng ta lão gia tộc, lần này ngươi lại làm ra hy sinh lớn như thế ta long hành vân ra ngoài nhất định không dám quên nhớ long hành vân gật gật đầu nghiêm nghị nói người kia thở dài một hơi khuôn mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ tiếp lấy trong mắt ngưng lại lại về phía trước nhảy một cái nhất thời liền nhảy vào cái kia trong làng khói độc thế nhưng hắn vừa vặn tiếp xúc độc kia sương mù liền cấp tốc hóa thành huyết thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất không thấy tiếp ngưng hương rít lên một tiếng lần nữa cuối tại tạ thiên dương bả vai nước mắt đã là không ngừng được địa chảy đầm đìa tạ thiên dương thở dài vỗ vỗ ngọc thủ của nàng an ủi đây chính là ngự hạ gia tộc đặc quyền cùng tác phong làm việc hắn dĩ nhiên chuyện thường ngày ở huyện rồi long hành vân dương dương tự đắc địa đứng ở trống ra chỗ ngồi sắc mặt hờ hững về phần hắn trong lòng còn nhớ hay không được người kia xuất thân cũng không ai biết nói chung vào giờ phút này đã có người phá trận vậy thì còn có sống hy vọng Vốn là hắn là không muốn lại để cho người hy sinh, dù sao mọi người cuối cùng đều phải chết, nhưng là bây giờ, cho dù chết, hắn cũng phải là cái cuối cùng, vạn nhất. Còn có thể sống đâu này, khốn trận ở ngoài, sở khuynh thành dẫn người liên kích mấy chục lần cái kia 36 đạo cục sáng, lại vẫn như cũ không có hiệu quả gì, bất giác khẩn trương. Ngoại tổ mẫu bọn hắn cũng là gấp lòng bàn tay thẳng chảy mồ hôi, đặc biệt là tạ khiếu phong cùng long giật phi hai vị gia chủ, con trai của bọn họ nhưng tất cả đều ở bên trong đây, hiện tại sinh tử chưa biết, e sợ mọi người tại đây, không có ai so với bọn họ càng nóng nảy hơn. Độc cô chiến thiên như một cái trảm thiên trường đao vậy, đứng lặng tại mọi người trong lúc đó, chăm chú nhìn bên trong hình ảnh, lông mày khẽ nhúc nhích, không nói một câu. Độc cô lâm liếc mắt nhìn hắn, lẩm bẩm lên tiếng, nguyên soái cái này 36 thiên cương trận, không cần phải nói, Vân Hải hắn cần phải có biện pháp, chậm rãi khoát tay áo một cái, độc cô chiến thiên song đồng tinh quan tránh qua, tràn đầy tự tin, tứ hổ thấy, cũng là khẽ gật đầu, nhìn xem trấn quốc trong đá đạo kia ấu tiểu thiếu niên lộ ra ý cười nhẹ nhàng, lạc vân hải tử quan sát kỹ một vòng, đột nhiên nói, sở lâu chủ, đây là 36 thiên cương trận, chính là theo như tinh thần 36 thiên cương bày trận, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chỉ có công sinh môn, phá tử môn, mới có thể liên phá, ngươi có biện pháp, sở khuynh thành trong mắt sáng ngời, hỏi, hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải một mặt tự tin, bộ này trận pháp quân đội thường dùng, ta đi theo nghĩa phụ học qua hai năm, rõ lâu chủ ngón tay giữa vung quyền to giao cho ta, được. Sở khuynh thành cũng không hàm hồ, gật đầu một cái đáp ứng, Lạc Vân Hải hít sâu một cái, sắc mặt nghiêm nghị, hét lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, Đổng Thiên Bá mang 300 nhân mã, công phương Tây chính giữa sinh môn, Tiêu Đan đang mang 300 nhân mã công đông phương thứ hai tử môn, những người còn lại đi với ta công đổ môn. Tiếng nói vừa dứt, mọi người một tiếng đáp lời, liền cùng nhau xuất phát. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã như ba cái như cự long, xuyên thẳng 36 đạo cột sáng trong lúc đó, dường như phiên gian đảo hải tựa như, từng cái công tới. Mọi người chỉ thấy, Đổng Thiên Bá mọi người mới vừa công sinh môn lúc, tia sáng kia trụ ông một tiếng phát ra một trận vô hình chấn động, hướng về còn lại cột sáng truyện đi. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Đan Đan cùng Lạc Vân Hải đồng thời công kích tử môn cùng đổ môn. Trong lúc nhất thời, lại là hai đạo chấn động sản sinh, lại là hảo chết không chết địa chặn lại rồi đạo thứ nhất chấn động truyền ra con đường. Kết quả là, tam đạo chấn động đồng thời tụ ở chính giữa một đạo cột sáng thượng, cũng không có phân tán đến còn lại hơn 30 đạo trong cột sáng. Khiến cho tại tia sáng kia trụ trong nháy mắt thừa nhận lấy ba phương lực đạo, nhất thời đụng một tiếng, vỡ ra được bóng người ở bên trong cũng liền hô kêu một tiếng cũng không kịp, liền trong nháy mắt nổ chia năm xẻ bảy, 36 đạo cột sáng bỗng nhiên mất đi cân bằng, lẫn nhau trong lúc đó truyền tống năng lượng cũng cực kỳ bất ổn lên. Độc cô chiến thiên thấy, bất giác cười to lên, tiểu tử này hai năm này, không có phí công cùng lão phu một hồi a à. thiên vũ tứ hổ cũng là vui vẻ gật đầu, dù sao cái này đệ đệ chủ yếu là bọn hắn mang ra ngoài. Bây giờ đang ở bách gia tranh minh thượng uy phong như vậy lẫm lẫm, bọn hắn cũng cùng có vinh yên, ngoại tổ mẫu bọn hắn thấy vậy, khẽ gật đầu, trong lòng càng là đại hỷ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc gia ngoại trừ Trác phàm cái này quỷ dị đại quản gia ở ngoài, thiếu chủ cũng bằng tốc độ kinh người trưởng thành, kết quả là, trong lòng đối Trác phàm thủ đoạn cũng càng thêm thán phục, bọn họ cũng đều biết, Lạc Vân Hải hôm nay mặc dù có thể lớn lên xuất sắc như thế, trồng phượng trong loài người, hoàn toàn là Trác phàm một tay an bài nếu không trác phàm bày mưu nghĩ kế một cái tam lưu thế gia tiểu tử thì lại làm sao có thể bái đến thiên vũ đại nguyên soái độc cô chiến thiên thủ hạ bồi dưỡng sở khuynh thành ở một bên nhìn đến âm thầm gật đầu trong lòng mừng rỡ không nghĩ tới như thế một cái khó làm nhiều người khốn trận trong tay lạc vân hải lại dễ dàng như vậy đã bị phá giải nhưng là lạc vân hải lại không chút nào dám thất lễ như trước chỉ huy đội ba xung phong cảnh môn đã phá hướng về thương môn xuất phát là Mọi người cũng là quần tình xúc động, ý chí chiến đấu sụp sôi, hét lớn lên tiếng, trấn quốc thạch trước, đế vương môn đám người nhưng đều là sắc mặt tối sầm lại, cấp tốc trở nên âm trầm, chỉ có lãnh vô thường một người, một mực mang theo một tia lực lượng thần bí nụ cười, thẳng xua tay, ha ha ha. Không lo lắng, không có gì đáng ngại, rầm rầm rầm, từng tiếng đổ vang liên tiếp truyền ra, Lạc Vân Hải chỉ huy ba đội nhân mã tả xung hữu đột, 36 đạo cột sáng trong chốc lát liền bị tiêu diệt 10 đạo, thật là không uy phong. Vây xem mọi người thấy được cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đặc biệt là lạc vân thường các loại lạc gia mọi người, càng là kích động toàn thân run rẩy. Thiếu gia của bọn hắn rốt cuộc trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ là một vị xuất sắc gia chủ, đợi đến 36 đạo cột sáng bị diệt đến một nửa lúc, toàn bộ kết giới rốt cuộc nhịn không được run rẩy, tự hồ bất cứ lúc nào muốn hỏng mất dáng vẻ, chỉ là 18 đạo cột sáng, dĩ nhiên khó mà chống đỡ được cái này khổng lồ trận thức năng lượng. Lạc Vân Hải trong mắt ngưng lại, tiếng hét lớn nói, rút lui. Thế là mọi người liền vội phi nước đại đi ra đại trận ở ngoài, chỉ bất quá một ít đôi chân chậm, vẫn là đã chậm một bước. Tại chưa kịp trốn xa trước, đại trận đã là ầm ầm nổ tung, oanh, năng lượng mạnh mẽ xung kích tứ tán bắn ra, một số người còn không phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, đã là đột ngột cảm giác sau lưng một đạo đại lực vọt qua, trong nháy mắt nổ thành chia năm xẻ bảy liền hô gọi cũng không kịp phát một tiếng sau một khắc tanh hôi khói độc đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt có người vừa vặn tránh được cái kia sóng xung kích cùng mới thở vào được một hơi trong lòng may mắn lại là lại đột nhiên bị cuốn vào cái kia đầy trời trong làng khói độc tại nhiều tiếng kêu gào bên trong biến thành huyết thủy trong mắt không nhịn được co rụt lại sở khuynh thành tâm trạng kinh hãi mọi người cẩn thận đây là dược vương điện thất thải vân la trưởng nói xong tự thân chu vi đã là cấp tốc nổi lên một tầng băng sương sở khuynh thành song trưởng cùng xuất hiện một đạo vô hình hàng băng bức tường ngăn cản đã là chắn tất cả mọi người trước mặt thế nhưng độc kia sương mù lâm trước cùng cái kia bức tường ngăn cản tiếp xúc lại là phát ra xì 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 tiếng hủ thực vang cái kia bức tường ngăn cản cũng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng tâm trạng không khỏi hoảng hốt sở khuynh thành cho tới bây giờ chưa từng thấy mạnh mẽ như thế khói độc mặc dù là cái kia độc thủ dược vương tự mình ra tay, cũng không khả năng có như vậy power đi. Cái này nghiêm bán quỷ thiên sinh độc thể, quả nhiên danh bất hư truyền, thất thải vân la trưởng vừa ra, không ai có thể ngăn cản, bất giác mạnh mẽ khẽ cắn răng, sở khuynh thành không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bước ra lui trở về, khiến cho tại rất nhiều người lại bị độc kia sương mù bao phủ, trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, lại là không thể làm gì. Ha ha ha. Sở lâu chủ, ngươi tới đúng lúc, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Đúng lúc này, cười to một tiếng vang lên, mấy bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống sở khuynh thành trước mặt, định thần nhìn lại, lại chính là Long Hành Vân, tạ thiên thương đám người. Chỉ là vào giờ phút này, bọn hắn một đám người đã không tới 10 người, đều là hai đại thế gia nhân viên chủ yếu, phụ thuộc gia tộc Dĩ Nhiên Diệt Sạch, nếu như nói còn có một cái phụ thuộc gia tộc, vậy thì chỉ còn tiết gia huynh muội rồi quá cái này cũng là dựa vào tạ thiên dương trắc phàm mặt mũi không phải vậy đoán chừng đã sớm bị bọn hắn hy sinh thế nhưng may mà tại thời khắc cuối cùng tất cả mọi người sắp bị độc kia sương mù thôn phệ trước kết giới bỗng nhiên phá tan cho bọn họ mở ra một con đường sống thế là mọi người mới có thể bay lơ lửng lên trời tránh được độc này sương mù bao phủ cùng sở khuynh thành bọn hắn hội hợp thủy hình trấn quốc thạch trước long dật phi tạ khiếu phong đám người nhìn thấy con trai của chính mình bình yên vô sự, bất giác thở ra một hơi dài. Nhưng lại nhìn độc kia sương mù đầy trời, huyết thủy giàn dụa cảnh tượng, cũng là sợ đến trên đầu một cái tráng mồ hôi lạnh ứa ra, lần này bách gia tranh minh, bởi vì thất gia chính thức khai chiến, quả nhiên so với trước kia muốn hung ác nhiều, vãn giới tranh đấu, thất gia lẫn nhau lưu bộ mặt, chỉ là phụ thuộc gia tộc đánh nhau chết sống mà thôi. Nhưng là lần này, chẳng những là phụ thuộc các gia tộc liều máu chảy thành sông, liền thất thế gia đô liều như thế một mất một còn, thủ hạ không hề nể mặt mũi, có thể tưởng tượng, nếu không sở khuynh thành thời khắc mấu chốt dẫn người cứu viện, kiếm hầu phủ cùng tìm long các các công tử thiếu gia, nhưng là toàn bộ cũng phải chết ở cái kia nghiêm bán quỷ trên tay, hai vị gia chủ cũng nên tuyệt hậu rồi, vừa nghĩ tới đây, hai đại gia tộc cao tầng liền bất giác trong lòng lo sợ, một trận thủng thức, cái này có thể nói là ngàn năm qua trận chiến khốc liệt nhất đi, chỉ mong bọn hắn có thể bình an vượt qua. Dược vương điện điện chủ, nghiêm bá công nhìn xem tất cả những thứ này, dĩ nhiên đã cười nở hoa, còn bất chợt về phía người bên ngoài đắc ý nhướng mày, phản phất đang nói, thấy được chưa, đây chính là chúng ta dược vương điện tuyệt học, thất thải vân la trưởng bao một người ra tay, ta có thiên hạ, vạn quân lao nhanh, cũng không dám gần, ngưu bước đi, mọi người thật sâu liếc mắt nhìn hắn, tuy rằng kinh thường ở hắn loại lũ tiểu nhân này đắc chí dáng dấp, nhưng trong lòng cũng kiên kỵ. Cái này thất thải vân la trưởng rơi xuống cái này nghiêm bán quỷ trong tay, quả thực chính là lợi khí giết người. Trước đây mọi người liều mạng lưỡng bại câu thương ý chí chiến đấu, còn có thể vọt vào liều một phen. Thế nhưng đối mặt nghiêm bán quỷ khói độc, chỉ cần trúng vào liền sẽ hóa thành huyết thủy, lại là liền với hắn liều tư cách cũng không có. Đây chính là lục long nhất phượng trong, vân sơn độc long nghiêm bán quỷ thực lực chân chính A, thực sự thật là đáng sợ. Chỉ có đế vương môn không tỏ rõ ý kiến mà lắc lắc đầu, tự hồ hoàn toàn không đem cái này thất thải vân la trưởng nhìn ở trong mắt. Mặt khác, sở khuyên thành đám người được độc kia sương mù làm cho sau một lúc lùi, khói độc tràn ngập tứ phương, cây cối hoa cỏ dính lên, tấp cốc hóa thành bột miệng, mặc dù là bàn thạch, cũng chạy không thoát được ăn mòn thành nước chua vận mệnh, một ít đôi chân chậm tu giả, không cẩn thận cũng sẽ bị độc kia sương mù thôn vệ, từng trận kêu gào không ngừng bên tai. Sở khuyên thành nghe được không đành lòng, lông mày sâu nhăn, cắn răng nói, nhất định phải ngăn cản hắn bằng không người của chúng ta đều phải bị hắn giết sạch rồi long hành vân nhàn nhạt gật đầu trong mắt tinh quang phun trào đúng vậy a à, ở đằng kia thủy hình trận môn trước thiên vũ bên trong các đại gia tộc đều đang nhìn đây muốn là ba người chúng ta được cái này nghiêm bán quỷ một người đánh cho chật vật như vậy chẳng phải thật mất thể diện hai vị ta có một pháp nhân thử chỉ là muốn ba người hợp lực mới có thể hơn nữa phiêu lưu cũng khá lớn không biết hai vị có dám Liếc nhìn nhau, Sở Khuynh Thành cùng Tạ Thiên Thương cùng nhau gật đầu, nói, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu cười khẽ, Long Hành Vân tại hai người tai trước thì thầm vài câu, hai người liền trong mắt tinh quang lóe lên, mãnh liệt gật đầu một cái, sau một khắc, ba người đối mặt kinh khủng kia khói độc, không lùi mà tiến tới, đột nhiên xông lên phía trước. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người giật nảy cả mình, kinh ngạc trong lòng không hiểu, bọn họ là muốn tìm chết sao? Coi như là Lục Long Nhất Phượng đối mặt độc này sương mù cũng là dính sẽ chết, đụng liền vong A, à. nhưng mà, làm cho tất cả mọi người kinh dị một màn xuất hiện, chỉ thấy ba người vọt tới trước, tạ thiên thương đột nhiên xông vào trước nhất, sau đó một kiếm vung ra. Nhưng thấy một vệt kim quan trạng người rực rỡ, khí hướng ngư đấu, trong nháy mắt liền dĩ nhiên đi tới khói độc trước đó, lại là hào không đình trệ địa trong nháy mắt xuyên qua. Nhất thời liền đem khói độc đánh tan hướng bốn phía, bỗng nhiên bắn ra một cái hoạn lộ thênh thang ba người cùng nhau nhảy vào đạo nội bất quá đúng lúc này độc kia sương mù lại bắt đầu về tụ mắt thấy phải đem ba người thôn vệ trong đó đúng lúc này sở khuynh thành lại là hàng mang lấp lánh vung hai tay lên liền ở xung quanh ngưng tụ ra một đạo băng bích tướng hết thảy khói độc đều chặn ở bên ngoài nhưng là cái kia ăn mòn tiếng vang vọng bên tai nhưng cũng cho thấy đạo này băng bích chặn không được bao nhiêu thời điểm bất quá bọn hắn cũng chỉ cần trong chớp mắt này công phu cũng liền đủ rồi sát theo đó từ lâu tụ lực thật lâu long hành vân một trưởng đánh ra nhất thời một cái hình rồng kình khí bay ra thoáng chốc liền lại mở ra một con đường đến ba người tiếp tục tiến lên mà phía sau băng bích dĩ nhiên ăn mòn hầu như không còn đường lui dần dần được chắn nhưng là bọn hắn cũng không lo lắng bởi vì bọn họ dám như thế đến liền không nghĩ tìm đường lui kết quả là cứ như vậy tạ thiên thương cùng long hành vân mở đường sở khuynh thành giúp ba người ngăn cản độc khí hấp lại rất nhanh liền vọc tới vị trí trung tâm nhất, độc khí đầu nguồn, làm Tạ Thiên Thương lại một đạo kiếm khí bắn ra sau, dĩ nhiên phá tan rồi sương mù dày đặc, lộ ra Nghiêm Bán Quỷ đã là thổ huyết không ngừng thân ảnh, trong mắt không nhịn được co rụt lại, Nghiêm Bán Quỷ giật nảy cả mình, vào giờ phút này, hắn bởi vì phát động thất thải vân la trưởng, từ lâu độc vào phủ tạng, trọng thương tại người, nhưng một mực lúc này lại bị ba người liên thủ phá giải khói độc, hắn bây giờ, cho dù đơn đã độc đấu cũng không phải ba người đối thủ lại ở đâu là ba người liên thủ chi địch. Dưới tình thế cấp bách, nghiêm bán quỷ vừa định chạy trốn, Long Hành Vân lại ánh mắt sáng lên, lúc này lắc người một cái tìm nhập bên người hắn, khà khà khà. Cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, công lao này, lão tử nhận được, nhếch miệng tà cười một tiếng, Long Hành Vân một chưởng đánh ra, oanh, không chút nào bất kỳ sức phản kháng, nghiêm bán quỷ lúc này được một chưởng đánh bay ra ngoài, một nguồn máu tươi không nhịn được phun ra, đã là trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, mà cũng là khi hắn được đánh bay trong tích tắc, bốn phía khói độc cũng cấp tốc tiêu tan ra, ba người chậm rãi về phía trước, tướng hư nhược nghiêm bán quỷ vây quanh ở giữa, liếc nhìn nhau, nhưng đều là lộ ra vẻ mừng rỡ, thủy hình trấn quốc thạch trước, dược vương điện nghiêm bá công thấy, bất giác đại mà xuất thanh, đê tiện, lấy ba địch một, đồ vô sĩ, nghe được lời này, mọi người dồn dập liếc mắt khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn đây vốn chính là gia tộc chiến lấy ba địch một thì thế nào lúc trước nghiêm bán quỷ mang theo một vạn người phục kích bọn hắn mấy ngàn người ngươi tại sao không nói tự hồ cũng cảm giác mình đuối lý nghiêm bá công đỏ lên một cái mặt liền không nói ngoại tổ mẫu cùng long giật phi đám người vui vẻ ra mặt một trận hưng phấn thế nhưng nhìn đến đế vương môn đoàn người như trước sắc mặt hờ hững không chút nào như là đánh đánh bại bộ dáng lại là bất giác lại ngưng trọng lên đám người này đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì? Chính lúc nghi hoặc ở giữa, sở khuyên thành thanh âm vẫn nộ truyền vào tất cả mọi người truyền vào tai. Nghiêm bán quỷ, ngươi một chiêu khiến như vậy sinh linh đồ tháng, xem mạng người như cỏ rác, làm thật đáng chết. Sở khuyên thành nhìn dưới mặt đất một mảnh máu chảy thành sông bộ gián, biết ít nhất lên tới hàng ngàn hàng vạn người chết ở cái này trong làng khói độc, bất giác chỉ trên mặt đất hư nhược nghiêm bán quỷ nổi giận mắng. Long hành vân lại là khoát tay áo một cái, không tỏ rõ ý kiến mà cười nói, ha ha ha. Sở lâu chủ không nên tức giận, bây giờ có thể bắt cái này dược vương điện nghiêm bán quỷ, cái kia mấy ngàn người hy sinh cũng đáng. Hơn nữa chết đại đa số, 10.000 chi chúng, hay là hắn nghiêm lão quỷ chính mình mang tới nhân mã. Như thế tính dưới, trận đại chiến này chúng ta không lỗ a à, ha ha ha, Long Hành Vân cười to lên, sở khuynh thành các loại một đám nữ tử lại là ám trên một tiếng, không để ý tới chẳng lẽ nói một trận đại chiến xuống chỉ muốn đối phương so với mình người chết nhiều lắm sẽ không thiệt thòi sao nhưng là những khi chết rồi người thì lại làm sao nam nhân đều máu lạnh như vậy sao bất quá các nàng cũng chỉ có thể trong lòng bi thương lại là bất đắc dĩ bởi vì cái này chính là chiến tranh tàn khốc ha 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 các ngươi không lỗ chúng ta cũng không thiệt thòi a à. đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền ra tiếp lấy chính là một đạo trong tiếng nổ Tạ Thiên Dương miệng phun tiên huyết bay ra ngoài, mà ở hắn vừa vặn vị trí chỗ ở, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một bóng người, định thần nhìn lại, lại chính là U Minh cốc U Vũ Sơn không thể nghi ngờ, đại công tử có mệnh, muốn cho cô bé này bị chết phải nhiều thảm, có bao nhiêu thảm? Ta một mực không biết nên làm sao cho nàng cái thảm pháp, bất quá bây giờ, ta tốt như nghĩ đến rồi, khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí độ công u vũ sơn quay đầu nhìn về phía một bên dĩ nhiên thất kinh tiết ngưng hương tại người cái kia sợ hãi trong ánh mắt bắt lại cổ họng của nàng giơ lên thật cao tiểu cô nương ngươi thật là có mặt mũi để cho chúng ta hy sinh nhiều người như vậy chỉ vì đem ngươi thống khổ nhất một mặt đưa cho người kia tỉ mỉ nhìn rõ ràng ha 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 ngưng nhi tiết cương cùng tiết lâm nhị huynh đệ không khỏi hô to một tiếng cũng mặc kệ bọn hắn đối mặt là thế nào không thể địch tồn tại cùng nhau quên mình xông lên trên nhưng là U Vũ Sơn nhưng lại ngay cả nhìn bọn họ một mắt đều không có, tiện tay vung lên, một đạo cương phong liền đột nhiên tướng hai người đánh bay ra ngoài. Trả trên không trung, bọn hắn liền đã đồng thời miệng phun tiên huyết, vô lực ngã xuống, cũng lại không bò dậy nổi, chỉ là nhìn về phía tiếp ngưng hương phương hướng, một trận lo lắng, tiếp ngưng hương quấn lên, nhìn về phía hai vị huynh trưởng, cả kinh kêu lên, đại ca, nhị ca, ha ha ha. Yên tâm đi, bọn hắn không có chuyện gì, Bốn công tử giết nhau chết loại này tiểu bò sát cũng không có nửa phần hứng thú. Bất giác xì cười một tiếng, U Vũ Sơn cười tà nhìn về phía ngọc trong tay người, xíu, U U, đột nhiên, một luồng ánh kiếm xẹt qua, chẳng biết lúc nào, tạ thiên dương đã là lần nữa bò người lên, một kiếm hướng về hắn ít hầu đâm tới, không linh cửu thức, tịnh không thức, trong phút chốc, toàn bộ không gian đều phản phất dừng lại như thế, thậm chí liền U Vũ Sơn hô hấp đều trở nên cực kỳ chậm chậm, chỉ có cái kia một đạo kiếm quan sáng chói tại lấy tốc độ cực nhanh hướng về hắn ít hầu tiến dần lên, nhưng là hắn lại không chút nào hoang mang, chỉ là tùy ý nhẹ dương một tay, duỗi ra hai ngón tay liền dễ dàng tướng cái kia đạo hàng mang kẹp ở trong tay. Tạ thiên dương lợi kiếm còn muốn lại tiến về phía trước, đã là tuyệt đối không thể, trong mắt không nhịn được co rụt lại, tạ thiên dương trả phản ứng không kịp nữa lại đây, u vũ sơn cái kia khinh thường cười gằn đã là truyền vào bên tai của hắn, hừ cái này không linh cửu thức nếu là do đại ca ngươi sử dụng bổn công tử trả kiên kỵ ba phần bất quá lời của ngươi ha 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 hay là thôi đi vừa dứt lời u vũ sơn thân thể bỗng nhiên rung lên liền đụng một tiếng đột nhiên tướng tạ thiên dương cả người lẫn kiếm đồng thời chấn động bay ra ngoài đợi đến lúc rơi xuống đất đã là một nguồn máu tươi không nhịn được mãnh liệt bắn ra thân thể trong nháy mắt không còn khí lực chỉ có thể không cam lòng nhìn xem u vũ sơn cái kia tà ác bàn tay Nắm thật chặt ngưng nhi trắng nõn cổ, càng ngày càng gấp, lại là không thể ra sức, Sở Khuynh Thành, Tạ Thiên Thương đám người thấy, cần vọt tới trước, U Vũ Sơn lại là lông mày ngưng lại, bỗng nhiên tướng tiếp ngưng hương thân thể đặt tới mọi người trước người, quát to, đừng tới đây, bằng không cô nương này vài phút đồng hồ mất mạng, thân thể bất giác hơi ngưng lại, ba người vọt tới trước thân hình nhất thời ngừng lại. Lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều là cẩn thận từng ly từng tí dừng bước, đầy mặt nghiêm nghị. Tuy nói tiểu cô nương này bất quá là cái nhị lưu thế gia tiểu thư, cùng những khắc phụ thuộc gia tộc đệ tử không có gì sai biệt. Nhưng là thân phận của nàng lại cực kỳ đặc thù, cùng kiếm hầu phủ tạ thiên dương cùng cùng bạo ma long trác phàm đều có giao tình rất sâu. Cho dù không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, bọn hắn cũng không có khả năng để cô gái này bởi vì bọn hắn mà chết. Nếu không thì, bọn hắn như thế nào lại được cái này u vũ sơn áp chế, đồng dạng rõ ràng đạo lý trong đó, u vũ sơn nhìn xem ba người phẫn hận ánh mắt bất giác tà cười ra tiếng ba vị đều là tất cả đại thế gia đệ tử đắc ý không nghĩ tới hôm nay lại sẽ vì một cái gia tộc nhị lưu tiểu thư sợ đầu sợ đuôi ngược lại là thật sự rất khó được a à. ha 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 ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng u vũ sơn ngược lại nhìn về phía trong tay một mặt bất khuất tiết ngưng hương nhớ mày nói thấy được chưa tiểu cô nương ngươi ở trong mắt bọn họ trọng yếu bực nào mà cái địa vị này là người đàn ông kia đưa cho ngươi, đồng thời cũng là người đàn ông kia hại ngươi. Nếu không phải là hắn, chúng ta như thế nào lại thanh mục tiêu khóa chặt tại ngươi như thế một cái tiểu cô nương trên người, lông mày bất giác hơi động, tiếp ngưng hương mạnh mẽ khẽ trắng răng, cũng đã biết trong miệng hắn người là ai, cách đó không xa sở khuynh thành cùng tạ thiên thương đám người, cũng đồng dạng đã minh bạch tất cả. Nguyên lai like cái này hết thảy mai phục kế hoạch, đều là nhằm vào trác phàm mà đến, nếu thật sự là như thế lời nói tiết ngưng hương tại trác phàm trong lòng địa vị e sợ không phải chuyện nhỏ khiến cho tại làm cho đối phương không tiết bộ mặt hướng về một cái nhu nhược thiếu nữ ra tay khả năng chính là dùng này đến áp chế trác phàm đi như vậy lời nói như vậy bọn hắn liền càng không thể tùy ý ra tay để tránh khỏi thương tổn tới tiết ngưng hương tính mạng sao không có cách nào hướng về trác phàm bàn giao trong lúc nhất thời ba người liếc nhìn nhau đều là âm thầm gật đầu bí mật tìm kiếm sơ hở của đối phương bất quá U Vũ Sơn đều là lục long nhất phượng một trong, lại có thể dễ dàng như vậy được ba người bọn họ nắm lấy lỗ thủng, đem người cứu ra. Kết quả là, bốn người nhất thời dằn co xuống, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thủy hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người nhìn xem tất cả những thứ này, cũng bất giác sững sờ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một cái chỉ là gia tộc nhị lưu tiểu thư, tự nhiên trở thành áp chế sở khuynh thành trác phàm bọn hắn nhược điểm. Lạc Vân thường song quyền nắm chặt, đã là đầy tay tâm mồ hôi, trên mặt khẩn trương. Kỳ thực nàng từ lâu ý thức được trác phàm đối ngân nhi chi tâm, so với đối bất kỳ người nào khác đều phải thân cận, bất luận là nàng vẫn là lạc vân thường, cũng không sánh nổi cái này khờ khảo ngây ngô tiểu nha đầu, ở trong lòng hắn vị trí, chỉ bất quá, tại trác phàm không có ý thức đến trước, nàng nhưng không có vạch trần. Chỉ vì nàng thật sự là quá lo lắng, thậm chí là sợ sệt, Trác Phàm đã minh bạch lòng của mình vị trí thuộc sau, hội rời xa nàng mà đi khiến cho tại tại bách gia tranh minh trước đó, trắc phàm một trận tâm tư phiền muộn, thậm chí thường thường vô duyên vô cớ nổi trận lôi đình, đều là không tìm được mấu chốt, trả lấy vì tâm tình của chính mình bất ổn gây nên, chỉ có lạc vân thường đã sáng tỏ từ lâu, hắn đây chính là đố kỵ, đố kỵ ngưng nhi cùng tạ thiên dương sớm chiều chung đụng tháng ngày, chỉ là trắc phàm một đời xuyên ở tu hành chi đạo, cảm tình một chuyện hầu như đều là trống không cho nên chính mình cũng hoàn toàn không biết nội tâm phiền muộn nguyên do trái lại đem mình dồn đến tuyệt tình tuyệt nghĩa cực đoan. Cứ như vậy, tuy nói để tâm tình của hắn đạt được nhất thời bình tĩnh, thế nhưng là giống như giang hà tràn lan, đắp bờ ngăn nước bình thường chỉ là thanh cái kia vô tận tương tư vùi lấp đáy lòng mà thôi. Một khi phá đê mà ra, đạo kia dòng lũ đều sẽ nhấn chìm tất cả mọi thứ. Phản phất đã thấy tương lai rắc phàm cái kia thống khổ kêu trên khuôn mặt, lạc vân thường trong mắt đã là ngấn lệ lấp lóe nhìn xem trận môn trong hình, được chăm chú bóc lấy tiết ngưng hương, cũng là trong lòng khẩn trương, âm thầm cầu nguyện, ngưng nhi, ngươi ngàn vạn không thể có chuyện, không phải vậy trác phàm nhất định sẽ bị điên, mà tại đây trong mọi người, chân chính quan tâm tiếp ngưng hương an nguy, chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân của nàng cùng gia gia. Nhìn xem chính mình con gái tôn nữ, được lục long nhất phượng bên trong u vũ sơn chăm chú bóp cổ, tự hồ trong một ý nghĩ liền sẽ tắt thở bình thường lại là nhanh chóng tâm đều nhanh nát, bọn hắn ngưng nhi luôn luôn tâm địa thiện lương, giúp người làm việc thiện, nhưng vì sao sẽ gặp như thế vận rủi gia các trưởng phong mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này trong mắt tinh quang lấp lóe quay đầu nhìn về phía lãnh vô thường nói lãnh tiên sinh đây chính là ngài tìm được tiểu gia hỏa kia chỗ trí mạng sao ha 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 thừa tướng đại nhân có chỗ không biết theo tại hạ nhiều ngày quan sát tiểu nha đầu này chính là cái kia trát phàm trong lòng lớn nhất khúc mắt hay là liền chính hắn đều không có ý thức được đây lãnh vô thường khẽ gật đầu nhạt cười ra tiếng gia các trưởng phong chân mày câu lại khẽ cười nói nha nếu liền chính hắn đều không minh bạch cái kia lãnh tiên sinh là như thế nào bắt lấy đây này ha 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 cái này ngược lại là đơn giản người thường thường hội theo bản năng đem chính mình khát vọng biểu hiện ra làm cái kia trắc phàm lần thứ nhất xuất hiện tại vân long thành lúc là cùng chúng ta đại công tử giao thủ thời gian một khắc đó hắn cứu hai tên nữ tử một tên trong đó là lạc tiểu thư nhà một người khác chính là cái này Tiết Gia Nha đầu, nha, chỉ bằng vậy thì có thể kết luận. Chân mày cau lại, gia các trưởng phong cười nhạt nói, chậm rãi lắc lắc đầu, lãnh vô thường một mặt tốt sắc, cái này đương nhiên không hội đơn giản như vậy, chỉ bất quá khi hắn cứu hai nữ trong tích tắc, ánh mắt của hắn lại là rất tự nhiên nhìn hướng cái này Tiết Gia Nha đầu. Thử hỏi, liền tiểu thư nhà mình an nguy đều không để ý, đầu tiên đi quan tâm khác một cô gái, đây là cái gì dạng tình cảm? Mặt khác, tại trên diễn võ trường, Trác Phàm lần thứ nhất đắc thắng, hăng hái thời gian, hắn tối trước đi tìm người là ai? Ha ha ha! Một người đàn ông muốn đem nhất chính mình oai hùng anh phát một mặt, chia sẻ cho, không phải là cái gì quan tính giao chén bạn thân, mà là nữ nhân mình yêu thích. Có lẽ, cái này tất cả mọi thứ đều là theo bản năng hành vi, bất quá nhưng cũng giỏi nhất phản ứng nội tâm hắn sở hướng, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, gia các trưởng phong rõ ràng gật đầu, lãnh tiên sinh thật là có tâm rõ ràng chỉ dựa vào hai chi tiết liền có thể nhòm ngó đến tiểu gia hỏa kia sâu trong nội tâm mặc dù là lão phu cũng không thể không viết cái chữ phục a à, nha không dám không dám thừa tướng đại nhân tài trí vô song tại hạ sao dám so với chí ít tại hạ liền chưa bao giờ biết thừa tướng trong lòng đại nhân suy nghĩ sự tình nửa phần đều đoán không được a à. lãnh vô thường hơi không người một cái nhìn như kim cung Thế nhưng ngẩng đầu nhìn về phía gia các trưởng phong lúc, trong mắt lại là tinh quang rạng rỡ, tự hồ có khiêu khích ý vị, trong mắt lóe ra một đạo không hiểu ánh sáng, gia các trưởng phong cười to lên, ha ha ha. Lãnh Tiên Sinh cũng đúng lão phu có hứng thú sao? Vậy có phải hay không nói, ngươi mục tiêu kế tiếp chính là lão phu, đâu có đâu có, tại thừa tướng trước mặt đại nhân, tại hạ lại há dám lỗ mãng. Lãnh Vô Thường lắc đầu một cái, hờ hững lên tiếng, thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Gia các trưởng phong cười lạnh, liền không lại đi để ý tới, chỉ là thản nhiên nói, các loại lãnh tiên sinh thanh con khỉ nhỏ này tự bắt sau đó lão phu cũng không ngại cùng các hạ chơi đùa, lông mày không nhịn được trung lên, lãnh vô thường râu dài khẽ nhúc nhích, trong mắt lại là ít có địa phát lên nhất cổ chiến ý, thiên vũ tam đại trí tinh, hắn một mực xếp hạng gia các trưởng phong sau đó bây giờ có cơ hội đỏ sức, tuy rằng trong lòng không đáy ngọn nguồn, nhưng cũng khiến hắn không ngừng được địa hưng phấn, để nhất thiên hạ danh tiếng, là mỗi cái có thực lực nam nhân đều sẽ liều mạng tranh thủ, càng không nói đến là hắn thần toán tử, mặt khác, U Vũ Sơn thấy Sở Khuynh Thành ba người họ không còn dám lộn xộn, không khỏi ngược lại vừa nhìn về phía trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ tiếc ngưng hương, cười tà nói, tiểu nha đầu, vốn là cái kia lão độc quỷ là muốn đem ngươi hóa thành huyết thủy, cho tiểu tử kia nhìn. Bất quá ta ngược lại là cho rằng, cái này còn không rất có thể đủ kéo cừu hận cho nên ta nghĩ tới rồi một cái tốt hơn chủ ý, nằm mơ, các đại ca nhất định sẽ tới cứu ta. Tiếp ngưng hương ngoan cường vẫy vẫy thân thể, đại mạ xuất thanh, thế nhưng trong tay lại là không tự chủ mà sờ lên này viên lôi linh giới, bởi vì nàng biết, mỗi khi lôi linh giới lóng lánh thời gian, trác phàm nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống, đi tới bên người nàng, cứu hắn xuất trong nguy cơ, các đại ca, trong lòng nói thầm ba chữ này, tiếp ngưng hương đáy lòng một mực tin chắc, người tưởng tượng ra được anh hùng cổ tích. Tạ Thiên Dương cắn răng, muốn bò qua đi cứu quyết tâm bên trong chỗ yêu, lại là không trèo vài bước, lại bất lực địa co quắp mềm xuống, chỉ có cặp kia khát máu sông đồng, chăm chú nhìn U Vũ Sơn không tha, giống như phải đem hắn sanh thôn hoặc bắt bình thường, khẽ cười lắc lắc đầu, U Vũ Sơn không để ý đến chu vi tất cả, chỉ là trào phúng mà nhìn người, tiểu cô nương, trong lòng ngươi người kia sẽ không tới, liền tại các ngươi được chúng ta mai phục thời gian, hắn đã đi tìm hoàng phổ thanh thiên tranh cướp quả thứ tư giật thần đan rồi, ha ha ha. Đúng rồi, ngươi nên là muốn trở thành chúng ta u minh cốc lô đỉnh người đi. Như vậy, tuy rằng đã muộn mấy năm, nhưng bây giờ còn là ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh của mình đi. Vừa dứt lời, u vũ sơn đột nhiên trong mắt ngưng lại, một bàn tay đột nhiên chọc vào của nàng trên thiên linh cái, ồ ồ khí lưu màu xám, kèm theo từng trận quát táo rít gào, tiêu tán mà ra, thấy tình cảnh này, Tất cả mọi người bất giác kinh khiếu xuất lai, like, u minh quỷ thủ. Hắn. Hắn muốn đoạt ngưng nhi tinh phách, ngưng nhi, tạ thiên dương trong mắt bỗng nhiên co trục lại, không nhịn được hàng cả giọng địa điên cùng hét lên lên tiếng, muốn đi vào cứu trợ, lại là nửa phần khí lực cũng cầm lên không nổi. Tinh phách chính là là linh hồn chi cơ, vạn vật tinh hoa, sinh mệnh sở dĩ có tinh phách, năng lực ngưng tụ thần thức, linh hồn không tiêu tan. Nếu là tinh phách bị đoạt, cái kia cho dù nhục thân trường tồn linh hồn cũng sẽ khó mà ngưng tụ vài phút đồng hồ tán loạn biến mất sở khuynh thành đám người thấy vậy không khỏi kinh hãi nguyên lai like cái này u vũ sơn cũng không phải là muốn bắt ngưng nhi áp chế rác phàm mà là muốn đẩy nàng vào chỗ chết thế là dồn dập ra tay muốn ngăn cản nhưng là dĩ nhiên không còn kịp rồi u vũ sơn một mặt vẻ cuồng bạo trong tay hôi khí dập dần một cái tay tại tiết ngưng hương đỉnh đầu ngay phía trên vị trí từng bước một hướng lên trên nâng lên giống như đang ăn uống đồ vật gì tiết ngưng hương nhưng là sắc mặt càng ngày càng u ám tràn đầy vẻ thống khổ chỉ là trong miệng của nàng còn tại lầm bầm vài chữ trác trác đại ca cứu ta vù đột nhiên một trận vô hình chấn động phát ra tiết ngưng hương đỉnh đầu đột nhiên tránh qua một đạo tia sáng chói mắt tiếp lấy một con tản ra tinh khiết năng lượng vô hình tinh thể liền từ đỉnh đầu của nàng thiên linh cái hút đi ra mà cũng đúng vào lúc này, tiết ngưng hương trong mắt ánh sáng tản ra, triệt để mất đi lực khí toàn thân, thậm chí ngay cả bình thường linh động phong thái cũng không thấy rồi, vô lực ngã xuống, trong mắt bất giác ngưng lại, U Vũ Sơn trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ hưng phấn, nhìn về phía đạo kia tia sáng chói mắt, thậm chí đều có chút mê say bình thường, thật là tinh khiết tinh phách, thực sự là ngàn năm khó được a. À. Lúc trước để tiểu nha đầu này chạy trốn, thật đúng là một tổn thất lớn may là hiện tại cái gì đều bù đắp lại rồi. Nói như thế, U Vũ Sơn trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện nhất đỉnh to bằng bàn tay lư hương, mở cái nắp, nhất thời liền đem cái kia tinh phách thu vào, U Vũ Sơn, thanh ngưng nhi tinh phách trả trở về. Đột nhiên, một tiếng đũng niệu vang lên, sở khuynh thành bỗng nhiên bay về phía hắn, một chưởng đánh ra, U Vũ Sơn không sợ chút nào, một chưởng phản xuất, ầm một tiếng đổ vang, hai người song chưởng tương giao, lại là từng người lui trở về, không phân cao thấp sở khuynh thành liền lùi lại năm bước phương mới dừng thân hình u vũ sơn lại là dựa vào lui trở về lực lượng về phía sau thẳng bay ra ngoài cười to lên ha 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 tiểu nha đầu này không còn tinh phách hồn thức trả có thể chống đỡ mấy ngày liền để tiểu tử kia cùng với nàng đến lâm chung cáo biệt đi bất quá các ngươi cho ta truyền một lời hắn muốn báo thù đến đất hình trận môn đến đây chúng ta chờ hắn sở khuynh thành khẽ trắng răng hận hận nhìn xem U Vũ Sơn bay đi thân ảnh, lại là cũng lại không đuổi kịp. Thế nhưng, đúng vào lúc này, hai đạo quan mang lại là đột nhiên tại trước người hắn xuất hiện, lại chính là tạ thiên thương cùng Long Hành Vân hai người, từ lâu đoạn ở đường lui của hắn thượng, U Vũ Sơn, tại lão tử trước mặt giết người, ngươi còn chưa xứng. Tạ thiên thương sắc mặt giận dữ, một kiếm bay ra, nhưng thấy kim quan rực rỡ, kiếm khí lăng thiên, thẳng hướng về hắn mặt chém bay đi long hành vân cũng là tà cười một tiếng một chưởng đẩy ra khà 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 nếu đến rồi trả muốn trở về ngươi nha cũng cho ta lưu lại đến a à. oanh sóng biển ngập trời y hệt kiếm thế cùng chưởng lực nhào tới trước mặt u vũ sơn bất giác hoảng hốt hai người này đều là cùng hắn cùng nổi danh lục long nhất phượng lấy một địch hai hắn vạn vạn không là đối thủ dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có hơi vung tay đem chính mình linh sủng ném đi ra đã ngăn được hai người kia công kích chính mình trốn bán sống bán chết, liền cái này ngũ cấp linh thú cũng không cần, đụng đụng, ngũ cấp linh thú, xí diễm phi ưng vừa vặn được thả ra, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, liền liên tiếp bị đánh hai lần. Tuy rằng đối mặt hai cái này thiên huyền cường giả một đòn, chính mình không có tạo thành bao lớn thương thế, thế nhưng cũng đau đến chi oa kêu loạn, lại quay đầu vừa nhìn, bất giác nhất thời trợn tròn mắt, cô chủ nhân đây, đem nó thả ra, chính mình trượt không còn hình bóng. Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân thấy vậy, cũng bất giác khí trệ, cái này choáng nha cũng quá vô sĩ, rõ ràng dùng một con ngũ cấp linh thú cho mình đoạn hậu lộ, thực sự vô tình vô nghĩa, bất quá, nếu như ngươi muốn hy sinh, chúng ta không để ngươi hy sinh một cái, phải hay không càng vô tình vô nghĩa, nghĩ như vậy, Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân hai người liếc nhìn nhau, lại đều là cười lạnh thành tiếng. Sau đó đồng dạng một người hơi vung tay, đem chính mình linh sủng phóng thích ra ngoài, chỉ một thoáng, hai vị thiên huyền cường giả thêm hai chỉ ngũ cấp linh thú tướng u vũ sơn một con linh sủng vây quanh ở giữa không chút nào cho đường sống hoàn toàn là muốn tiểu sát tiết tấu nhìn thấy cái này con kia xí diễm phi ưng đều nhanh muốn khóc lên rồi cái này nha đến cùng là chuyện gì xảy ra a à? ai có thể giải thích cho ta một cái tại sao ta vừa ra tới liền đối mặt loại này tử cục nhưng là không có ai hội trả lời nó trong lòng nghi hoặc chung quanh hai người hai thú chỉ là cười lạnh đưa nó vây quanh ở giữa lấy tư cách lần này chiến lợi phẩm một trận hành hung thẳng đưa nó đánh cho kêu trời trách đất dễ bảo sau lại biến thành của mình đào tẩu u vũ sơn một mặt trong mắt chứa nhiệt lệ một mặt ai thắng lắc đầu ai xin lỗi lão đầu vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể hy sinh ngươi rồi u huynh chờ chút đột nhiên một tiếng gấp uốn ghé vào lỗ tai hắn vang lên u vũ sơn ngẩn ra đã thấy chẳng biết lúc nào Nghiêm bán quỷ đã là đi tới bên cạnh hắn Lão độc quỷ Ngươi làm sao trốn ra khỏi U vũ sơn sững sờ Nghi ngờ nói Bất giác khẽ cười một tiếng Nghiêm bán quỷ may mắn nói Cái này còn may mà ngươi đem bọn họ sự chú ý đều dẫn ra Ta nhân cơ hội phục rồi một viên đang dược liền trùng mất Khiếp Nếu ngươi đã khôi phục một chút Sớm biết như thế Vừa vặn ta liền không dùng đem ta con kia linh sủng cho nhà rơi mất Đúng rồi vừa vặn ngươi tại sao không tha linh sủng tới cứu ta nghe được lời này nghiêm bán quỷ kinh thường biểu môi thôi đi lão tử bị thương nặng bên kia ba người ba thú ta bên này chỉ có thể coi là một người hai thú cho dù lão tử thả ra linh sủng cũng không quá nhiều bồi đi vào một con ngũ cấp linh thú mà thôi vẫn là hy sinh ngươi một con linh thú được rồi bất giác khí tức hơi ngưng lại u vũ sơn gò má không nhịn được đánh mạnh rút trong lòng thầm mắng mẹ lần này là hai người nhiệm vụ nhưng là của hắn hy sinh nhiều nhất a à, thật sự là bồi lớn hơn mà nghiêm bán quỷ mặc dù có thương tại người thế nhưng lúc này lại là một trận xuân phong đắc ý chuẩn bị lĩnh thưởng đi rồi vừa thấy cảnh này u vũ sơn càng là không nhịn được âm thầm tức giận mặt khác long hành vân bọn hắn thanh cái kia sĩ diễm phi ưng đánh cho thoi thóc sau cuối cùng thu nhập nhẫn sau đó lại đến coi tạ thiên dương đám người thương thế sở khuynh thành các loại chúng nữ đi tới tiếp ngưng hương bên người đem nàng nâng dậy đã thấy người dĩ nhiên song đồng tan rã, sinh mệnh lực đang không ngừng hạ thấp, lại là không nhịn được trong lòng bi thương, chậm rãi duỗi khởi một cái tay đến, sở khuynh thành trong mắt hàm chứa lệ quan, trên tay lại là nguyên lực ba động dị thường. Động hiểu uyển thấy, không khỏi kinh hãi, sở lâu chủ, người muốn làm gì, ngưng nhi cô nương tinh phách bị đoạt, thần hồn tan rã, linh hồn đều sẽ dần dần tự do bên ngoài cơ thể, loại đau đớn này, giống như kéo tơ châm đâm, đau tận xương cốt, cho đến linh hồn hoàn toàn tán loạn đến. Thà rằng như vậy, không bằng cho nàng thoải mái một chút. Sở khuynh thành trọng mắt ngưng lại, cắn răng nói, trong lòng như nhỏ máu bình thường không đành lòng. Đỗng hiểu uyển bất giác ngớ ngẩn, tiếp lấy không đành lòng địa nghiêng đầu sang chỗ khác, hai hàng thanh lệ đã là không nhịn được địa chảy xuống. Tiếp ra mọi người còn có tạ thiên dương, tuy rằng không có ở ngưng nhi bên người, thế nhưng nghe được lời này, cũng là tim như bị đau cắt, không đành lòng địa cúi đầu xuống. Tuy rằng bọn hắn còn muốn cứu Ngưng Nhi, dù cho một chút hy vọng cũng tốt, nhưng là không muốn người lại được như thế dằn vặt. Chỉ có lãnh vô thường khẽ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng, kiểu chết này ngược lại là rất tốt, so với kia hóa thành huyết thủy phải mạnh hơn. Xem ra cái này u vũ sơn, đối kế hoạch này ngược lại là làm dụng tâm sao, hoàng phủ thiên nguyên khẽ gật đầu, một mặt ý cười, như vậy ngưng nhi, ta động thủ, chớ có trách ta. Lại liếc mắt nhìn, Tiết ngưng hương hơi thở mong manh trắng xanh khuôn mặt, sở khuynh thành một chưởng thẳng tắp đánh xuống, lại là đột nhiên được một cánh tay ngọc nắm lấy, sở khuynh thành sững sờ, nhìn sang, lại chính thấy kia chỉ tay ngọc chủ nhân, chính là tiết ngưng hương không thể nghi ngờ, nàng lúc này dĩ nhiên không còn nửa phần khí lực, mặc dù là một đôi linh động hai mắt cũng đã nhưng dại ra, phản phất xem không đến bất kỳ sự vật, thế nhưng người vẫn là liều mạng chút sức lực cuối cùng, đã ngăn được một chưởng này, khóe miệng suy nhược mà nhếch lên một cái thảm thiết độ công, sở lâu chủ, mời. Lại cho ta một ít thời gian, ta nghĩ lại liếc mắt nhìn trác đại ca, thân thể không nhịn được trung trung, sở khuynh thành sâu sắc mà nhìn nàng một cái, cũng đã nghẹn ngào địa nói không ra lời. Người rõ ràng linh hồn này tán loạn thống khổ, nhưng cho dù như vậy, ngưng nhi như trước nguyện ý chịu đựng tất cả những thứ này, các loại trác phàm trở về. Đều là nữ nhân, đặc biệt là thích đồng nhất nam nhân nữ nhân, này làm cho trong lòng nàng không nhịn được địa đau xót, quay lưng đi, phản phất đã biết nàng đáp ứng rồi, tiếp ngưng hương suy nhược mà cười cười, dùng mấy không nghe thấy được thanh âm nói, cảm tạ, tiếp đó, tạ thiên dương cùng tiếp gia huynh để ba người, tại phục rồi chữa thương đang dược sau, chuyển tốt rất nhiều, cũng đều có thể bình thường hành động. Thế là ba người vội vàng đi tới tiếp ngưng hương bên người, bồi bạn tả hữu, nhìn nàng kia tái nhật hai gò má càng ngày càng suy yếu, trong lòng mọi người cũng là một trận bi ai tạ thiên dương vốn muốn đi đoạt lại tiết ngưng hương tinh phách nhưng là bị tạ thiên thương cưỡng chế ngăn trở chỉ vì đối phương có hoàng phổ thanh thiên tỏa trấn liền coi như bọn họ cùng tiến lên cũng tuyệt không phải đối thủ tạ thiên thương coi như là cái mê võ nghệ cũng có tự mình biết mình biết cái gì là không thể đối kháng về phần kế tiếp hành động bọn hắn còn muốn các loại trác phàm đã đến về sau lại thương lượng nhưng là một ngày hai ngày trôi qua các Phàm vẫn không có bóng người, tiết ngưng hương khí sắc cũng càng ngày càng kém, làm hiển nhiên dĩ nhiên chống đỡ không được bao lâu rồi. Tạ Thiên Dương tại bên người nàng bồi tiếp, nước mắt sẽ không có từng đứt đoạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thẳng đến ngày thứ ba sau giờ ngọ lúc, xì 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 nhẹ vang lên đột nhiên vang lên, tạ thiên dương cùng tiết ngưng hương trên tay lôi linh giới đồng thời phát ra tia sáng chói mắt, đã nằm ở hấp hối thời khắc tiết ngưng hương, nhất thời mở ra hai mắt khóe miệng nổi lên một tia vui mừng ý cười lẩm bẩm lên tiếng hắn đến oanh một đạo tia lôi dẫn từ trên trời giáng xuống trác phàm thở hồng hộc rơi vào tất cả mọi người trước mặt quét mắt nhìn một cái đã không tới ngàn người đội ngũ tâm trạng tối sầm lại lại nhìn về phía sở khuynh thành bọn hắn lúc mới vội vàng nói các ngươi các ngươi không có sao chứ mọi người sắc mặt một trận ảm đạm đều là không nói trác phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút nhất cổ mơ hồ cảm giác bất an nhất thời bay lên. Tạ Thiên Dương song mắt đỏ bừng mà nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt thậm chí mang theo khắc cốt minh tâm hận ý, trắng răng nghiến lợi nói, ngươi đã tới chậm, làm đến. Quá muộn, không khỏi sững sờ, Trác Phàm tuyệt đối không nghĩ tới Tạ Thiên Dương cùng hắn sinh tử chi giao, hội một ngày nào đó dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phản phất ý thức được cái gì, môi bất giác run lên, lẩm bẩm lên tiếng, ngưng. Ngưng nhi. Xảy ra vấn đề rồi, không có lên tiếng, tạ thiên dương hít sâu một hơi, thật chặt nhắm lại song đồng, chỉ là hai gò má bên còn giữ cái kia sâu đậm nước mắt, bất an trong lòng càng lúc càng lớn, trác phàm rập khuôn từng bước về phía trước chậm rãi tiến lên, thậm chí cả kia hai chân cũng bắt đầu phát trung. Hắn không muốn tiếp thu sự thực này, nguyên nhân bởi vì hắn, hoàng phổ thanh thiên bọn hắn dĩ nhiên thật sự đối ngưng nhi cái này cô gái yếu đuối hạ thủ nhưng là khi tất cả mọi người đều tịch mịch tránh ra thân hình lộ ra nằm ở trong đám người thoi thóc một hơi thân thể yêu kiều lúc trác phàm nhưng trong nháy mắt giật mình tại chỗ kia cũng lại trước vào không được một bước trác đại ca ngươi trở về rồi sao tiếp ngân hương lúc này đã cực kỳ suy yếu thậm chí trong hai con ngươi đã là một mảnh chỗ trống nhìn không thấy vật thế nhưng người vẫn như cũ nỗ lực lộ ra một bộ điềm đạm nụ cười tự hồ muốn làm cho tất cả mọi người yên tâm Thế nhưng mọi người lại đều đã rõ ràng, người chống đỡ không được bao lâu. Vù, một trận vô hình chấn động phát ra, các phàm khoách tán ra thần thức lĩnh vực dò xét một phen, lại là bỗng nhiên thân thể chấn động, song đồng không nhịn được địa hơi co lại, nhất thời cắn chặt hàm răng, ngưng nhi tinh phách. Các phàm song quyền nắm chặt, lẩm bẩm lên tiếng, thời gian dài bao lâu, sở khuynh thành sắc mặt tối sầm lại, liếc mắt nhìn hắn, chán nản nói, ba ngày, hít một hơi thật sâu, Trác Phạm bất đắc dĩ nhắm lại song đồng, cảm giác trong hai mắt tựa hồ có nhất cổ khó mà ức chế ấm áp đang chảy xuôi, làm sao cũng không ngừng được, bình thường tinh phách ly thể, chỉ có trong vòng 12 canh giờ thả lại, mới có thể có cứu. Nhưng là bây giờ đã qua ròng rã ba ngày, lấy năng lực hiện tại của hắn, cho dù đoạt lại, cũng không còn cách xoay chuyển đất trời rồi. Tự hồ rõ ràng Trác Phạm lúc này trong lòng thống khổ, tiếp Ngưng Hương lộ ra một bộ lạnh nhạt dáng tươi cười, thật giống hoàn toàn không đem mình chết coi là chuyện to tác tựa như, thản nhiên nói, trác đại ca, ngươi nói ngươi hội trong vòng năm này về tới tìm ta. Ngươi không có lừa gạt ngưng nhi, ngươi thật sự làm được, nói xong, tiếp ngưng hương cố hết sức tướng một cái tay dơ lên, phía trên lôi linh giới phát ra rạng rỡ ánh chớp, trác đại ca, ước định của chúng ta, ngươi giữ được, nghe đạo này suy yếu thế nhưng là đầy cõi lòng giọng quan thiết, trác phàm nhanh nhắm chặt hai mắt, làm sao cũng không mở ra được bởi vì hắn sợ vừa mở ra, cuồn cuộn dòng lũ liền sẽ không nhịn được mà tuôn ra, tâm trạng cũng là như sóng biển ngập trời giống như cuồn cuộn, thế nhưng rất nhanh, các phàm liền cưỡng chế đè xuống này cổ không hiểu kích động, lần nữa bình tĩnh lại, chờ mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã là không có một tia bốn bề sóng dậy, nhàn nhạt nói, ngưng nhi, ta đến muộn, ta, các đại ca, ngươi không cần nói nữa rồi, ngươi không có trễ, tại trong lòng ta, hôm nay vừa lúc là ngày thứ năm. Trác Phàm còn chưa nói hết, Tiết Ngân Hương đã là vội vã ngắt lời nói, "Trác đại ca, ngươi có thể hay không sẽ cùng ta đối một cái chiếc nhẫn này, hoàn thành ước định của chúng ta?" Nhìn sâu một cái cái kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Trác Phàm chậm rãi về phía trước, đi tới bên cạnh nàng, duỗi ra lôi linh giới đúng rồi đi tới, phát ra bùng bùng hào quang ống ánh. Tiết Ngân Hương nhìn không thấy vật, nhưng trong tai lại nghe cực kỳ rõ ràng, trên mặt lộ ra điềm đạm nụ cười, "Trác đại ca, ta biết trong lòng ngươi tự trách thế nhưng cái này chuyện không liên quan tới ngươi ta tin tưởng chúng ta lần này được phục ngươi cũng là bị bọn hắn tính kế cho nên ta không một chút nào trách ngươi rất về phần bọn hắn nói là bởi vì ngươi mới tới giết ta ta còn có chút cao hứng đây cái này chính chứng minh rồi ta tại trắc đại ca trong lòng chiếm địa vị trọng yếu cho nên bọn hắn mới sẽ nhìn chằm chằm ta đây sau một tiểu nha đầu nắm đấm bất giác nắm thật chặt trắc phàm không nói gì thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa dĩ nhiên đã có lửa giận hùng hùng lao nhanh chỉ là cái này không có một điểm người có thể nhìn thấy thiên dương ca ngươi không phải là muốn cùng ta đối nhẫn sao vậy bây giờ còn đứng ngay ra đó làm gì hiện tại thời gian của ta không nhiều lắm ta còn muốn tiếp tục nghe nghe ba người chúng ta nhẫn đồng thời phát ra lôi âm lúc này tiết ngưng hương rồi hướng tạ thiên dương khẽ cười nói tạ thiên dương trong lòng bi thương lau một cái trong mắt nước mắt bước nhanh tới Đem mình chiếc nhẫn kia cũng đúng ở hai người bên trên Chỉ một thoáng Ba viên lôi linh giới phát ra càng thêm hào quang ống ánh Từng trận nổ vang ở bên tai kêu to Tiết ngưng hương nghe cái kia dễ nghe âm minh An tường địa nhắm lại hai con mắt Thật muốn lại một lần nữa trở về Chúng ta tại vạn thú sơn mạch tháng ngày Đùng Tiết ngưng hương nhẹ buông tay Rơi xuống trên đất Triệt để không còn sinh lợi Chỉ là tại cái kia mặt mũi tái nhật thượng Chỉ có vô tận sung sướng lại không có một tia phẫn hận cùng vẻ thống khổ. Đây đối với tinh phách bị đoạt, linh hồn tán loạn mà chết người, là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì loại kia linh hồn được rút ra thống khổ, sẽ để cho từng cái trước khi chết người khuôn mặt vặn vẹo, thế nhưng tiếc ngưng hương nhưng không có, trên mặt của nàng chỉ có thỏa mãn cùng bình yên. Nhìn thấy cái này, mặc dù là thủy hình trấn quốc thạch trước vẫn nhìn ra các trưởng phong, lãnh vô thường cùng độc cô chiến thiên cũng bất giác khuôn mặt có chút động như vậy tâm địa thuần khiết nữ tử bọn hắn thực sự là một đời đều chưa từng thấy như thế uổng mạng thật sự là đáng tiếc gia các trưởng phong thở dài một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu một cái chẳng trách liền hướng này kiệt ngạo ương ngạnh tiểu gia hỏa cũng đều vì nữ tử này động tâm đích thật là thế chỗ khó được ai tà ác linh hồn muốn dựa vào ở một cái tinh khiết linh hồn trước đạt được trong lòng an ủi bất quá mảnh này tinh khiết linh hồn một khi biến mất tà ác linh hồn nhất thời không có dựa vào cũng chắc chắn hội không bị khống chế bạo tẩu đến lúc đó không có ai có thể ngăn cản lãnh vô thường sờ sờ râu mép lại là than nhẹ lên tiếng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang gia các trưởng phong thật sâu liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói lãnh tiên sinh tướng một đầu mảnh thú làm tức giận cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy a à. ha 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 thừa tướng đại nhân yên tâm thế gian đáng sợ nhất là một đầu tỉnh táo mảnh thú về phần bùng nổ mảnh thú, chỉ có mang lực, lại là lại dễ đối phó bất quá. Không khỏi khẽ cười một tiếng, lãnh vô thường lộ ra một bộ gian trá nụ cười, gia các trưởng phong khẽ lắc đầu, ngược lại nhìn về phía trấn quốc trong đá trác phàm, trưởng nôn một ngụm trọc khí, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải dễ dàng như thế liền vào bẫy đi, còn mặt kia, tiếp gia lão tổ cùng gia chủ hai cha con, nhìn xem ngưng nhi buông tay nhân gian tình cảnh, đã là khóc không thành tiếng, co quắp ngã xuống đất. Lạc Vân thường vội vàng ở bên chiếu cố, trong lòng cũng là một trận bi thương. Tiết Cương cùng Tiết Lâm nhị người, thì càng là kêu gào đi tới Ngưng Nhi bên người, nhìn xem chính mình muội muội cuối cùng rời đi dáng vẻ. Tạ Thiên Dương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, trong mắt đỏ chót một mảnh, cầm lấy kiếm đến, đột nhiên đứng lên cắn răng nghiến lợi nói: "Trác phàm, hiện tại Hoàng Phổ Thanh Thiên bọn hắn liền ở đất hình trận môn trước chờ ngươi, ta hiện tại đi cùng với ngươi vì Ngưng Nhi báo thù." đây là cạm bẫy, đi rồi chỉ biết chịu chết uổng. Hiện tại thủy hình trận môn đang ở trước mắt, thông qua nó liền có thể trở lại Vân Long Thành, thắng được lần này bách gia tranh minh chi tranh, cần phải mau chóng trở về mới là. Nhưng mà, Trác Phàm nhìn qua tiết ngưng hương thi thể, lại là một mặt hờ hững, trong mắt giếng nước yên tĩnh, tự hồ hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì như thế, song quyền bất giác mạnh mẽ nắm lên, tạ thiên dương gân xanh trên trán bại lộ, hung tợn mà nhìn hướng về trác phàm cắn răng nói thằng chó nói chính là tiếng người sao ngưng nhi nhưng là bởi vì ngươi mà chết ngươi lại còn có thể như thế hờ hững nơi chi ngươi là động vật máu lạnh sao đúng vậy ta đích xác là lãnh huyết điểm này các ngươi vừa bắt đầu chẳng phải sẽ biết sao sắc mặt như trước không thay đổi trác phàm lạnh lùng nói nhiệm vụ của ta chính là muốn thắng được lần này bách gia tranh minh chết nhiều thêm người cũng không đáng kể vốn là tiến vào cái này thú vương sơn liền đại biểu tướng đầu buộc ở dây lưng quần thượng cho dù chết rồi cũng không có cái gì tốt quán trời trách đất đây là mỗi cá nhân chính mình lựa chọn khốn nạn nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết tạ thiên dương đã là đụng một tiếng một quyền tướng trác phàm đánh bay ra ngoài hét lớn ta mặc kệ ngươi đối với người khác thái độ gì nhưng bây giờ chết là ngưng nhi nàng là bởi vì ngươi mà chết trác phàm rơi xuống đất không nhúc nhích khóe miệng chảy xuống một tia đỏ thẫm cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia, chỉ sắp tới thú vương sơn, sinh tử không oán, không trách được bất luận người nào. Chỉ có thể nói nha đầu kia. Nha đầu kia không tự lượng sức, căn bản không nên đến, thân thể không nhịn được trung lên, tạ thiên dương trong mắt hơi hơi co lại, toàn thân sát khí đã là không ngừng được tràn ra. Sở khuyên thành các loại chúng nữ, cũng là một mặt kinh dị nhìn về phía trác phàm, trong mắt ngoại trừ không rõ chính là oán hận lẽ nào người đàn ông này đã đến tuyệt tình như thế tuyệt nghĩa đất sao như thế tình cảnh há có thể nói ra như vậy tuyệt tình lời nói thế nhưng long hành vân lại là kẻ gật đầu cực kỳ tán đồng nói trác huynh nói không phải không có lý vốn là cái này bách gia tranh minh liền nguy hiểm chồng chất nếu đến rồi ai cũng không thể bảo đảm mình có thể sống sót ra ngoài việc cấp bách vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này trở về vân long thành là hơn đúng rồi trác huynh Nghe nói ngươi đến cướp đoạt quả thứ tư giật thần đan rồi, hiện tại hẳn là tới tay đi, đến lúc đó cũng đừng quên phân các anh em một viên A, à. ừm, sẽ. Trác phàm nằm trên đất, khẽ gật đầu, lạnh lùng lên tiếng, xíu, u u, thế nhưng vào thời khắc này, một luồng ánh kiếm đột nhiên phát ra, tạ thiên dương ôm theo toàn thân sát khí, song mắt đỏ bừng, một kiếm hướng về trác phàm đâm tới, gào thét lên tiếng, vương bác đảng, ta biết rồi lần này lại là của ngươi dương đông kích tây kế sách ngươi bằng vào chúng ta làm mồi nhữ chính mình đến cướp đoạt giật thần đan là ngươi thanh ngưng nhi hại chết cái gì đây là không linh cửu thức dừng tay thiên dương tạ thiên thương thấy vậy bất giác kinh hãi vội vàng kêu lên hắn tuyệt đối không nghĩ tới tạ thiên dương lại có thể biết đối trác phàm sử dụng không linh cửu thức đây là sự thực đối trác phàm ra sát thủ Trước đây quan hệ của bọn họ nhưng là so với anh em ruột còn thân hơn, làm sao lúc này hội, nhưng mà đã tới không kịp ngăn cản hắn. Tạ Thiên Dương mang theo đầy trời ánh kiếm, hướng về Trác Phàm đâm tới. Thế nhưng Trác Phàm nhưng vẫn lẳng lặng mà nằm trên đất, im lặng không lên tiếng, đợi đến ánh kiếm tới người lúc, mới trong mắt một đạo vòng vàng tránh qua, đột nhiên biến mất bóng người, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Tạ Thiên Dương phía sau, một chưởng khi hắn cổ sau chém, oanh một tiếng vang thật lớn trong tiếng, tạ thiên dương được trong nháy mắt đánh ngã xuống đất, đập ra một cái một mét vuông hang lớn, đã là hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người bất giác ngẩn ngơ, tâm trạng kinh dị. Tuy rằng tất cả mọi người biết rác phàm thực lực cường hãn, thế nhưng mỗi lần tận mắt nhìn đến, vẫn như cũ để cho bọn họ không nhịn được ngạc nhiên. Đường đường kiếm hầu phủ nhị công tử một đòn toàn lực, cư nhiên bị người ta một chiêu đập phát chết luôn. Tạ thiên thương đuổi vội vàng tiến lên ôm quyền nói, Trác Huynh, xin lỗi, ta đây đệ đệ quá xúc động, không lo lắng, chúng ta đi thôi. Không có liếc hắn một cái, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, trong tay quang mang lấp lóe, liền xuất hiện hai viên lóe lên màu xanh lam ánh huỳnh quang tinh thạch, đâm vào cái kia thủy hình trận môn trước trong rảnh, chỉ một thoáng, một trận vô hình chấn động phát ra, thủy hình trận môn trước đột nhiên phát ra một đạo cuồng bạo cột sáng, xông thẳng cửu tiêu, Trác Phàm chỉ chỉ nói, trận môn đã mở ra, chúng ta đi thôi nói xong, liền làm ra dấu tay xin mời. Tạ thiên thương đám người khẽ gật đầu, liền thở dài một hơi, tự hồ toàn thân đều buông lỏng bình thường hướng về trận môn đi đến. Tạ thiên thương ôm tạ thiên dương thân thể, tiếp ngưng hương thi thể lại do tiết cương ôm đi vào cái kia trong cuộc sáng, một cái thời gian nháy mắt, mọi người liền lại trở về vân bên trong tòa Long Thành, nhìn qua cái này quen thuộc cảnh tượng, mọi người mọc ra một ngụm trọc khí, đều có một loại chạy thoát cảm giác. Gia các trưởng phong nhìn xem tất cả những thứ này, cười nhạt, lãnh tiên sinh, có vẻ như con thú dữ này cũng không phát điên, còn có thể rất tỉnh táo xử lý sự tình sao. Lãnh vô thường cho mày, cắn răng, trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào hắn nhìn lầm rồi sao? Sở khuynh thành đi tới trác phàm trước mặt, lại là không có tiếng vào trận môn, chỉ là mặt mày xanh lét nói, trác phàm, ta dùng trước thực sự là nhìn lầm ngươi rồi. Như ngươi như thế người vô tình vô nghĩa, căn bản không xứng bất luận cái nào nữ nhân đi yêu. Trác Phàm không nói gì, chỉ là yên lặng đứng tại nơi đó. Phu quân, ngươi. Ai? Tiêu đang đang trải qua trước mặt hắn, cũng là thất lạc mà lắc lắc đầu, tiếp lấy liền đi vào trận kia trong môn phái. Đổng hiểu uyển mấy người cũng là liếc mắt nhìn hắn, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trận kia trong cửa. Lần này bọn hắn vốn là người thắng, thế nhưng là không có một người có thắng lợi cảm giác, trong lòng chỉ có một trận phiền muộn. Cuối cùng, tất cả mọi người về tới Vân Long Thành, chỉ có sở khuynh thành một người lóc đáy, hướng về trận môn đi đến, không có lại liếc hắn một cái, chỉ là liền ở người mau vào trận môn trước, dư quan của khóe mắt lại là đột nhiên phát hiện trên đất ồ ồ vết máu, trả thập phần tươi đẹp, bất giác cả kinh, quay đầu nhìn lại, lại chính thấy trác phàm sau lưng hai tay của, nắm thật chặt, móng tay đã thật sâu trừ đến trong thịt, đạo đạo huyết thủy không ngừng được về phía hạ lưu, trác phàm nhưng là kim cương chi thân, lại có thể đem mình bị thương thành như vậy, cái kia như thế nào lực đạo, không khỏi cả kinh, sở khuynh thành quay đầu nhìn về phía trác phàm kêu lên, trác phàm, ngươi, nhưng là, không chờ nàng nói bất kỳ lời nói, trác phàm đã là đột nhiên đưa tay đẩy một cái, đem nàng đẩy đến đó trong cuộc ánh sáng. Chỉ là trong nháy mắt, liền về tới vân bên trong tòa Long Thành, nhưng là, sở khuynh thành lại là khẩn trương, vội vã gõ thủy hình trấn quốc thạch, nhìn xem bên trong trác phàm lạnh nhạt bóng người, trống to lên tiếng, Trác Phàm, người muốn làm gì? Đáng tiếc, đây là một hướng truyền tống trận, người không trở về được nữa rồi. Tất cả mọi người không rõ vì sao mà nhìn vị này hoa vũ lâu lâu chủ, thất thố như vậy dáng vẻ. Nhưng là sau một khắc, mọi người phản phất đều hiểu rồi. Trác Phàm tướng hai chiếc chìa khóa rút ra, hất tay ném tới chân trời, cái kia cục sáng di chuyển nhất thời biến mất không còn tâm hơi, chậm rãi duỗi khởi hai tay, đã tràn đầy huyết thủy nhụn dần, Trác Phàm thân thể run rẩy, sông đồng dần dần huyết hồng, một tiếng sấm rền nổ vang bên trong, đã là ngửa mặt lên trời rít gào mà ra, ngưng nhi, vào giờ phút này, Trác phàm khó hơn nửa ngột ngạt lửa giận trong lòng, triệt để bạo tẩu, mãnh liệt lôi mang khi hắn quanh người quấn quanh, giống như từng cái từng cái lôi rắn trường đã đến trên người hắn, vì hắn phủ thêm một thân lôi giáp. Thậm chí, ở đằng kia lôi giáp bên trên, trả có đạo đạo màu tím tia lôi dẫn chuyển động loạn lên, Trác phàm hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời gào thét, nổi lên gân xanh giật giật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra bình thường. Lại tăng thêm cái kia dài hơn ba thước lôi vân giật như đạo đạo đao phong giống như ở phía sau mở rộng, kèm theo tiếng sấm nổ tung, bốn phía trong vòng trăm thước tất cả sự vật, đều bị cái này không ngừng tiêu tán lôi bạo anh kích thành bả vụn, xa xa nhìn tới, trắc phàm giống như là viễn cổ hạ xuống ma thần, phải đem thế gian tất cả chiếm đoạt bình thường. Đặc biệt là cái kia hung ác khuôn mặt, mặc dù là xuyên thấu qua trấn quốc thạch nhìn thấy cũng làm cho rất nhiều người không khỏi trong lòng rung động hai chân không tự chủ run rẩy lên cái kia cổ vô hình lực chấn nhiếp mặc dù là ngự hạ thất gia thiên huyền cảnh trưởng lão cũng không khỏi được một trận hồi hộp sở khuynh thành tàn nhẫn mà gõ lên trấn quốc thạch la lên tên trác phàm trong mắt lệ quang lấp lóe tim như bị đau cắt giống như nhỏ máu nguyên lai like vừa vặn các nàng đều hiểu lầm hắn tiếp ngưng hương bỏ mình trong lòng đau nhất hay là hắn chỉ bất quá hắn là cưỡng chế trong lòng bi phẫn, tướng tất cả mọi người an toàn đưa đi sau, mới chịu một mình đi tìm hoàng phổ thanh thiên tính sổ. Lạc Vân thường nhìn xem trong hình trác phàm dĩ nhiên điên cùng dáng dấp, lại là che miệng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy ra không ngừng xuống. Lạc Vân Hải ở một bên, không khỏi ai tháng, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trác đại ca, như thế mất khống chế dáng dấp, bàn thống lĩnh nhìn xem cũng là khẽ gật đầu, song quyền bất giác chăm chú nắm lại, trong lòng của hắn, Trác phàm vẫn là một cái cơ trí, trầm ổn, núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc, gần như hoàng mỹ kiêu hùng. Nhưng là lúc này hắn mới phát hiện, vị này cứng như sắt thép kiên cường trác quản gia, trong lòng cũng có mềm mại nhất một mặt. Hiện tại trác phàm cái kia bi ai gào thét, mặt mũi cuồng bạo, tại lạc da trong mắt mọi người, lại là không tiếng động kêu rên. Hắn hiện tại biểu hiện có bao nhiêu phẫn hận, nhiều tàn bạo, cái kia nội tâm của hắn chính là có cỡ nào bi thống nghĩ tới đây lạc gia ánh mắt của mọi người đều là chuyển hướng về phía đế vương môn vị trí vào giờ phút này cái này vừa vặn lên cấp gia tộc nhị lưu không bao lâu thế gia càng là cùng nhau hướng về cao cao tại thượng thất gia đứng đầu đế vương môn lộ ra chân chính chiến ý lạc vân hải nhìn xem đế vương môn môn chủ hoàng phổ thiên nguyên cùng lãnh vô thường hai người trong mắt tinh quang rạng rỡ không biết tại suy nghĩ cái gì chỉ là cái kia đáy mắt chỗ sâu căm giận ngút trời lại dường như muốn thanh hai người sanh thôn hoạt bát bình thường, không có để ý những này tiểu bọn bò sát cắt ké lạnh lùng nhìn, lãnh vô thường khẽ cười một tiếng, nhìn về phía gia các trưởng phong nói, thừa tướng đại nhân, làm sao, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, à, không nghĩ tới liền tên tiểu tử này như thế cẩn thận chặt chẽ người, rõ ràng cũng sẽ rơi vào loại này trong cái trồng, thật sự là đáng tiếc. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, gia các trưởng phong than nhẹ lên tiếng, bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, lãnh vô thường sâu xa nói chính là bởi vì tiểu tử này khắp nơi cẩn thận tuyệt tình tuyệt nghĩa nhìn như không có nhược điểm lại là dễ dàng nhất mất khống chế phải biết có tình người động tình còn được giảm bớt nhưng người vô tình một khi động tình đây mới thực sự là thiên băng địa liệt vừa ra là không thể ngăn cản thật sâu liếc mắt nhìn hắn gia các trưởng phong khẽ vuốt chòm râu bất đắc dĩ gật gật đầu kỹ con chung quy không đấu lại cáo già a hoàng phổ thanh thiên lão tử muốn mạng của ngươi, đột nhiên, trác phàm gầm lên giận dữ, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai, tiếp lấy liền tại sở khuynh thành thàn cả giọng địa kêu gọi ở trong, dưới chân đạp mạnh, xông thẳng tới chân trời, không thấy bóng dáng, trác phàm, đừng đi, ngươi cũng biết, đó là cạm bẫy. Sở khuynh thành mạnh mẽ gõ lên khối này trấn quốc thạch, khí lên hô. Thế nhưng, tại đây một hướng trước truyền tống trận, thanh âm của nàng căn bản chuyện không tới trác phàm trong tai. Bất quá, cho dù người tại Trác Phàm bên người, Trác Phàm đoán chừng cũng nghe không lọt. Lúc này Trác Phàm dĩ nhiên triệt để phát điên, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một niềm tin, nắm hoàng phổ thanh thiên đầu tế ngưng nhi trên trời có linh thiên. Ngoài ra, tất cả cũng không sao cả, trấn quốc thạch trước, sở khuynh thành hai hàng thanh lệ chảy ra không ngừng dưới, cho dù đã mất đi rồi Trác Phàm bóng người, còn đang không ngừng mà kêu, ngoại tổ mẫu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem nàng nâng dưới, đứa nhỏ ngốc, hắn là vì một người phụ nữ khác cứ bính mệnh cũng không phải vì ngươi ngươi cái này cần gì phải ngoại tổ mẫu nhưng là không chờ nàng nói xong sở khuynh thành đã là nước mắt lưng tròng mà nhìn về người lẩm bẩm nói ngài không phải nói hắn là người vô tình sao vì sao hắn sẽ biến thành như vậy ách ngoại tổ mẫu một trận ngữ trệ bất đắc dĩ lắc đầu một cái chuyện như vậy ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây ta cũng không phải hắn trong bụng dung đũa bất quá người không phải không thừa nhận chính là, mặc dù là người cái này duyệt vô số người hoa vũ lâu tam đại đại trưởng lão, cũng không nhìn ra trác phàm sâu trong nội tâm, lại có như vậy lửa nóng tình nghĩa, bất đắc dĩ thở dài, ngoại tổ mẫu thẳng lắc đầu, tâm trận tiếp theo tiết hận, sâu sắc mà nhìn nàng một cái, sở khuynh thành khẽ nhắm hai con mắt, lẩm bẩm lên tiếng, ta liền biết, lúc trước ta tại hoa vũ thành lựa chọn là đúng, không khỏi sững sờ, ngoại tổ mẫu lại nhìn nàng một cái sau, cũng là bất đắc dĩ gật đầu, có lẽ đi, ngươi. Muốn cứu tiểu nha đầu kia sao? Đột nhiên, một giọng già nua truyền vào sở khuynh thành trong tai. Sở khuynh thành bất giác sững sờ, vừa muốn đáp lời, đạo kia thanh âm già nua lại là lại vang lên, không cần lên tiếng. Nếu ngươi thật muốn cứu tiểu nha đầu kia, đến ngoài 30 dặm lâm kim một, hay là còn có chuyển cơ, phải nhanh. Bằng không canh giờ vừa qua, liền thật sự không còn cách xoay chuyển đất trời rồi, thân thể bất giác trung lên, sở khuynh thành khe khẽ đẩy mở ngoại tổ mẫu bỗng nhiên đạp xuống hướng ra phía ngoài bay đi ngoại tổ mẫu sững sờ không hiểu nhìn sang lại chỉ nghe được sở khuynh thành cái kia vội vàng thanh âm ngoại tổ mẫu ta có việc gấp muốn làm một lúc trở về không khỏi ngớ ngẩn ngoại tổ mẫu lông mày sâu sắc nhăn lại không rõ vì sao hoa vũ lâu sự tình có những gì là người không biết sở khuynh thành đến tục cùng là muốn làm chuyện gì à bất quá sở khuynh thành nếu không nói người cũng sẽ không hỏi người tin tưởng sở khuynh thành chính mình hội quyết định, đợi đến một trận náo động qua đi, Trác phàm bay khỏi thủy hình trận môn, mọi người lại tụ hướng về đất hình trấn quốc thạch trước. Nơi đó, Hoàng Phổ Thanh Thiên từ lâu điểm tề nhân ngựa, thản nhiên địa ngồi đợi Trác phàm đã đi đến, đại công tử, ngươi nói rõ ràng như vậy cạm bẫy, tiểu tử kia sẽ đến sao? Lúc trước ta xem thủy hình trận môn cái hướng kia cột sáng cùng bạo, bọn hắn sẽ không phải đã cầm bốn viên giật thần đang trở về Vân Long Thành đi nhìn xem nơi này trên vạn người binh mã khắp nơi mai phục, U Vũ Sơn bất giác thở dài nói, muốn thực sự là như thế, chúng ta Linh Đan không có không nói, trả liền bách gia tranh binh cũng không thắng, xem như là triệt để thua, còn lại hai người nghe xong, cũng là khẽ gật đầu, Hoàng Phổ Thanh Thiên kinh liếc ba người một mắt, bất giác xì cười ra tiếng, hừ, tầm nhìn hạn hẹp. Bổn công tử đã sớm nói, lần này mục tiêu của chúng ta, chỉ có trác phàm một người mà thôi, còn lại đều không trọng yếu hơn nữa lãnh tiên sinh nói tuyệt đối sẽ không sai cho dù những người khác đi trở về trác phàm cũng nhất định sẽ đến chờ xem nghe được lời này ba người bất giác liếc mắt nhìn nhau đều là không người lĩnh mệnh mà bọn hắn không biết trác phàm tình hình nhưng trấn quốc thạch trước mọi người lại từ lâu rõ ràng trác phàm chính đang tìm bọn hắn đi trên đường không khỏi tất cả đều một mặt kính nể mà nhìn về phía đế vương trong môn phái lãnh vô thường thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là vị này thần toán tử bố trí cục diện, liền luôn luôn xảo trá ma vương trác phàm đều bị đùa nghịch xoay quanh, thậm chí sống không bằng chết, thực sự không hổ là đế quốc trí tinh danh xưng A, lãnh vô thường hưởng thụ mọi người cái kia sùng kính ánh mắt, cũng là khẽ vuốt chòm râu, một mặt ngạo sắc, phản phất vào giờ phút này, hào quang của hắn dĩ nhiên lấn ác bên cạnh gia các trưởng phong bình thường. Bất quá gia các trưởng phong nhưng cũng không tính toán, chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem cái kia trấn quốc trong đá cảnh tượng, trong mắt tinh quang tránh qua, suốt một ngày thời gian qua đi, Hoàng Phổ Thanh Thiên chính thản nhiên địa ngồi ở đất hình trấn quốc thạch trước nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, một tiếng ánh chớp nổ vang, nổ vang vòng trời, từng làng từng làng đông nghiệp tiểu tước được cả kinh bay về phía trên không, tứ tán mà đi. Cái kia hốt hoảng dáng dấp, quả thực liền giống như thiên địa sắp sụp đổ bình thường, Hoàng Phổ Thanh Thiên bỗng nhiên mở to hai con mắt, xa xa nhìn phía phương xa, khóe miệng nhếch lên một đạo nụ cười tà dị, ha 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 rốt cuộc đã tới, U Vũ Sơn, Lâm Toàn Phong, nghiêm bán quỷ, đi xuống chuẩn bị, lần này không có khả năng lại để cho hắn chạy, là. Ba người liền ôm quyền, đã là cấp tốc biến mất ở che lấp bên trong vùng lâm rậm, sau một khắc, nhưng nghe một tiếng đổ vang nổ vang, một đạo ti lôi dẫn đã là đập xuống đại địa, lộ ra ngoài là một tấm nếu như muốn ăn thịt người khuôn mặt. Các phàm hai mắt ngoại trừ khác máu vẻ, liền không còn gì khác, hoàng phổ thanh thiên thấy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn biết, kế hoạch đã thành công, bất giác cười to lên, ha ha ha. Trác phàm, bổn công tử nghĩ đến ngươi cùng ta giống như, có vương giả tư chất. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại bị cảm tình liên lụy, biến thành bộ dáng này, căn bản không xứng đáng vương, hoàng phổ thanh thiên, ta muốn mạng của ngươi, mạnh mẽ khẽ cắn răng, trác phàm không có trả lời, chỉ là nộ quát một tiếng, liền đột nhiên hướng về hoàng phổ thanh thiên xông đi hoàng phổ thanh thiên cười lạnh lạnh nhạt nói không có vương giả tư chất người không xứng cùng bổn công tử đỏ sức vừa dứt lời nhưng nghe ba tiếng hét lớn vang lên sơn hô hải khiếu bình thường bốn phương tám hướng nhất thời lao ra khỏi gần vạn người đi dường như muốn đưa hắn hoàn toàn nhấn chìm bình thường đặc biệt là xông lên phía trước nhất mấy trăm người mỗi người là thiên huyền cảnh cường giả hơn nữa trong tay đều cầm tứ phẩm trở lên linh binh rõ ràng chính là hướng về phía hắn cái này kim cương bất hoại thân thể mà tới trong mắt ngưng lại, Trác Phàm không sợ chút nào, hét lớn lên tiếng, "Tiểu lâu lâu, cho lão tử cút đi." Nói xong, ông một tiếng chấn động phát ra, một đạo vô hình ý niệm đã là hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Thế nhưng nhưng vào lúc này, đồng dạng một đạo vô hình chấn động truyền đến, ầm một tiếng đổ vang, hai đạo ý niệm nhất thời đụng vào nhau, tiêu tan thành hư vô, hoàng phổ thanh thiên hơi rung rung người, trong mắt lóe ra một đạo kinh dị, hắn vạn lần không ngờ luận nguyên thần cường độ, hắn lại có thể biết bại bởi trác phàm, nhưng là sắc mặt thường, hắn vẫn như cũ duy trì một bộ vẻ đạm nhiên, xì cười ra tiếng, hừ, có bổn công tử ở đây, ý niệm của ngươi giết người không có một chút nào tác dụng, trong mắt bất giác, trác phàm lại là như trước không để ý tới, nếu không thể dùng nguyên thần công kích, vậy thì một đường giết tới là tốt rồi, nghĩ như vậy, trác phàm dưới chân tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền cùng cái kia vạn người chi chúng chạm vào nhau, thời điểm này, Chu Vi mấy chục người linh binh cùng nhau hướng về Trác Phàm đập lên người đi. Cái kia từng luồn từng luồn mạnh mẽ lực đạo, giống như mấy chục tòa núi nhỏ giống như nện xuống. Mặc dù là U Vũ Sơn ba người ở phía xa nhìn đến, cũng là âm thầm hoảng sợ, mạnh mẽ như vậy thế tiến công. Mười mấy tên thiên huyền cường giả hợp lực một đòn, coi như là thần chiếu cường giả. Có ở đây không dùng nguyên thần công kích đến, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc bị nện thành thịt nát A. Cái này Trác Phàm, như thế ngốc nghếch địa sông tới thực sự là chết chắc, ý tưởng giống nhau, cũng đang trấn quốc thạch trước mọi người trong đầu xuất hiện. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, cái gì gọi là trấn định mảnh thú so với phát điên mảnh thú đáng sợ nhiều lắm, cái này chắc phàm một khi mất đi năng lực suy tính, cho dù lợi hại đến đâu, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy đánh hội đồng A, lạc vân thường đám người, nhìn xem tình cảnh này, cũng giống vậy tràn đầy vẻ lo âu, nhưng là sau một khắc, xuất hiện cảnh tượng, lại làm cho tất cả mọi người bao quát đế vương môn tất cả mọi người hoàn toàn sợ ngây người. Lão tử không phải đã nói, tiểu lâu lâu, đều cho lão tử cút ngay. Một tiếng gầm lên đột nhiên gào thét mà ra, các phàm trong mắt co rụt lại, toàn thân màu tím tia lôi dẫn hiện ra, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, hai con lôi vân giật hướng về chu vi xoay tròn, vèo, chỉ là trong nháy mắt công phu, mười mấy tên thiên huyền cao thủ nhất thời được chặn ngang chặt đứt, trong tay bọn họ linh binh, thậm chí đều không nghe thấy kim loại giao kích tiếng va chạm, tự dĩ nhiên cùng bọn họ đồng thời, chém làm hai đoạn, hai con lôi vân dực thượng cuốn lên màu tím tia lôi dẫn, nhất thời đã trở thành nơi này lớn nhất sát khí, khiếp sợ, tất cả mọi người nhìn trước mắt tình cảnh này, đều hoàn toàn ngây dại. Coi như là lãnh vô thường, trong lòng rõ ràng cái này mười mấy thiên huyền cao thủ, có lẽ giết không được trắc phàm, thế nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới hội dễ dàng như thế được giết lại. Đây chính là liền thần chiếu cao thủ, tại không sử dụng ý niệm thần thông dưới đều hoàn toàn không làm được sự tình A. À. Nhưng là, lông mày thật sâu nhăn lại, lãnh vô thường trong mắt tinh quang lóe lên, lẩm bẩm lên tiếng, tiểu tử này trước đây, quả nhiên trả tất giữ đại lượng thực lực, hiện tại tính là hoàn toàn xuất ra rồi. Tạ thiên thương nhìn xem tràn cảnh này, cũng là trong mắt không nhịn được hơi co lại, trường kiếm trong tay căng thẳng, toàn thân chiến ý đột nhiên phát lên có lẽ lúc trước hắn vẫn chỉ là tướng Trác Phàm coi như là muốn khiêu chiến đối thủ, nhưng vào giờ phút này, Trác Phàm dĩ nhiên đã là kế hoàng phổ thanh thiên sau đó hắn mục tiêu lớn nhất, Trác Phàm giết địch cùng mảnh, quả thực như một vị sở hướng phi Mỹ bạo quân, chỗ đi qua, tất cả tướng đều bị dẫm đạp. Như thế nhiệt huyết sôi trào tình cảnh, có thể nào không cho hắn cái này mê võ nghệ tâm trạng hưng phấn, hiện tại hắn thật đúng là hối hận phải đi trước rồi, nếu là hắn còn tại Thú Vương Sơn lời nói, nhất định phải cùng trác phàm kề vai chiến đấu, đại sát tứ phương. Hoàng phổ thanh thiên long mày không khỏi hơi giật giật, nhìn về phía trác phàm phương hướng, cũng là tránh qua một tia ngưng trọng. Trác phàm thực lực, đồng dạng nằm ngoài dự đoán của hắn, đặc biệt là cái kia song lôi vân giật, lại có thể ung dung cắt chém tứ phẩm trở lên linh binh, thật sự là đáng sợ. Cứ như vậy xem ra, vậy đối lôi giật đối với hắn cái này đồng dạng cương cân thiết cốt bất phôi kim cương thân, cũng giống vậy là một cái cực kỳ khủng bố bi hiếp tiếp tục thượng, tại trác phàm trong nháy mắt giết chết mười mấy tên thiên huyền cường giả sau đó tất cả mọi người bất giác đình trệ, thế nhưng hoàng phổ thanh thiên lại là hít mắt lại, tiếp tục hét lớn lên tiếng, trong lúc nhất thời, mọi người không biết nên làm sao làm việc, nhưng là nhưng vào lúc này, bọn hắn không nổi, trác phàm lại là giành trước động. Chỉ là một cái đạp bước, liền đột nhiên nhảy vào trong đám người, song quyền cùng xuất hiện, lôi vân dực bốn phía xoay tròn, phốc phốc phốc, lại là đếm 10 tiếng vang trầm phát ra, lại là mười mấy tên thiên huyền cao thủ được toàn bộ nằm ngang chặt đứt. Đặc biệt là trác phàm song quyền, thẳng tắp từ hai tên thiên huyền cao thủ ngực xuyên suốt, trong tay còn đang nắm đối phương trái tim, tiếp lấy song tay nắm chặt lại, liền đem hai viên còn tại phù 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 khiêu động trái tim, tất cả đều cào thành bọt máu. Hai tay rung lên, hai đại cao thủ đã là cùng nhau chấn động thành chia năm xẻ bảy, thi thể tán lạc khắp mặt đất mà trong mắt của hắn chỉ có vô tận hào quang đỏ ngào cùng tàn bạo tựa hồ trong lòng ngoại trừ giết chóc liền không còn gì khác rồi đám người còn lại thấy vậy trong lòng chấn động hai chân không nhịn được run rẩy lúc này trác phàm dĩ nhiên biến thành một cái hoàn toàn bùng nổ hung thú gặp thần sát thần gặp phật giết phật bất kể là ai chặn ở trước mặt hắn đều chạy không thoát được xé nát vận mệnh mặc dù là những kia nhanh chóng bỏ chạy cũng bị hắn lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo đánh giết hầu như không còn. Bỗng nhiên, lòng của mọi người bên trong do sợ hãi chậm rãi biến thành dũng khí, không lại chạy trốn, dù sao cũng là một lần chết, không bằng liều mạng với ngươi. Kết quả là, mọi người lần nữa như nước thủy triều hướng về hắn tuôn tới, nhìn về phía trác phàm ánh mắt, khiếp đảm thiếu, trái lại càng nhiều hơn là nồng nặc sát ý. Thấy tình cảnh này, Hoàng Phổ Thanh Thiên bất giác lộ ra hài lòng cười nhạo, hiện tại bổn công tử cuối cùng đã rõ ràng, lãnh tiên sinh ý trong lời nói rồi, nếu là lúc trước trác phàm, nhất định sẽ không như thế giết chóc, kéo cừu hận, mà là kinh sợ làm chủ. Như vậy chúng ta nơi này mặc dù trọn vẹn gần vạn người, nhưng chân chính dám lên trước với hắn liều, nhưng không có mấy người. Nhưng là hắn hiện tại giết đỏ cả mắt rồi, tất cả mọi người biết, hắn nếu không chết, chính mình sẽ chết, lại trái lại khơi dậy bản năng cầu sinh. Cái này trác phàm thực sự đã bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lại không đáng sợ rồi ha 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 đại công tử nói rất có lý xem ra không tới phiên chúng ta ra tay sớm muộn tiểu tử kia cũng sẽ bị gần đây vạn cao thủ cho nện thành thịt băm rồi u vũ sơn tà cười một tiếng giơ ngón tay cái lên thở dài nói chậm rãi vung vung tay hoàng phổ thanh thiên lại là không tỏ rõ ý kiến mà lắc lắc đầu lời ấy sai rồi đi đi chính là đi đi còn chưa xứng muốn rác phàm mệnh bọn hắn phải làm chẳng qua là tiêu hao tiểu tử này thể lực thăm dò hắn trả có bản lãnh gì mà thôi, cuối cùng có thể bắt lấy hắn còn phải là bổn công tử tự thân xuất mã mới được. Những người khác, bao quát ba người các ngươi cũng giống vậy, hừ hừ. Căn bản không xứng, lời vừa nói ra, ba người bất giác hơi ngưng lại, lẫn nhau liếc mắt nhìn, tuy rằng trong lòng có chút giận dỗi, thế nhưng là cũng không phản bác, ngược lại lại nhìn về phía người kia trong đám kêu rên khắp nơi, chỉ là trong nháy mắt, Trác Phàm đã là trong khoảnh khắc đoạt đi mấy trăm cao thủ tính mạng, không khỏi trong lòng lo sợ, âm thầm gật đầu. Đại công tử nói có lý, cái quái vật này cho dù hiện tại dĩ nhiên phát điên, cũng vạn vạn không phải là bọn hắn có thể đối phó được tồn tại. Được rồi, cho hắn thêm tăng cường chút độ khó, cái kia 36 cái đại trận, khởi động đi. Mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, hoàng phổ thanh thiên trong mắt lóe lên thâm thúy ánh sáng, sâu kín lên tiếng, hơi gật đầu, Nghiêm bán quỷ hướng về lâm rậm nơi sâu xa phất phất tay, từ lâu ẩn ẩn ở chỗ kia bày trận người nhất thời lĩnh mệnh, ấn quyết trong tay biến đổi, ông một tiếng, bên trong chiến trường, đột nhiên lóe lên hào quang ống ánh, Trác phàm chính trống giận xông về phía trước phong, trong mắt một mảnh đỏ chót vẽ, lại là đột nhiên thân thể dừng lại, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, trong lúc nhất thời cũng lại không thể động đậy, cúi đầu vừa nhìn, lại chỉ thấy dưới chân của hắn lóe lên quỷ dị ánh bạc, lại là một cái trận thức cạm bẫy sau băng trận, trác phàm rõ ràng, cái này mặc dù chỉ là một cái cấp một trận thức, thế nhưng là có thể làm cho vào trận người, nhất thời cảm thấy một tòa núi lớn ép thân, không đứng lên nổi đến, toàn thân nằm ở áp lực nặng nề dưới, không thể động đậy mảy may. tuy rằng một cái cấp trận thức, hắn có thể dựa vào nguyên lực phá tan, thế nhưng một cái tức trong lúc đó, hắn rơi vào cái này trồng chất trong vòng vây, lại là nhất thời khó mà làm được. mà những kia tay cầm linh binh thiên huyền cao thủ đã là nhìn đúng cơ hội này, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn cắm tới, đặc biệt là có hơn 10 tên cao thủ, trong tay linh binh không phải đâm vào hắn, mà là của hắn lôi vân dực thượng. Cứ như vậy, hắn lôi vân dực một khi bị hạn chế, hắn cũng chỉ có thể là đợi làm thịt dê con, được loạn nhận chém giết mệnh, khà khà khà. Cái này cùng bạo ma long đầu thuộc về ta. Một vị thiên huyền cao thủ, nhìn xem gần trong gan tất địa đại công, không khỏi hưng phấn đại kêu thành tiếng, mà hắn vừa dứt lời, một tiếng mắng chửi liền đột nhiên truyền ra, tiểu tử ngươi con mẹ nó đừng tham công, theo như việc an bài trước như thế, ngươi là phụ trách cầm cố hắn cái kia lôi giật. Nếu là có một một chút lầm lỗi, đại công tử không phải đem ngươi cả nhà tru diệt không thể, lạnh không khỏi rùng mình một cái, người kia vội vã gật đầu, ánh mắt từ trác phàm trên đầu dời đi, lần nữa nhìn hướng hắn cái kia hai cánh thượng, thấy tình cảnh này, trấn quốc thạch trước mọi người bất giác một trận kinh hãi đặc biệt là lạc vân thường đám người nhìn xem bên trong trát phàm tràn đầy vẻ lo âu một khi trát phàm được cố định trên mặt đất không có thể động cái này ngập trời biển người kéo tới hắn liền thật sự sẽ bị tiểu sát hầu như không còn a à. hoàng phủ thiên nguyên nhìn xem tất cả những thứ này lộ ra một tia hờ hững nụ cười lãnh tiên sinh lần này tiểu tử kia cho dù bất tử cũng phải bới ra lớp da đi nha ai biết được nói chung cuối cùng có thể bắt lấy hắn vẫn phải là dựa vào đại công tử mới được. Lãnh vô thường lắc đầu một cái, không tỏ rõ ý kiến mà cười nói, sắc mặt bất giác chìm chìm, hoàng phổ thiên nguyên tâm trạng thầm hừ, cuối cùng còn phải thanh công lao này, cho tiểu tử kia sao, hừ, xèo xèo xèo, mấy chục kiện tứ phẩm trở lên linh binh, dường như giống như sao băng dùng dập từ trác phàm đỉnh đầu đập xuống, lần này đi, mặc dù là trác phàm cũng nhất định sẽ vài phút đồng hồ bị oanh giết tới cạn bã nhưng là trác phàm trong mắt lại chỉ có sát ý vô tận, căn bản không có đi để ý tới đỉnh đầu những khiêu lương tiểu sửu đó tiếng cười duyên. Chờ đến những kia linh binh lập tức liền muốn tới người, tất cả mọi người dĩ nhiên lộ ra sắp thành công mừng như điên nụ cười lúc, trác phàm mới đột nhiên trong mắt ngưng lại, phải trong mắt, vần sáng màu vàng ống lóe lên liền qua, không minh thần đồng, để nhất trọng, thay hình đổi vị, vèo, chỉ một thoáng, cái kia mười mấy tên thiên huyền cao thủ trong tay linh binh, đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, chờ lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là rơi xuống cách hắn nhóm ngoài ngàn mét bên trong vùng rừng rậm, mọi người bất giác kinh hãi, mắt thấy chính mình đám nhân mã thượng liền muốn tới gần cái quái vật này rồi, nhưng là dùng để đối phó quái vật này linh binh, lại là toàn bộ đều biến mất, thế thì còn đánh như thế nào, không là chịu chết sao, bất quá cũng còn tốt, quái vật này được cái này sao băng trận giam cấm, bọn hắn trả có thời gian rời xa đào tẩu nhưng là còn không đợi bọn hắn lộ ra buông lỏng khuôn mặt, trác phàm rồi lại là đột nhiên trong mắt tuế quang, thấp toàn thân từ trên xuống dưới đã là màu tím tia lôi dẫn nổ vang ra đến, chỉ một thoáng, nhưng nghe ầm ầm trong tiếng nổ, không chỉ mặt đất đạo kia sao băng trận bị oanh thành hư vô, mặc dù là những kia tới ngay đến bên cạnh hắn thiên huyền các cường giả, cũng trong chớp mắt bị oanh giết thành mảnh vỡ, trác phàm chậm rãi đứng lên, không có nói một câu, chỉ là nhìn về phía trước mặt mọi người ánh mắt, sát ý càng sâu tiếp lấy liền không nói hai lời, tiếp tục vọt tới trước, chỉ bất quá lần này, toàn thân hắn tử mang giống như một cái vòng bảo hộ như thế súng lại ở bên, trước người ba mét có hơn, đều là tử lôi cuồn cuộn Đến mức, mọi người còn chưa kịp tới gần thân thể của hắn, liền dĩ nhiên được cái này bừa bãi tàn phá lôi rắn cắn thành mảnh vỡ, mặc dù là còn dư lại những kia ẩn nấp trận thức, vừa vặn phát động, lại là đụng vào đến những này không chút kiên kỵ tử mang, liền tất cả đều rầm 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 biến thành mảnh vụn, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, mà Trác Phàm cũng cứ như vậy một mực vọt tới trước, chỗ đi qua, hắn căn bản không cần động thủ, liền dĩ nhiên thanh tất cả mọi người oanh thành hư vô, thay chất đầy đồng, ngăn ngắn một phút thời gian, không ngờ có hơn một nghìn cao thủ bị oanh giết đến liền thi thể đều không thừa, mọi người đều hoảng sợ vội vã lùi về sau, cũng không dám nửa bước lên trước, dễ dàng thử nghiệm phong mang. Cho dù được Trác Phàm truy sát, cũng chỉ có tận lực thoát đi lại không dám phản kháng rồi dù sao lúc trước dùng chiến thuật điển người bọn hắn trả có lực đánh một trận thế nhưng xuất hiện tại mọi người còn chưa kịp gần trước người hắn tự dĩ nhiên được cái kia tử lôi trong nháy mắt đánh chết căn bản không có bất kỳ tác dụng gì thế thì còn đánh như thế nào mọi người trong lòng dũng khí đều là đối với những kia nhưng chiến thắng đối thủ phát lên như trác phàm loại này lúc này dĩ nhiên căn bản vô pháp lại chiến thắng đối thủ lòng của mọi người bên trong chỉ có khiếp đảm, đâu còn có chút dũng khí có thể nói. Bỗng nhiên, toàn bộ chiến trường bên trên, chỉ thấy trác phàm mạnh mẽ đâm tới, tướng tất cả mọi người giết đến người ngã ngựa đổ, nhưng căn bản sẽ không còn được gặp lại có bất kỳ dám phản kháng người xuất hiện. Nghiêm bán quỷ nhìn xem tất cả những thứ này, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này trác phàm người mặc những tử lôi đó, thật không ngờ đáng sợ. So với hắn những độc chất kia sương mù trả khủng bố, quả thực liền không ai có thể ngăn cản a à. tình cảnh này nơi nào trả như bọn hắn vạn người mai phục vây quét rác phàm bộ dáng vốn là hổ vào bầy dê mặt hắn sâu xé a à, u vũ sơn đồng dạng một mặt khẩn trương trong lòng lo sợ nhìn về phía hoàng phổ thanh thiên nói đại công tử không nghĩ tới cái này cùng bạo ma long như thế biến thái còn tiếp tục như vậy chúng ta cái này vạn người cao thủ liều hết cũng không làm gì được hắn hơn nữa trận này trước cửa còn có vân long thành các gia cao tầng ở nơi đó nhìn xem đây muốn là chúng ta nhiều người như vậy trăm phương ngàn kế bày xuống tạm bẫy trả không đối phó được này khu khu một nhân e sợ ngày sau sẽ trở thành toàn bộ thiên vũ trò cười a à. bổn công tử biết không dùng tới ngươi đến nhắc nhở ta nhưng mà còn không đợi hắn nói tiếp xong hoàng phổ thanh thiên đã là hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe ra một đạo vẽ hung ác bỗng nhiên bước lên trước không nghĩ tới nhanh như vậy bổn công tử liền muốn đích thân ra tay rồi, hừ. Thực sự là một đám phế vật vô dụng, đất hình trấn quốc thạch trước, tất cả mọi người một mặt kinh dị nhìn xem nơi đó hình ảnh, đã là hoàn toàn giật mình, trắc phàm lấy sức lực của một người, độc kháng bách gia cao thủ, rõ ràng vẫn y như cùng một cái viễn cổ ma thần giống như nghiền ép đối thủ, thực lực đó sự khủng bố, mặc dù là tất cả thế gia trưởng lão, cũng không khỏi tâm trạng ngơ ngác đặc biệt là tìm long các long cửu, càng là mặt hiện kinh sợ vẻ. Trác Phàm sử dụng tối đại sát khí, không phải những khác, đúng là hắn tối cho rằng tự hào tử lôi kim nhãn tử lôi, nhưng là so sánh với nhau, Trác Phàm tử lôi lại là còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Có thể nói, tử lôi vòng quanh người, vô địch thiên hạ, đối phương căn bản không có người dám gần hắn thân một bước, trừ phi là không muốn mệnh, như thế anh hùng khí khái, sát phạt tàn nhẫn xu thế, không khỏi làm ở đây tất cả mọi người lòng sinh nóng trong đặc biệt là một ít si mê võ đạo người, như tạ thiên thương một loại, từ lâu không nhịn được toàn thân hưng phấn run rẩy lên, xíu, u u, một vệt sáng xẹt qua, sở khuynh thành lần nữa về đến nơi này, thế nhưng trên mặt lại là mang theo một tia đau thương. Ngoại tổ mẫu nhìn thấy, vội vàng đi tới bên người nàng, hỏi, khuynh thành, đã xảy ra chuyện gì, không có gì. Chậm rãi lắc đầu một cái, sở khuynh thành không hề trả lời, chỉ là nhàn nhạt nói, hắn thế nào rồi ngoại tổ mẫu biết người hỏi là ai bất giác than nhẹ một tiếng chuyển hướng tới đất hình trấn quốc thạch phương hướng lẩm bẩm nói chính ngươi xem đi lông mày bất giác trung lên sở khuynh thành vội vàng nhìn lại lại chính thấy trác phàm gào thét ở đằng kia vạn nhân địch chúng bên trong tả xung hữu đột khuôn mặt cuồng bạo chỗ đi qua đều là một mảnh chân tay cục kêu trên sợ hãi không ngừng bên tai cái kia hai mắt đỏ ngầu dường như muốn thanh trước mắt tất cả mọi thứ toàn bộ tiêu diệt bình thường chợt nhìn qua vốn là sát thần giáng thế, độc hại sinh linh, không khỏi tâm trạng đau xót, sở khuynh thành không nhịn được che lên khinh môi, sợ tiếng nghẹn ngào của chính mình phát ra, thế nhưng trong mắt dĩ nhiên lệ quan phun trào, người hoàn toàn có thể cảm nhận được, lúc này trắc phàm trong cơn điên cuồng, cái kia vô tận bi ai, mau nhìn, hoàng phổ thanh thiên muốn xuất thủ rồi, đột nhiên, không biết ai gọi một câu, mọi người cùng nhau nhìn vào bên trong, lại chính thấy một đạo uy phong lẫm lẫm anh vĩ nam tử bóng người, chính khí thế mãnh liệt về phía trác phàm cái kia sát thần xông đi người này không phải lục long chấn thiên đế vương long hoàng phổ thanh thiên thì là ai trong lúc nhất thời quan sát mọi người tất cả đều hưng phấn lên cái này xem như thiên vũ bên trong trẻ tuổi bên trong mạnh nhất hai người chân chính đối chiến ai mới là người thắng sau cùng bách gia tranh minh bên trong đệ nhất gia tộc liền muốn tại này song long trong chiến đấu quyết ra thắng bại tuy rằng theo như quy tắc tới nói trước quay về Vân Long thành gia tộc dĩ nhiên thắng lợi. Nhưng là tất cả mọi người rõ ràng, bao quát những kia trở về gia tộc cũng hết sức rõ ràng, bọn hắn chẳng qua là trốn về, cũng không phải thật sự là người thắng, thiên vũ đệ nhất gia tộc danh vị, cuối cùng đều sẽ tại này song long trong lúc đó sinh ra, sùng sục một tiếng, cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, tất cả mọi người một mặt sốt sắng mà nhìn xem tất cả những thứ này. Tạ thiên thương càng là cầm kiếm cánh tay kia đều mạnh mẽ nắm thật chặt, trong mắt Tinh Quang rạng rỡ, kích động tột đỉnh, hai người này đều là hắn muốn vượt qua mục tiêu, thế nhưng ai mới là cái này trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, mới là hắn quan tâm nhất một điểm. Bởi vì cái này quyết định hắn, cuối cùng mục tiêu là ai? Trác Phàm, mặt khác, Trác Phàm chính giết đến hưng khởi, dĩ nhiên không phân rõ được đông tây nam bắc, lại là đột nhiên nghe được quát to một tiếng từ phía sau phát ra, thân thể bất giác rung rung, xoay người nhìn lại lại chính thấy hoàng phổ thanh thiên chạy như bay đến, không khỏi trồng mắt co rụt lại, gầm lên lên tiếng, hoàng phổ thanh thiên, nạp mạng đi, vừa dứt lời, trác phàm không lại đi quản những kia tiểu lâu lâu, đột nhiên xoay người hướng về hoàng phổ thanh thiên phương hướng xông đi, toàn thân tử mang đột nhiên co rụt lại, sau đó tất cả đều tụ tập ở một quyền bên trong, mà hoàng phổ thanh thiên cũng là gầm lên giận dữ hướng về nơi này vọt tới, toàn thân kim quang tỏa sáng, chính con rồng vàng vần quanh bên người, một quyền đánh ra, hoàng cực bá thể quyết, phanh, hai người thân ảnh cuối cùng đụng vào nhau, song phương nắm đấm đều là tàn nhẫn mà hướng về đối phương nện tới, bỗng nhiên hướng lại với nhau, chỉ một thoáng, kim quang phun trào, thần long sôi trào, tử lôi nổ vang, thiên địa nứt toát, trắc phàm cùng hoàng phổ thanh thiên hai người, hai quyền đấm nhau, lại là nhất thời dằn co ở một khối, chỉ là hai người trên nắm tay kinh khủng kia uy thế, lại là mơ hồ tại song quyền trong lúc đó lẫn trốn, làm đấu sức. Hoàng phổ thanh thiên trách phàm tất cả đều tàn bạo mà nhìn chầm chầm đối phương, ai cũng không nhường một bước, cuối cùng nhưng nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, hai người cùng nhau được mãnh liệt này vọt một cái chấn động lui về, từng người lui năm bước, mới đình chỉ thân hình, mà cái kia cổ kinh khủng uy thế lại là đột nhiên bạo phát, quét ngang hướng về chu vi tất cả sự vật, cùng bạo tử lôi, dân trào kim quan tứ ngược ở đây tất cả mọi người chúng, nhất thời liền đem hơn hai ngàn người chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, chết không toàn thay bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người tâm trạng hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau, bọn hắn làm sao lại nghĩ đến, hai người này giao chiến, chỉ là dư âm, cũng đủ để cho bọn hắn những người này, bên trong thậm chí còn có thiên huyền cao thủ, chớp mắt chết tại chỗ đây, lúc này mọi người mới chân chính cảm nhận được, cái gì là về mặt thực lực trên lệch, đồng dạng là thiên huyền cao thủ, nhưng là cứ như vậy xem ra, hai người này một cái ngón út sức mạnh, cũng đủ để ép chết bọn họ a. À trong thiên địa tại sao có thể có như vậy quái vật xuất hiện thật sự là quá biến thái rồi đặc biệt là lục long nhất phượng còn lại mọi người nhìn thấy tất cả những thứ này trong lòng chấn động càng sâu bọn họ cùng hoàng phổ thanh thiên trác phàm hai người nổi danh mặc dù biết mình cùng hai người này thực lực cách biệt quá lớn nhưng cũng không nghĩ đến cự lớn tới mức như thế vào giờ phút này bọn hắn đều có chút cảm thấy cho dù bọn hắn đột phá thần chiếu cảnh tu vi cũng tuyệt kéo không gần cùng hai người này chênh lệch Căn bản không xứng với cùng bọn hắn nổi danh, Tạ Thiên thương mạnh mẽ khẽ cắn răng, song quyền chăm chú nắm lại, lại lại bất lực địa buông ra, thở dài, âm thầm hận nói, hai cái này quái vật, đến tột cùng nên như thế nào vượt qua a, à? có lẽ đây là hắn cái này mê võ nghệ, lần thứ nhất trong lòng phát lên nhất cổ cực kỳ tiêu cực quán giận đến. Hoàng Phổ Thanh Thiên trắc phàm toàn lực một trận chiến, thật sự khiến hắn cảm nhận được nhất cổ thật sâu cảm giác vô lực, không phân cao thấp, lực lượng ngang nhau. Mà đang ở tất cả mọi người tháng phục ở hai người siêu tuyệt thực lực thời khắc Chỉ có Ngọc Tiêu kiếm thần phương thu bạch, hiếp mắt lại, lẩm bẩm lên tiếng Nhưng là, hắn nhìn về phía trác phàm nơi đó lúc Đáy mắt nơi sâu xa vẫn có một tia không hiểu kinh dị tốc biến Lúc trước hoàng đế có ý định để trác phàm ràng buộc hoàng phổ thanh thiên Là hắn đi tuyên triệu Hắn cũng hết sức báo cho trác phàm hoàng phổ thanh thiên chỗ đáng sợ Khiến hắn có cái chuẩn bị, cắt không thể lấy cứng chọi cứng làm hư tình giả ý mới là, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng cảm thấy Trác Phàm nhiệm vụ lần này cực kỳ hung hiểm, thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ bất quá ngăn ngắn thời gian 5 năm, tiểu tử này thực lực dĩ nhiên cùng Hoàng Phổ Thanh Thiên cái quái vật này không phân cao thấp. Thậm chí có thể nói, so với Hoàng Phổ Thanh Thiên đến, Trác Phàm mới thật sự là quái vật bên trong quái vật, phải hiểu, 5 năm trước Trác Phàm mới vừa vặn miễn cưỡng có thể đánh bại Hoàng Phổ Thanh Thiên đệ đệ, Hoàng phủ Thanh Vân cùng hoàng phổ thanh thiên thực lực càng là chênh lệch rất lớn, khác biệt một trời một vực, không thể tính theo lẽ thường, thế nhưng nhưng bây giờ dĩ nhiên ngang hàng. Hơn nữa, hoàng phổ thanh thiên trước mặt là thiên huyền đỉnh phong tu vi, trác phàm nhưng chỉ là đoán cốt cảnh đỉnh phong, rồng rã cách biệt cấp 1A, nói như thế, cho dù hai người thực lực bây giờ tương đương, thế nhưng trác phàm tiềm lực lại là so với hoàng phổ thanh thiên cái quái vật này còn muốn cự đại mà nhiều hơn, ngày sau thành tựu, càng là khó mà đánh giá. Có thể nói, lại cho trắc phàm thời gian 5 năm, không, thậm chí chỉ cần thời gian 3 năm lời nói, hắn hoàn toàn có thể vung hoàng phổ thanh thiên 10 cái phố lớn, đáng sợ như vậy tiềm lực, mặc dù là Phương Thu Bạch cũng không nhịn được muốn liên tục than thở lên tiếng, chẳng trách tiểu tử này lúc trước tiếp cái này nhiệm vụ thời điểm sản khoái như vậy, xem ra thật là có tất thắng tự tin a. À. Như thế thứ nhất, chắc hẳn chỉ cần hắn lần này có thể sống sót trở về, ngày sau nhất định là thiên vũ một đại bá chủ đến lúc đó mặc dù là có ngàn năm nội tình đế vương môn đoán chừng cũng phải hoảng sợ không chịu nổi một ngày rồi ha 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 phương thu bạch lắc đầu cười khẽ một mạch than thở nhưng là đồng dạng rõ ràng điểm này còn có lãnh vô thường cùng hoàng phủ thiên nguyên đám người tại trong lòng bọn họ các phàm nguy hiểm cấp số bất giác lại tăng lên đi cấp bậc đã trở thành dù như thế nào đều phải trừ hết nhân vật nguy hiểm nhất hiện tại cái này tiểu tử cũng đã có thể phiên gian đảo hải quấy nhiễu thất gia không được an bình nếu như lại để cho hắn tiếp tục trưởng thành như vậy cũng được sao đoán chừng coi như là thất gia ngàn năm nội tình cũng không làm gì được hắn bên trong chiến trường hoàng phổ thanh thiên đứng nghiêm thân hình sau lại nhìn về phía trác phàm nơi đó trong mắt đã tràn đầy thần sắc tự hồ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thực thiên hạ bạn cùng lứa tuổi trong càng có người có thể đánh với hắn một trận cao thấp vốn là hắn cảm thấy trác phàm nguy hiểm bất quá là thủ đoạn quỷ dị nham hiểm xảo trá mà thôi thế nhưng hiện tại hai người toàn lực giao thủ sau lại là cái không phân cao thấp kết quả này làm cho hắn dù như thế nào cũng không thể tiếp thu đường đường đế vương môn đại công tử vô địch rồi cả đời càng vào đúng lúc này gặp trong cuộc sống túc địch cũng có thể đưa hắn kéo xuống vương vị khắc tinh này làm cho trong lòng hắn nhất thời sinh ra nhất cổ sâu đậm cảm giác uy hiếp đây là hắn trước đây xưa nay đều không có sản sinh qua vừa nghĩ tới đây Hoàng Phổ Thanh Thiên trong mắt sát ý càng sâu, trống to lên tiếng, "Trác Phàm, ngươi hôm nay phải chết, Hoàng Phổ Thanh Thiên, nạp mạng đi." Trác Phàm đồng dạng một tiếng trống to, toàn thân tia lôi dẫn nổ tung, hướng về Hoàng Phổ Thanh Thiên xông đi, Hoàng Phổ Thanh Thiên cắn răng một cái, đồng dạng phản xông tới, rầm rầm rầm, trong phút chốc, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, hai đại luyện thể cao thủ vật lộn lại với nhau, một quyền một cước đều đủ để khai sơn phá thạch, thiên băng địa liệt ồ ồ dư âm không ngừng hướng về chu vi khuếch tán ra chấn động được những kia phụ thuộc gia tộc mọi người kêu trên một mảnh gào khóc thảm thiết ta nói hai vị các ngươi đánh về đánh đừng thương tới vô tội a à. hai người các ngươi thân thể cường tráng từng cú đấm thấu thịt đều không có chuyện gì chúng ta nhưng là thân thể đơn bạc liền các ngươi giao chiến dư ba đều chịu không được các ngươi tốt xấu thông cảm chúng ta một cái đến nơi khác đánh có được hay không nhưng là hai người dĩ nhiên vết đỏ cả mắt rồi Trác Phàm vì báo thù, Hoàng Phổ Thanh Thiên vì địa vị của mình, đâu còn có thể quản nhiều như vậy. Thực sự là một quyền một cước đều là sát chiêu, từ Nam đánh tới Bắc, từ Đông đánh tới Tây, trong nháy mắt hơn 200 gọi qua đi, lại là ai cũng không thương tổn được ai một phần, chỉ bất quá đáng thương những kia vô tội phụ thuộc gia tộc, vốn là mai phục Trác Phàm bây giờ lại bị hai người chiến đấu dư âm quấy rầy, con số thương vong nhất thời liền thẳng ào tới 5.000 trở lên thực sự là khóc đều không đất mà khóc đi. U Vũ Sơn ba người bất giác rung động rung động địa nuốt ngụm nước bọt, liếc nhìn nhau, trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra, truyền lại tin tức, nếu không. Chúng ta đến những nơi khác tránh một chút, ý nghĩ này nếu như khiến người khác biết, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, con bà nó chứ gấu à, liền các ngươi lục long nhất phượng đều sợ được hai người này chiến đấu lan đến, muốn trốn đi ra, trả để cho chúng ta chờ chết ở đây, thực sự quá khi dễ người rồi. Bất quá điều này cũng có thể thấy được, hai người chiến đấu có cỡ nào hung tàn, càng là liền u vũ sơn bọn hắn cái này lục long nhất phượng đều cảm nhận được chân thực uy hiếp, nhưng là, còn không đợi bọn hắn làm ra hành động, một mực so với không dưới hai người, thắng bại thiên bình rốt cuộc bắt đầu bắt đầu rung rẩy hoàng phổ thanh thiên một trảo hiện ra kim quang vuốt rồng, đột nhiên hướng về trác phàm ít hầu chột tới, hắn hung mảnh sắc bén uy thế lệnh được trác phàm cũng không khỏi khí tức hơi ngưng lại, vội vàng ngửa người đổ ra, né qua. Nhưng là, đúng lúc này, Hoàng Phổ Thanh Thiên lại là nhếch miệng tà cười một tiếng, vọt tới trước thủ trảo đột nhiên biến đổi, hướng phía dưới sông thẳng, nhất thời nhất cổ thiên địa uy thế hạ xuống, thẳng khiến cho trác phàm trong nháy mắt được ép xuống mặt đất sâu hơn một mét, cũng lại không lật nổi thân đến, khà khà khà. Đi chết đi. Khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tà dị, Hoàng Phổ Thanh Thiên trong mắt một trận hưng phấn, vuốt trồng thẳng trảo trác phàm ít hầu, cửu long kim cương thân, long uy trảo. Xoạt, không gian giống như đều phải bị xé rách bình thường cái kia hiện ra hào quang màu vàng vuốt trồng thẳng tắp hướng về trác phàm mò xuống, sắc bén cương phong, thổi đến mặt mũi của hắn đều một trận đau đớn, song đồng không nhịn được hơi co lại, trác phàm tâm trạng hoảng hốt, uy lực như thế một đòn, dĩ nhiên sắp đột phá huyền giai võ kỹ phạm trù, đạt đến địa giai oai, một trảo này nếu như trảo thực rồi, cho dù hắn không chết cũng phải trọng thương, trấn quốc thạch trước mọi người, đồng dạng kinh hải đến biến sắc, bọn hắn cũng không nghĩ đến hoàng phổ thanh thiên ngoại trừ hoàng cực bá thể quyết bên ngoài còn có cường hãn hơn tuyệt học chỉ có tạ thiên thương đám người lông mày không nhịn được giật giật nhìn xem cái này quen thuộc một trảo nắm chặt trảo nắm đấm một trảo này lúc đó hoàng phổ thanh thiên cũng đối với bọn họ dùng qua chỉ bất quá khi đó lại là qua loa cũng không hề dùng nửa phần khí lực nhưng cho dù như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể được ngoan ngoãn được ép trên mặt đất không hề nửa phần sức phản kháng thế nhưng hiện tại hoàng phổ thanh thiên toàn lực ứng phó thi triển chiêu này bọn hắn mới coi như chân chính cảm nhận được chiêu này đáng sợ đúng là hủy thiên diệt địa như thế a à. phương thu bạch mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này trong mắt tinh quang lóe lên lẩm bẩm lên tiếng cửu long kim cương thân không nghĩ tới bộ này địa giai công pháp dĩ nhiên lại sẽ tái nhập nhân gian cái gì phương tiên sinh ngài ngài vừa vặn nói cái gì địa giai công pháp Bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình, đặc biệt là ngoại tổ mẫu càng là không thể tin kêu lên, chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết Thiên Vũ Hoàng Thất, nhàn nhạt gật gật đầu, Phương Thu Bạch hít sâu một hơi, không chút nào ẩn giấu, đúng vậy, đây chính là Thiên Vũ khai quốc hoàng đế tu luyện địa giai công pháp, Cửu Long Kim Cương Thân. Bất quá bộ công pháp này quá mức bá đạo, chính là luyện thể cực hạn tuyệt học, như có thiên tư không đủ thể chất không đủ mạnh cứng rắn vài phút đồng hồ hội luyện công chí tử năm đó khai quốc hoàng đế cũng không quá mới luyện thành đệ nhất trọng mà thôi nhưng cho dù như vậy hay là bởi vì áp chế không nổi trong cơ thể vô thượng long khí mà gân mạch nổ tung bỏ mình nhưng không nghĩ tới cái này hoàng phổ thanh thiên còn nhỏ tuổi không ngờ nhưng đạt đến thái tổ năm đó thực lực thực sự khó được đặc biệt là nói tới chỗ này phương thu bạch sắc mặt ngưng lại nhìn chầm chầm đế vương môn mọi người một cái nói, hắn cửu long kim cương thân đệ nhất trọng tương đương hoàng mỹ, hẳn là còn có tiếp tục tu luyện đi xuống khả năng, nghe được lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, nhìn về phía đế vương môn phương hướng, tràn đầy vẻ kiên dè, cái này đế vương môn vốn là cũng đã là thất gia đứng đầu, thực lực mạnh nhất, mà hiện tại bọn hắn thiếu chủ, gia chủ tương lai, hoàng phổ thanh thiên tư chất hơn người, thậm chí ngay cả địa giai công pháp đều nắm giữ ngày sau ai còn có thể địch nổi hắn. Đồng dạng rõ ràng điểm này, đế vương môn tất cả mọi người thật cao địa ngang cái đầu, liên tục cười lạnh. Phản phất đang nói, hiện tại biết sự lợi hại của chúng ta đi nha, các ngươi dám theo chúng ta đối nghịch, hừ hừ, chờ coi, các ngươi là sẽ không có kết quả tốt, sắc mặt bất giác càng ngưng trọng thêm, ngoại tổ mẫu cùng long giật phi ba người liếc nhìn nhau, đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là lúc trước bọn hắn thất gia tuy rằng thực lực có chênh lệch, nhưng dù sao mỗi nhà đều có một bộ gia truyền huyền giai võ kỹ hộ thân, chênh lệch cũng không tính quá lớn, tương lai trả có lực đánh một trận. Thế nhưng hiện tại, đế vương môn lại là đột nhiên xuất hiện một cái nắm giữ địa giai võ kỹ người tu luyện, lại là trong nháy mắt kéo ra cùng còn lại lục gia khoảng cách, đạt đến mong muốn không thể thành mức độ, thật sự là dĩ nhiên không ở cùng một cái phương diện lên. Vừa nghĩ tới đây, ba nhà trưởng việc người liền không nhịn được ai tháng liên tục, trong lòng cô đơn. Tâm trạng suy nghĩ cứ tiếp như thế, tiếp tục cùng đế vương môn là địch, phải hay không một cái quyết định sai lầm. Dù sao hiện tại, cho dù người trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất đánh với Hoàng Phổ Thanh Thiên một trận trác phàm, cũng đã nhưng tại bên bờ sinh tử. Hắn cũng chỉ là nắm giữ huyền giai võ kỹ mà thôi, cho dù thiên phú mạnh hơn, hiện tại như thế nào lại là dĩ nhiên nắm giữ địa giai võ kỹ Hoàng Phổ Thanh Thiên đối thủ. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều là không nhịn được thẳng lắc đầu, nhìn về phía trấn quốc trong đá, tự hồ lập tức liền muốn phân ra thắng bại tình cảnh, thở dài. Chỉ có sở khuynh thành, lạc vân thường đám người, không chút nào bất luận ý nghĩ gì, chỉ là chăm chú chú ý cái kia dĩ nhiên được hoàng phổ thanh thiên uy thế mạnh mẽ ép trong đất trác phàm, trên mặt chỉ có vẻ lo âu, trác phàm, đi chết đi. Phía trên chiến trường, hoàng phổ thanh thiên quát to một tiếng, điên cười như điên nói. Trong hai mắt, dĩ nhiên lộ ra hưng phấn vẻ cuồng bạo mạnh mẽ khẽ cắn răng, Trác phàm tuy rằng như trước không tạo nên thân, nhưng là trong mắt ngưng lại, phải trong mắt vần sáng màu vàng ống lóe lên một cái rồi biến mất, gào thét lên tiếng, bị chết. Là ngươi, không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, tiếng nói vừa dứt, Trác phàm thân ảnh về một tiếng biến mất không còn tâm hơi. Hoàng phổ thanh thiên một trảo đánh hụt, nhất thời tướng mặt đất toàn bộ đánh trúng hãm hạ xuống, đột nhiên xuất hiện một cái ngàn mét sâu hang lớn trong mắt không nhịn được run một cái, hoàng phổ thanh thiên thầm kêu một tiếng không ổn, vừa muốn đứng dậy, lại là đụng một tiếng vang thật lớn, một đạo hiện ra tử mang lôi quyền tàn nhẫn mà đập vào sống lưng hắn thượng, trong phút chốc, mãnh liệt tử lôi tuôn ra vào trong người, tứ ngược phế phủ của hắn, mặc dù là hoàng phổ thanh thiên cứng rắn như thế thân thể, cũng có chút không chịu nổi, không khỏi phun ra một cái dòng máu đỏ tươi, đột nhiên nhập vào trong động sâu, lại đem ngàn mét thâm động hướng phía dưới tiến dần lên ngàn mét sau khi một cái ra ngoài tất cả mọi người dự liệu xoay ngược lại, phát sinh ở trong chớp mắt, mọi người căn bản còn đến không kịp làm rõ, Trác Phàm là như thế nào chạy trốn, dĩ nhiên đã nhìn thấy, Trác Phàm một cái mãnh liệt quyền tướng hoàng phổ thanh thiên lập tức cho anh vào trong đất, hết thảy tất cả, đều quá mức đột nhiên, cho tới mọi người cũng không khỏi được bỗng nhiên ngây dại, thật lâu chưa hoàng hồn lại, Trác Phàm thay hình đổi vị thần thông, người biết rất ít, cũng chỉ có lục long nhất phượng mới tận mắt chứng kiến qua, đám người còn lại lần này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn cái này thần thông, bất giác tất cả đều bị cả kinh trợn mắt ngoát mồm, mặc dù là Phương Thu Bạch cũng không nhịn được trung run người, hấp háy mắt, gương mặt mê hoặc. Bởi vì liền ở vừa nãy, mặc dù là hắn cái này thần chiếu đỉnh phong cao thủ, đường đường thiên vũ hộ long thần vệ, cũng không hiểu được trác phàm là như thế nào làm được chuyện này. Điều này sao có thể? Lẽ nào thế gian còn có hắn phương thu bạch không biết công pháp võ thuật? Chí ít thiên vũ cái này địa giới là không có đi, nhưng là làm sao, không khỏi ngớ ngẩn, cuối cùng Phương Thu Bạch bất giác lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng thêm than thở. Tên tiểu tử này, đều là khiến người ta kinh thán không thôi a, à, mà ngoại tổ mẫu cùng Long giật phi mấy người cũng là ánh mắt sáng lên, thấy Trác Phàm tại Hoàng Phổ Thanh Thiên địa giai võ kỹ uy hiếp dưới, chẳng những không có chịu đến chút nào tổn thương, còn có thể ngược lại đem một quân, tướng đối phương đánh đổ bất giác lại hiện lên cùng đế vương môn đối kháng tiếp hy vọng, tiểu tử này. Thật là khiến người ta không phục không được a à, ha ha ha, long giật phi cùng ngoại tổ mẫu, tạ khiếu phong ba người nhìn nhau, đều là nhạc cười ra tiếng. Hoàng Phủ Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, khóe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, nhàn nhạt lên tiếng, tự hồ là nói với lãnh vô thường, thế nhưng tiếng nói nhưng cũng rõ ràng truyền đến hắn dư trưởng lão trong tai, xem ra thanh thiên còn không phải tiểu quái vật kia đối thủ muốn muốn đối phó hắn quái dị này chiêu thức còn phải xem lãnh tiên sinh diệu kế môn chủ yên tâm đi hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng hoàn toàn rõ ràng hắn suy nghĩ trong lòng chính là nhờ vào đó đã kích đại công tử tại các trưởng lão trong lòng uy tín lãnh vô thường tâm trạng ám cười một tiếng theo lời của hắn gật gật đầu nói hoàng phủ thiên nguyên hài lòng cười cười tiếp tục xem hướng về cái kia trấn quốc trong đá mà vào giờ phút này đụng một tiếng vang thật lớn phát ra, khói bụi đầy trời, hoàng phổ thanh thiên từ cái kia sâu trong lòng đất bay lên, toàn thân bụi đất, có vẻ cực kỳ chật vật. Thế nhưng còn không chờ hắn đứng vững gót chân, một đạo chói tai âm thanh xé gió, rồi lại là đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, trong mắt không nhịn được co rụt lại, hoàng phổ thanh thiên xoay người lại lóe lên, lại đối diện lên trác phàm đó là huyết sông đồng. Đồng thời, lôi vân dực hóa thành một cái đao nhọn, thẳng tắp từ hắn khuôn mặt sát qua, nhất thời khi hắn gò má để lại một đạo đỏ tươi dấu ấn đầu trong nháy mắt nổi lên một tầng mồ hôi lạnh hoàng phổ thanh thiên sợ đến trái tim đều nhanh ngừng nhảy lên nguy hiểm thật a à, vừa vặn nếu không phải hắn đúng lúc phản ứng đoán chừng hiện tại đầu đã bị người da cho đâm xuyên qua nguy hiểm như vậy cảnh tượng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua thế là tâm trạng cũng càng thêm cẩn thận nhìn về phía trác phàm ánh mắt sát ý càng sâu trác phàm là cho đến tận này một cái duy nhất có thể uy hiếp được người của hắn, nhất định phải giết chết. Nghĩ như vậy, Hoàng Phổ Thanh Thiên quyết định thật nhanh, vung tay lên, trong nháy mắt bắt được Trác Phàm một con lôi vân dực, một cái tay khác đột nhiên hướng về Trác Phàm mặt nện tới, giống như một đạo như lưu tinh, một quyền này thế lớn lực mảnh, phản phất thế tất yếu tướng đầu của hắn đánh tới tựa như, nhưng là Trác Phàm lại mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, cũng không nóng nảy, đợi đến quyền kia đầu tới gần lúc, mới phải con ngươi vần sáng màu vàng ống lóe lên, trong nháy mắt biến mất hình bóng. Sau đó, đụng một tiếng vang thật lớn sau, Hoàng Phổ Thanh Thiên chợt cảm thấy sau lưng một nguồn sức mạnh truyền đến, cũng đã được trác phàm tướng lôi vân dực hóa thành một đạo lôi tiên, đánh mạnh ở trên sống lưng. Màu tím tia lôi dẫn lần nữa nhập vào cơ thể, khiến hắn không nhịn được lại phun ra một cái máu đỏ tươi. Sát theo đó, trác phàm thừa cơ truy kích, từng bước ép sát, Hoàng Phổ Thanh Thiên mạnh mẽ khẽ cắn răng, muốn phải phản kích lại là chỉ có một thân khí lực không chỗ khiến, chỉ vì trác phàm thật sự là thật là quỷ dị, thân hình lơ lửng không cố định, hắn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV căn bản nắm bắt không sờ tới thân hình của hắn, kết quả là, một màn cảnh tượng kỳ quái xuất hiện, trác phàm giống như một đạo tựa là U Linh, phiêu hốt ở hoàng phổ thanh thiên trước sau trái phải, từng cái phương vị, hiện ra tử lôi lôi vân dực, hóa thành roi dài tàn nhẫn mà đánh ở trên người hắn, thẳng đưa hắn rút được toàn thân đạo đạo vết máu thổ huyết không ngừng, lại là căn bản không hề có chút sức chống đỡ, hoặc là nói, hắn muốn phản kháng, nhưng căn bản đều không tìm được phản kháng người, bởi vì người kia, chính là giống như một cái như quỷ mị tồn tại, hắn hoàn toàn không tìm được thân ảnh của người nọ, cứ như vậy, hoàng phổ thanh thiên một đời tối quốc nhục thời khắc đã đến, hắn gần giống như một cái tiểu thụ vậy, được trác phàm không ngừng quất roi quật, chỉ có thể nhịn, nhẫn nhịn, không còn cách nào khác, trấn quốc thạch trước tất cả mọi người lại đều dĩ nhiên thấy choáng váng mắt. Đây là cái kia lục long chấn thiên đế vương long sao, làm sao sẽ bị đánh cho út tức như thế, mà trái lại trác phàm, lại là mỗi một cây roi đều rút vui sướng tràn trề, tràn đầy báo thù vui vẻ. Rốt cuộc, hoàng phổ thanh thiên nhịn không được, trống to lên tiếng, mấy người các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau mở mở đại trận, hiếp, đại công tử, ngươi không phải là nói đại trận này phải chờ. U Vũ Sơn bất giác sững sờ, lẩm bẩm lên tiếng, nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Phổ Thanh Thiên dĩ nhiên một mặt quỷ khuất chửi ầm lên mà ra, lão tử đợi không được rồi, nhanh mở ra trận thức, không khỏi ngẩn người, U Vũ Sơn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này đại công tử như thế không có phong độ địa bạo nói tục, rõ ràng đã chuyện quá khẩn cấp, vội vàng hướng bên trong vùng rừng rậm làm thủ hiệu, chỉ một thoáng, một trận vô hình chấn động phát ra, toàn bộ chiến trường đột nhiên được một tầng trong suốt lồng bao phủ lại mà trác phàm còn muốn lại tiến hành thay hình đổi vị lúc lại là bỗng dưng thân thể hơi ngưng lại càng lại cũng dò xét ra không đến bất kỳ không gian vị trí kết giới lông mày không nhịn được trung lên trác phàm tâm trạng ám trên một tiếng sắc mặt dần dần ngưng trọng lên hắn hiện tại dĩ nhiên hoàn toàn rõ ràng cái này thần toán tử xem như là đem hắn đều mò thấy rồi thậm chí ngay cả hắn không minh thần đồng đều đã nghĩ đến ứng đối phương pháp đại trận mở ra vẫn là quá sớm nữa à trấn quốc thạch trước lãnh vô thường vuốt khẽ chồng râu trong mắt tinh quang rạng rỡ thở dài lên tiếng theo lão phu biết tiểu tử này giao đấu thức chi đạo rất có nghiên cứu kết giới này cho là mở ra được càng muộn càng tốt đến lúc đó năng lực đánh hắn trở tay không kịp nhưng là nhưng là lại không mở ra thanh thiên chỉ sợ cũng không chống nổi bất giác khẽ cười một tiếng hoàng phủ thiên nguyên liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói lãnh tiên sinh cho dù hiện tại mở ra trận thức tiểu tử này thật sự có cơ hội phá trận sao trầm ngâm một chút lãnh vô thường chậm rãi lắc lắc đầu khiếp mắt lại nói cho dù hắn là trận pháp đại sư cũng như thường cơ hội xa vời kia không phải được rồi ngươi bất quá là lo lắng thời gian dài hắn có đầy đủ thời gian nghiên cứu trận thức phá trận mà ra nếu hắn cơ hội xa vời còn có cái gì đáng sợ bất giác cười nhạt lắc đầu một cái hoàng phủ thiên nguyên thản nhiên lên tiếng không lão phu ra tay chắc chắn sẽ không cho đối phương lưu dưới bất kỳ vương mình cơ hội đặc biệt là càng nguy hiểm đối thủ càng là như thế chậm rãi khoác tay áo một cái lãnh vô thường trong mắt đột nhiên tránh qua một đạo ngoan sắc hoàng phủ thiên nguyên thấy bất giác thấy buồn cười tâm trạng thầm than cái này mưu sĩ ở giữa tranh đấu thực sự là so với bọn họ tu luyện người chiến đấu còn muốn hung ác vô tình nhiều lắm a à, tiểu chu thiên trận mặt khác trắc phàm nhìn khắp bốn phía một vòng thấy 365 vị thiên huyền cao thủ, cùng nhau chắp tay trước ngực, ngồi ở đại trận mắt trận vị trí, duy trì kết giới vận chuyển. Đã là hoàn toàn rõ ràng, đây chính là lục cấp khống trận, tiểu chu thiên trận không thể nghi ngờ, trận này không có gì những khác công dụng, cường điệu chính là rơi ở một cái khốn trên chữ. Lấy chu thiên phương vị bày trận, hình thành một cái tiểu thiên địa, cực kỳ vững chắc, một khi vào được trận này, liền giống như tiến vào khác một vùng thế giới, trừ phi nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa bằng không là tuyệt đối không ra được đến lúc đó đừng nói là thần chiếu cao thủ cho dù thần chiếu trở lên cường giả muốn đột phá trận này không có bày trận người tự mình thả người ngươi cho dù hướng trên vạn năm cũng nghĩ muốn chạy trốn nơi đây đặc biệt là tại đây trận thức bên trong không gian dĩ nhiên được hoàn toàn phong tỏa các phàm thay hình đổi vị trong nháy mắt đóng kín lại là cho đến tận này hắn cùng với hoàng phổ thanh thiên giao chiến tới nay lớn nhất nguy cơ, dù sao, đây mới thực là không có đường lui chiến đấu. Hoặc là thắng, hoặc là chết, chỉ có một loại lựa chọn, muốn trốn, lại là tuyệt đối không thể. Hoàng phổ thanh thiên, trắc phàm bất giác khẽ cắn răng, hung tận mà nhìn đối diện cái kia đầy mặt cười thể thanh niên, song quyền không nhịn được địa nắm chặt lên, đạo đạo tử sắc tiếng sấm ầm ầm nổ vang, đạp chân xuống liền về phía trước vọt mạnh qua. Hoàng phổ thanh thiên thấy hắn vọt tới, mà không phải dùng quỷ dị kia thay hình đổi vị, biết kế này đã thành, không khỏi đại hỷ, trong mắt lóe ra một đạo vẽ cuồng bạo, đồng dạng vọt tới, chỉ một thoáng, hai người lần nữa đụng vào nhau, đồng dạng bất phân thắng bại, thế nhưng Hoàng Phổ Thanh Thiên lại cảm thấy một trận vui sướng tràn trề. Dù sao, vừa vặn hắn nhưng là được đánh làm thảm, không có bất kỳ hoàng thủ chỗ trống, hiện tại rốt cuộc có thể cùng đối phương chính diện đường đường chính chính địa giao thủ, nhưng bây giờ là một loại lớn lao hạnh phúc, kết quả là, hai người lần nữa ngươi tới ta đi, chiến làm một đoàn. Không khỏi, lại là hơn 200 gọi qua đi, Hoàng Phổ Thanh Thiên càng chiến càng hăng, trắc phàm lại là dần dần có phần vất vả lên, thấy tình cảnh này, mọi người bất giác kinh hãi. Liền trước trước hai người giao chiến đến xem, trắc phàm cùng Hoàng Phổ Thanh Thiên hẳn là thực lực lực lượng ngang nhau, vì sao không tới ngàn chiêu, Hoàng Phổ Thanh Thiên chưa kịp lộ ra uể oải đến, trắc phàm dĩ nhiên đã lực bất tòng tâm. Bọn hắn cũng đều là toàn lực ứng phó, ai cũng không có nương tay mới đúng, chẳng lẽ nói hoàng phổ thanh thiên vừa bắt đầu liền cũng không xử toàn lực, vừa nghĩ tới đây, mọi người tâm trạng càng thêm lo lắng, tạ thiên thương càng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, ai, hoàng phổ thanh thiên thực sự là đáng sợ, lẽ nào đối mặt trác phàm đối thủ như vậy, hắn còn không xuất toàn lực sao, nhưng là hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo cười khẽ lại là đột nhiên vang lên, rơi vào rồi tất cả mọi người bên tai, ha 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 không phải hắn không có xuất toàn lực, mà là trác phàm đánh vừa bắt đầu tự ra quá nhiều lực, từ lâu siêu ra bản thân trong giới hạn chịu đựng rồi. Mọi người không khỏi ngẩn ra, quay đầu hướng về âm thanh truyền đến nơi nhìn lại, lại chính thấy Phương Thu Bạch bất đắc dĩ dao động cái đầu nói, các ngươi nhìn trên người của hắn tử lôi, ánh sáng đã bắt đầu trở thành nhạt, hơn nữa thân thể của hắn cũng có chút không chịu nổi. Nghĩ đến hắn lúc trước là dựa vào cái này tử lôi oai, miễn cưỡng đem chính mình sức mạnh tăng cường đến cùng hoàng phổ thanh thiên một tháng mức độ bất quá như vậy một cái giá lớn lại là vượt qua thân thể hắn gánh nặng cực hạn quả thực chính là để mạng lại liều nếu là lúc trước hắn dựa vào cái kia như quỷ mị thân pháp trả có sức liều mạng lời nói vậy bây giờ kết giới này tự hồ tướng thân pháp của hắn hoàn toàn cầm giữ hắn cũng chỉ có thể chờ đèn cạn dầu thời gian rồi các ngươi chớ nhìn hắn bây giờ còn tại cùng hoàng phổ thanh thiên rằng co không dưới kỳ thực dĩ nhiên là cung dương hết đà. Thắng bại đã phân, không cần coi lại, ai. Phương Thu Bạch thở dài, trong mắt lóe ra một đạo vẻ tiếc hận, mọi người nghe vậy, cẩn thận lại nhìn đi, quả thấy trác phàm hô hấp tần suất càng ngày càng gấp rút, thấp toàn thân từ trên xuống dưới vô thương tự nứt, ồ ồ tiên huyết chảy ra không ngừng dưới, hiển nhiên đã là năng lượng thừa nhận lấy cực hạn lúc, thân thể bắt đầu hỏng mất, mà trái lại cái kia hoàng phổ thanh thiên, lại là long tinh hổ mảnh, thế không thể đỡ. Ai, cái này cùng bạo ma long cuối cùng còn là đánh không lại chấn thiên đế vương long, cái này thiên mệnh sở quy a. À. Tất cả mọi người bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nhưng lại nhìn về phía trấn quốc trong đá, trác phàm lại tự hồ hoàn toàn không có ý thức đến điểm này vậy, vẫn như cũ hướng về hoàng phổ thanh thiên vọc mạnh dùng sức đánh, không tự lượng sức địa một đường tiến mạnh, tự hồ cho dù liều cái mạng này cũng nhất định phải đánh bại trước mặt đối thủ bình thường trong lòng mọi người càng không lý do địa phát lên nhất cổ kính ý đến. Đây thật là một loại kiến càng lay cổ thủ muốn chết hành vi, nhưng nhưng không mất là một loại anh hùng mạc lộ bi tráng. Đế vương môn đám người nhìn xem trác phàm quả đấm càng ngày càng vô lực, bất giác đều là phát ra từng trận cười gằn. Tạ thiên thương nhưng là nắm thật chặt trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy chiến ý, thật hận không thể xông lên phía trước, cùng trác phàm kề vai chiến đấu sở khuynh thành cùng lạc vân thường các nữ nhân lại từ lâu nước mắt lưng tròng nhìn xem cảnh tượng như vậy trong lòng rất lo lắng đau đớn trác phàm là thật sự được cừu hận làm cho hôn mê lý trí mới sẽ như thế không quan tâm tự thân an nguy điên cùng chiến đấu a rốt cuộc tại hai người lại đánh hơn 100 chiêu sau trác phàm trên người tia lôi dẫn dần dần, dần tản đi sức mạnh cũng tiểu rất nhiều hoàng phổ thanh thiên trong mắt tinh quang lóe lên cười lạnh một tiếng bỗng nhiên bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tiếp lấy kèm theo một tiếng rồng gầm, lóe lên kim quang một quyền đột nhiên đánh vào trác phàm trước mặt thượng, hoàng cực bá thể quyết, oanh, một tiếng biết tai nhất ốc nổ vang phát ra, trác phàm tự hai người giao chiến sau, lần thứ nhất được đánh ngã xuống đất lệnh được phạm vi ngàn mét vỡ vụn thành từng mảnh, từng miếng từng miếng tiên máu phun như suối giống như tuôn ra, u vũ sơn đám người không rõ vì sao, thấy vậy không khỏi sững sờ, trước đây trác phàm chịu đến một quyền này, chỉ là thương nhẹ mà thôi nhưng lần này làm sao sẽ liền nôn tiên huyết không ngừng hiển nhiên là thương tổn được phủ tạng trọng thương tại người rồi chuyện gì thế này lúc trước cũng không nhìn hắn được đánh cho bị thương a chỉ có hoàng phổ thanh thiên rõ ràng trong đó then chốt cười lạnh một cước đạp ở tới đất không nổi thậm chí sức mạnh đều tại đại lượng trôi đi trắc phàm trên ngực xì cười ra tiếng hừ xú tiểu tử ngươi không phải là rất lợi hại sao không phải có rất nhiều quỷ dị chiêu số sao làm sao đều dùng không được sao? Khà khà khà. Ngươi đừng tưởng rằng bổn công tử không nhìn ra, những tử lôi đó tăng lên sức mạnh của ngươi, nhưng cũng tại tổn thương cơ thể ngươi, vừa vặn ngươi sở dĩ có thể cùng bổn công tử một trận chiến, chẳng qua là uống rượu độc giải khát hành vi mà thôi. Ngươi thực lực chân chính, cùng bổn công tử còn kém xa đây, hoàng phổ thanh thiên dưới chân lại hơi dùng sức, rắc phàm bất giác lại phun ra một cái pha nội tạng tiên huyết, lại là cắn chặt hàm răng không lên tiếng lạc vân thường các nữ nhân nhìn xem tình cảnh này từ lâu lệ rơi đầy mặt còn lại mọi người cũng là ai thắng liên tục trắc phàm cái này cùng bạo ma long cuối cùng đèn cạn dầu nữa à vào giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều hiểu lấy trắc phàm xảo trá nếu là đơn đã độc đấu dựa vào các loại thủ đoạn hoàng phổ thanh thiên tuyệt đối không làm gì được hắn nhưng cũng tiếc hôm nay hắn mất đi lý trí mới sẽ được cái này hoàng phổ thanh thiên thiết kế hãm hại khốn đã bị chết ở tại nơi này nếu là lại đã nhiều ngày tu luyện trác phàm thực lực nhất định vượt qua hoàng phổ thanh thiên mấy lần nhưng là không có nếu như không có cơ hội như vậy hoàng phổ thanh thiên híp mắt lại nhìn xem dưới chân kéo dài hơi tàn trác phàm khinh bỉ mà lắc lắc đầu cười khẩy nói đáng tiếc a à, thực sự là thật là đáng tiếc bằng tư chất của ngươi vốn là có thể cùng bổn công tử quyết tranh hơn thua ngày sau ai là chân chính vương giả còn chưa chắc chắn Thế nhưng ngươi một mực làm một cái nha đầu chết tiệt kia làm choáng váng đầu óc, chỉ một điểm này tới nói, ngươi liền không xứng đáng vương. Chân chính vương giả, chỉ có bổn công tử Hoàng Phổ Thanh Thiên một người, trong mắt không khỏi ngưng lại, Hoàng Phổ Thanh Thiên một cước bỗng nhiên hướng về trác phàm đầu đạp xuống, trống to lên tiếng, dường như muốn chứng minh mình thắng lợi bình thường, ngươi đã như thế nhi nữ tình trường, liền đi xuống cùng cái kia xuống nha đầu đi. Nếu muốn báo thù, hừ hừ, đời sau ngươi cũng không cơ hội này. Cái kia xuống nha đầu chết đi, có thể đem ngươi kéo xuống nước, ngược lại là chết có ý nghĩa rồi, ha ha ha, hô, mãnh liệt cương phong, ở bên tai xẹt qua, hoàng phổ thanh thiên cười to phách lối, vang vọng tại tất cả mọi người trong tai. Mà hắn một cước cũng lập tức liền phải đem trác phàm đầu dẫm nát tan, mọi người cũng là trong lòng một tóm, không đành lòng địa cúi đầu xuống, chúng nữ càng là nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, nhưng là, Đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, theo một tiếng sấm rền nổ trong tiếng vang, Hoàng Phổ Thanh Thiên một cước kia lại là nhất thời được chặn ở giữa không trung, trong mắt không nhịn được co rụt lại, Hoàng Phổ Thanh Thiên nhìn xuống dưới, lại là đột nhiên phát hiện, hắn cái kia trên chân dĩ nhiên cầm lấy một con thiết trảo, bên trên tử lôi phun trào, càng là so với lúc trước càng thêm chói lóa mắt, lông mày không nhịn được giật giật, Hoàng Phổ Thanh Thiên tâm trạng kinh hãi, muốn phải tiếp tục đạp xuống lại là làm sao cũng không động được hoàng phổ thanh thiên ta tuyệt sẽ không chết tại trong tay ngươi giống như là từ cửu u trong địa phủ truyền tới vang động bình thường tại hoàng phổ thanh thiên cái kia kinh dị trong ánh mắt con kia thiết trảo bỗng nhiên vừa nhất nhất thời đem hắn hất bay ra ngoài cái kia cổ cường đại lực đạo mặc dù là hắn cũng khó có thể chống đối đợi đến ổn định thân thể nhìn về phía trước lúc lại là dĩ nhiên sợ ngây người làm sao có khả năng hắn đâu còn có như thế sức mạnh hoàng phổ thanh thiên kinh ngạc mà nhìn về phía trước đạo kia tiếng sấm nổ vang tử lôi phun trào không nhịn được nuốt ngụm nước bọt mà còn lại mọi người cũng tất cả đều trong nháy mắt ngây dại ở đằng kia tử lôi bên trong các phàm chậm rãi đứng lên trong mắt chỉ có sát ý vô tận tuy rằng thắp toàn thân từ trên xuống dưới dòng máu như trụ liền làn da cũng bắt đầu nứt toát ra thế nhưng kia không ngừng tuôn ra nổ tung năng lượng lại là làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được trong lòng run rẩy mặc dù là hoàng phổ thanh thiên cũng giống vậy sắc mặt cấp tốc ngưng trọng lên tiểu tử này trong thân thể đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng a à, lạnh lùng nhìn về phía trước trác phàm trong mắt một mảnh hàng mang không có một chút nào sắc thái mặc dù là trên người da thịt đứt thành từng khúc cũng căn bản không để ý tới vào giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có hoàng phổ thanh thiên một người cừu hận thấu xương không giữ lại chút nào tản mắt ra coi như là trấn quốc thạch trước mọi người đều có thể chân thực địa cảm thấy cái cổ này lạnh lẽo, giống như muốn đông nhập quốc tủy hận ý ngập trời. Hoàng phổ thanh thiên, hôm nay lão tử cho dù liều tính mạng không nên, cũng phải kéo ngươi đồng thời xuống địa ngục, mạnh mẽ khẽ cắn răng, trắc phàm một mặt cuồng bạo, thâm trầm nói, không minh thần đồng, hạn chế giải trừ. Tiếng nói vừa dứt, nhất cổ cường hãn hơn tử lôi đột nhiên từ trong cơ thể hắn dân trào mà ra, trắc phàm tại thiên lôi hạp hấp thu tử lôi năng lượng, triệt để phóng thích ra ngoài, trống một đạo nổi giận bên trong sen lẫn thống khổ hí dài vang vọng đất trời, trắc phàm toàn thân năng lượng nổ tung, màu tím tia lôi dẫn giống như tuôn trào biển rộng giống như không ngừng tuôn ra, khí thế của hắn cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Cái cổ này hủy thiên diệt địa uy thế lệnh được ở đây tất cả mọi người không khỏi khí tức hơi ngưng lại, trong lòng không nhịn được địa rung rẩy lên, mặc dù là hoàng phổ thanh thiên cũng bất giác rút lui hai bước, trong mắt lóe ra một tia vẻ kiên dè, như thế cùng bạo năng lượng bạo phát, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có người từ bên trong thân thể dẫn phát ra đặc biệt là người này vẫn không có bởi vì năng lượng tăng lên mà bạo thể cái này liền càng để cho người khiếp sợ không thôi mà trấn quốc thạch trước mọi người mặc dù không có tại hiện trường nhưng nhìn cái này một kinh thiên động địa tình cảnh cũng là đầy mặt vẻ hoảng sợ phương thu bạch càng là không nhịn được hơi co lại đồng tử cả kinh nói tên tiểu tử này lại vẫn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy một chiêu thực sự là khó được bất quá hắn đến cùng có thể hay không chịu đựng được đâu này thả mắt nhìn đi theo nguồn năng lượng này hoàn toàn bột phát ra rác phàm trên người cột máu càng ngày càng nhiều cả người cũng giống như gió mạnh bên trong cây khô vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ khẽ to mày phương thu bạch trong mắt một mảnh vẻ ưu lo đám người còn lại cũng là một mặt lo âu nhìn xem nơi đó sở khuynh thành các nữ nhân càng là đau đến tâm đều đang chảy máu làm hiển nhiên chắc phàm cái này dĩ nhiên là lấy mệnh bắt mệnh đấu pháp rồi đây đối với trước kia hắn không tới sống còn là tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhưng là bây giờ vì đánh bại hoàng phổ thanh thiên vì ngưng nhi báo thù hắn lại là cái gì đều bất cứ giá nào a à, lại là một tiếng thống khổ kêu trên vang lên chắc phàm tăng lên không ngừng thật khí thế rốt cục cũng ngừng lại khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín tử lôi sau lưng một đôi lôi vân dực càng là hoàn toàn biến thành màu tím theo tiếng đùng đùng vang tản ra khí tức nguy hiểm trác phàm từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển toàn thân dĩ nhiên tràn đầy huyết thủy trên đầu gối càng là một mảnh máu thịt be bét được tử lôi bừa bãi tàn phá địa lộ ra bạch cốt âm u tự hồ tương đương thống khổ nhưng là hai mắt của hắn bên trong vẫn như củ lóe lên cùng bạo ánh sáng trong mắt không nhịn được khẽ động hoàng phổ thanh thiên nhìn xem đạo kia đạo tia lôi dẫn bất giác tâm trạng rùng mình lại lại lộ ra cười nhạo tiếng châm chọc nói trác phàm Ta khi ngươi trả có gì đặc biệt hơn người thủ đoạn đặt ở cuối cùng, nguyên lai bất quá là loại này trước tiên thương bản thân sau đã thương người hành vi ngu xuẩn. Lấy ngươi bây giờ thương thế tình huống, thân thể của mình đều không chịu nổi, cho dù sức mạnh tăng lên thì thế nào, như trước không phải bổn công tử đối, xíu, u u, nhưng mà, còn không đợi hắn nói hết lời, một đạo thân ảnh màu tím đã là trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Hắn trả chưa kịp phản ứng, một đạo đại lực đã là đột nhiên đánh tới mặt của hắn thượng, nhất thời liền đem hắn một chưởng đẩy đi ra. Xẹt qua ngàn mét xa, một tiếng vang ầm ầm đụng vào một ngọn núi nhỏ thượng, bỗng nhiên liền chôn vào cái kia vỡ vụn ngọn núi phế tích bên trong, mà hắn trước kia vị trí, Trác phàm Y củ duỗi một bàn tay, lạnh lùng nhìn xem hắn được đánh bay phương hướng. Hí, bất giác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bất luận là chiến người trong sân, vẫn là trấn quốc thạch trước quan sát mọi người, toàn bộ cũng không nhịn được trong mắt co rụt lại, đầy mặt kinh hãi vẻ. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, các Phạm lúc này tốc độ cùng sức mạnh, dĩ nhiên đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi mức độ, mà ngay cả Hoàng Phổ Thanh Thiên như vậy quái vật, đều không có lực chống đỡ, được một chiêu đánh bay, ầm ầm, Hoàng Phổ Thanh Thiên từ phế tích bên trong đứng dậy, trên mặt đã là máu mũi chảy ròng, thế nhưng hắn lại không cố được nhiều như vậy, chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn xem đối diện đạo kia lạnh nhạt bóng người trong lòng không nhịn được địa run rẩy lên, vừa vặn đó là cái gì? Tốc độ cũng quá nhanh đi, đặc biệt là nguồn sức mạnh kia lại là dở trò quỷ gì? Tiểu tử này nhìn qua rõ ràng lập tức liền muốn đèn cạn dầu rồi, tại sao lại sẽ xuất hiện mạnh mẽ như thế sức mạnh, so với thời điểm toàn thịnh, mạnh hơn mấy chục lần không ngớt, trong mắt không nhịn được giật giật, hoàng phổ thanh thiên sâu trong nội tâm, bình sinh lần thứ nhất sinh ra nhất cổ sợ hãi cảm giác đến, nhưng là này niệm vừa ra, Hoàng phổ thanh thiên liền mạnh mẽ lắc đầu một cái, muốn bỏ rơi loại ý nghĩ này. Hắn một đời bất bại, tự nhận là là lên trời tuyển chọn thiên mệnh chi nhân, thiên sinh vương giả, làm sao có thể sẽ đối với những người khác sản thấy sợ hãi cảm giác. Kết quả là, mạnh mẽ cắn cắn đầu lưỡi, để cho mình tỉnh táo lại, hoàng phổ thanh thiên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước, trên mặt đã tràn đầy chiến ý, thế nhưng, hắn phía trước lại là không có một bóng người, bất giác ngẩn người, Hoàng phổ thanh thiên còn chưa hiểu, trác phàm đến cùng đi nơi nào. Đụng một tiếng vang thật lớn, một nguồn sức mạnh lại đã là đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đánh tới sống lưng hắn thượng, đạo đạo tử lôi cuộn trào mãnh liệt, oanh, toàn bộ mặt trong nháy mắt sụp đổ mấy chục km, hoàng phổ thanh thiên cũng là không nhịn được phun ra một cái dòng máu đỏ tươi, tâm trạng đã là triệt để sợ ngây người, tiểu tử này. Lúc nào đến sau lưng của ta, cứng nhắc đầu quay đầu đi, lại chỉ thấy được rắc phàm cái kia ánh mắt lạnh như băng cùng hiện ra màu tím tia lôi dẫn nắm đấm thép tàn nhẫn mà đặt ở sống lưng hắn thượng Sĩ nhục liên tục hai lần bị đánh cho không còn sức đánh trả khi hắn hoàng phổ thanh thiên trong khi còn sống quả thực chính là sỉ nhục lớn lao đặc biệt là cái này hai chiêu trong trong lòng hắn hết sức rõ ràng không phải là bởi vì nhường hoặc nhẹ địch bị đánh bại mà là chân chính yếu hơn đối phương mới sẽ không có chống đỡ lực lượng đây là triệt để nhất thất bại tâm phục khẩu phục thất bại. Đây là tại Hoàng Phổ Thanh Thiên Bình sinh hơn 20 năm đều không có gặp phải, thậm chí không hề nghĩ ngợi qua sự tình, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được sự tình. Bất giác mạnh mẽ cắn răng, Hoàng Phổ Thanh Thiên gân xanh nổi lên, trong lòng tức giận càng sâu, trong mắt sát ý càng là giống như thực chất tiêu tán đi ra. Trác phàm, người này tuyệt đối muốn chết, tâm trạng gầm lên giận dữ hí lên, Hoàng Phổ Thanh Thiên cố nén đau nhất, thủ hạ vỗ một cái mặt đất, thân thể nhất chuyển, liền trong nháy mắt thoát khỏi trác phàm một quyền kia áp bức, đột nhiên bay về phía không trung, tiếp lấy một trảo hướng về trác phàm cái trán chọc tới, cửu long kim cương thân, long uy trảo, xoạt, dường như thiên địa đều phải sụp đổ bình thường hoàng phổ thanh thiên một trảo này vồ xuống, hiện ra chói tai phong minh tiếng, giống như một con rồng thực sự trảo, phải đem hết thảy đều xé nát như thế, cái cổ này cường hãn uy thế, càng là khiến cho cái này trảo chưa kịp vồ xuống, mặt đất dĩ nhiên trong nháy mắt giảm xuống trăm mét sâu. Trác phàm tự như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, phản phất được cái này uy thế áp chế tự như, trong mắt bất giác sáng ngời, lúc trước trả thay hoàng phổ thanh thiên lo lắng u vũ sơn ba người, lúc này lại là bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng, lại cùng nhau cổ vũ lên, địa giai võ kỹ, cửu long kim cương thân. Ha ha ha! Lần này tiểu tử kia chết chắc rồi. U vũ sơn cười lớn nhìn về phía còn lại mọi người nói, còn lại mọi người gật đầu liên tục, nghiêm bán quỷ cũng là nhếch miệng cười một tiếng nói đúng vậy a à, lúc trước nếu không có hắn cái kia đột nhiên biến mất quỷ dị thủ đoạn tiểu tử này sớm đáng chết tại đại công tử chiêu này dưới rồi hiện tại có kết giới này nhốt hắn hắn khó hơn nữa chơi suốt trò gian gì lần này tuyệt đối trốn không thoát nghe được lời này mọi người lần nữa rất tán thành địa gật đầu tán thành vui vẻ ra mặt phản phất trác phàm dĩ nhiên liền muốn đầu một nơi thân một nẻo này song long chiến rốt cuộc liền muốn kết thúc bọn hắn cũng không cần lại ở nơi này lo lắng sợ hãi rồi. Sở khuynh thành đám người nhìn xem tất cả những thứ này, lại tất cả đều một mặt vẻ lo âu. Hoàng phổ thanh thiên một chiêu này dù sao cũng là trong truyền thuyết địa giai võ kỹ, lại nơi nào tốt như vậy chặn, cho dù trác phàm thực lực bây giờ tăng cường, nhưng là trọng thương tại người, thật sự là rất khó lại đỡ lấy mạnh mẽ như vậy vũ kỹ. Trong lúc nhất thời, mọi người đối trác phàm vận mệnh lần nữa lo sợ lên, nhưng là, ha ha ha, xuống tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Phổ Thanh Thiên cùng Bạo Địa cười lớn một tiếng, một trảo thẳng tắp hướng về Trác Phàm Thiên Linh cái vồ xuống, tất cả mọi người bất giác tâm trạng căng thẳng, trong tay nhất thời tràn đầy mồ hôi, chỉ có Trác Phàm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phản phất được cái kia vô thượng uy thế áp chế bình thường thế nhưng sẽ ở đó một trảo lập tức liền muốn hạ xuống trước, lại là nắm đấm căng thẳng, tử lôi tỏa ra, đột nhiên hướng lên bầu trời đánh mạnh mà đi, phanh, quyền trảo tương giao phát ra một đạo đinh tai nhất ốc nổ vang, thế nhưng Hoàng Phổ Thanh Thiên cái kia một trảo vừa vặn cùng Trác Phàm quả đấm đụng vào nhau, lại là nhất thời bị bắn ra rồi. Sau một khắc, Trác Phàm màu tím kia lôi quyền liền tại Hoàng Phổ Thanh Thiên cái kia ánh mắt khó mà tin nổi trong, đột nhiên đập vào mặt của hắn thượng, phốt, một tiếng vang trầm thấp phát ra, Hoàng Phổ Thanh Thiên cả người lại bị kích bay đến trên trời, một cục máu từ trong lỗ mũi thẳng tắp chảy xuống. Mà Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ địa đứng tại chỗ dơ cao nắm đấm, chỉ một thoáng, vừa vặn trả quát táo mọi người, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, tất cả đều kinh ngạc nhìn nơi xa đạo kia ngạo nghễ thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đại ca, đây chính là địa giai võ kỹ A, hơn nữa còn là chấn thiên đế vương long tự mình đánh tới. Ngài liền nhẹ nhàng như vậy một quyền đánh lại, phải hay không quá không nể mặt mũi, tất cả mọi người không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, tâm trạng khiếp sợ không tên. Vừa bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Trác Phàm không nổi, là bị cái kia địa giai võ kỹ uy thế cho áp chế rồi, nhưng bây giờ vừa nhìn, bọn hắn mới biết, cái kia vốn là người ta xem thường a, à, mạnh, quá mạnh mẽ, trong lòng của tất cả mọi người, cũng không nhịn được một trận than thở, Tạ Thiên Dương càng là kích động nhiệt huyết sôi trào, tâm trạng thầm than, có thể kiến thức này song long chiến, thật sự là không uổng đời này, không có đi để ý tới ý nghĩ của người khác, Trác Phàm chỉ là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem bị hắn đánh bay bầu trời bóng người kia, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tránh qua, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống, vù một tiếng, lại là trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, chờ lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới Hoàng Phổ Thanh Thiên trước người, Hoàng Phổ Thanh Thiên cả kinh, còn đến không kịp coi hắn trên mặt thương thế, lại là đụng một tiếng, lại một lần được trắc phàm một cước đá vào trên bụng, một cước này thế lớn lực mảnh, khiến cho tại hắn cái này chưa bao giờ bị trọng thương qua người, cũng không nhịn được phun ra một cái sen lẫn nội tạng dòng máu, càng là liền phủ tạng đều hứng chịu tới trọng thương, xíu, u u, một vệt sáng xẹt qua, thẳng tắp đập về phía u vũ sơn phương hướng của bọn hắn, u vũ sơn đám người chính đang ngơ ngác mà thắng phục cái này trác phàm thực lực cường hãn, thực sự đã là vượt qua quái vật cực hạn, lại là đột nhiên thấy hoàng phổ thanh thiên thân thể bay tới nơi này, bất giác trong lòng cả kinh, trống to lên tiếng, chạy mau, tiếng nói vừa dứt, liền dẫn đầu bay lơ lửng lên trời, những người còn lại thấy, cũng vội vàng chạy đi chạy trốn, bọn hắn nhưng là cũng không tiếp tục muốn được này song long chiến liên lụy, nhưng là, hết thảy đều đã chậm, oanh, hoàng phổ thanh thiên thân thể tàn nhẫn mà đập vào trên mặt đất, nổi lên một trận khói bụi, trung động dữ dội ba trong nháy mắt khuếch tán ra đến, nhất thời liền đem ba bốn ngàn chưa kịp đào tẩu đám người chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, lúc này chết không toàn thay lăng không đứng yên u vũ sơn ba người nhìn xem tất cả những thứ này bất giác tối nghĩa địa nuốt ngụm nước bọt trên đầu đã là đầy đầu mồ hôi lạnh bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cái này vừa bắt đầu thiết kế đối phó trác phàm kế hoạch quay đầu lại lại phản phất là đem đá nện chân của mình cái kia hung thần ác sát trác phàm còn không làm sao dạng chính mình phương diện này nhân mã ngược lại đã sắp muốn toàn quân bị diệt rồi liền trong bọn họ mạnh nhất chấn thiên đế vương long hoàng phổ thanh thiên tại trác phàm trước mặt cũng rơi xuống hạ phong ngẩng đầu liếc mắt một cái nơi xa trác phàm cái kia lạnh lẽo cao ngạo bóng người dường như lôi thần dáng thế bình thường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi u vũ sơn ba người liền không ngừng được một trận run rẩy con bà nó chứ gấu à quái vật đáng chết thế thì còn đánh như thế nào a à? hô cùng phong bốn làm gào thét cuốn lên đầy trời khói bụi khiến người ta không thấy rõ bên trong tình hình đợi đến tất cả bụi bậm lắng xuống sau mọi người mới khiếp sợ phát hiện, cái kia từng bộ từng bộ cục tay gãy chân, thi biểu khắp nơi, máu chảy thành sông. Lúc trước mai phục tại chết gần vạn người đế vương môn, U Minh Cốc bốn loại cái ngự hạ gia tộc phụ thuộc gia tộc đệ tử, lúc này mười phần bên trong đã không dư thừa một thành, nhưng cho dù như vậy, này một thành từ lâu sợ đến hồn bay phách lạc, kêu gào nhanh chóng bỏ chạy, muốn trốn khỏi vùng đất thị phi này. Chỉ tiếc, cái này tiểu chu thiên trận do cái kia 365 cái thiên huyền cao thủ trú trận, bọn hắn không ra trận môn, ai cũng đừng nghĩ chạy ra. Một tiếng vang ầm ầm, hoàng phổ thanh thiên từ phế tích bên trong đứng dậy, đã là đầy mặt huyết thủy, có vẻ cùng bạo dị thường. Ở trong mỗi vị trí thậm chí đều bị trắc và một quyền mạnh mẽ nện rơi vào đi xuống, dòng máu như trụ, thấy tình cảnh này, mọi người bất giác cả kinh, tâm trạng âm thầm thổn thức, đường đường đế vương môn đại công tử, hoàng phổ thanh thiên chật vật như vậy không thể tả bộ dáng bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đặc biệt là bị người hành hạ đến như vậy không có sức đánh trả càng là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía trác phàm ánh mắt chỉ còn lại có sợ hãi chuyện như vậy chỉ sợ cũng chỉ có cái này cùng bạo ma long trác phàm có thể làm được rồi thực lực đó thật đúng là khủng bố đã đến cực hạn đặc biệt là ngự hạ thất gia thiên chi kiêu tử nhóm nhìn xem tất cả những thứ này, càng là trong lòng phát lên nhất cổ không thể danh trạng cảm giác. Tự hồ trác phàm xuất hiện, chính là vì mạnh mẽ phiến bọn hắn những này ngạo kiều các công tử tiểu thư mặt, vốn là hoàng phổ thanh thiên cường hãn hơn bọn họ, đó là bởi vì đế vương môn vốn là thất gia đứng đầu, hoàng phổ thanh thiên lại là một cái chân thực quái vật, bọn hắn không thể nói được gì, nhưng là trác phàm lại là xuất thân tam lưu thế gia A, như vậy một cái tồn tại, hiện tại nhưng là tại về mặt thực lực vung bọn hắn mấy trăm con phố không ngừng, thực sự có thể nói là một loại lớn lao trào phúng, đặc biệt là long quỳ long kiệt xuất hai người, càng là miệng đầy cay đắng. Lúc trước bọn hắn nhìn thấy trác phàm, là thừa nhận trác phàm thiên phú, thế nhưng là kinh thường ở xuất thân của hắn. Thiên phú mạnh hơn, không có gia tộc nội tình chống đỡ, ngày sau cũng không khả năng vượt qua sự thành tựu của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, trác phàm dọc theo đường đi sáng tạo các loại kỳ tích, thẳng đến lúc này bạo ngược thất gia mạnh nhất đệ tử, hoàng phổ thanh thiên, lại là chân thực cho bọn hắn một cái tác, để cho bọn họ biết, cái gì gọi là anh hùng không hỏi ra nơi, ôi ôi ôi, từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển rắc phàm trong mắt lóe ra một đạo kiên nhẫn vẻ Tuy rằng hắn ở trong mắt người khác uy phong lẫm lẫm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, bởi vì thả ra quá nhiều tử lôi, thân thể của hắn dĩ nhiên bị ăn mòn vị trí nơi trọng thương nếu là còn tiếp tục như vậy lời nói e sợ hoàng phổ thanh thiên chưa kịp ngã xuống hắn cũng đã không chống đỡ được rồi đại công tử u vũ sơn ba người dồn dập đi tới hoàng phổ thanh thiên trước mặt đỡ thân thể hắn nhìn xem hắn cái kia hoàn toàn thay đổi khuôn mặt đều nhanh khóc lên khuyên nhủ đại công tử tiểu tử kia xuất hiện tại khí thế như hồng đều nhanh ghê gớm chúng ta vẫn là rút lui đi lại đánh như vậy đi xuống đoán chừng mọi người chúng ta cũng phải chôn cùng ở nơi này đánh rắm mạnh mẽ hơi vung tay, tướng U Vũ Sơn ba người đẩy ra, Hoàng Phổ Thanh Thiên nổi giận lên tiếng, bướng bỉnh nói, có bổn công tử ở đây, chúng ta làm sao có thể sẽ bại. Bổn công tử tung hoành một đời, trả chưa từng có bị bại đây, nghe được lời này, ba người không khỏi liếc nhìn nhau, lại là tất cả đều sắc mặt một khổ, khóe miệng trong nháy mắt xẹp xuống. Nhìn xem phía trước mặt như trước không phục Hoàng Phổ Thanh Thiên, bất đắc dĩ lắc đầu, đại ca, ngài đều bị người ta hủy khuôn mặt cũng đừng cứng rắn hơn nửa căng cứng. Ngày trước kia là không bị bại, nhưng bây giờ không phải bại sao, liền địa giai võ kỹ dùng đi ra đều vô dụng rồi, còn có thể có biện pháp gì, có trách thì chỉ trách, tiểu tử này thực sự quá mẹ nó biến thái, thế gian tại sao có thể có như thế người nghịch thiên tồn tại, nhưng là, những câu nói này bọn hắn lại không dám nói ra khỏi miệng, chỉ sợ đâm vừa đến hoàng phổ thanh thiên lòng tự ái, đưa tới họa sát thân. Bất quá cho dù như vậy, bọn hắn tâm trạng cũng hoàn toàn rõ ràng, không thể cứu vãn, trác phàm mạnh mẽ, không phải là bọn hắn có thể so sánh được, thật sâu hít mấy hơi, để cho mình bình tĩnh lại, hoàng phổ thanh thiên hai con ngươi chuyển động, không biết đang suy nghĩ cái gì, thế nhưng rất nhanh liền trong mắt ngưng lại, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm vậy, khẽ cắn răng, lẩm bẩm lên tiếng, nhìn tới, chỉ có thể khiến cho cái kia chiêu, cái gì, đại công tử ngài còn có tuyệt chiêu, lông mày bất giác vẫy một cái, U Vũ Sơn ba người cùng nhau cả kinh nói, hơi chần chờ một chút, Hoàng Phổ Thanh Thiên tự hồ còn có chút do dự bất định, thế nhưng nhìn qua nơi xa đạo kia đem chính mình hành hạ được thể vô hoàng phu ngạo nghễ bóng người, lại là mạnh mẽ cắn răng một cái, không cam lòng nói, bổn công tử là vô địch, không người nào có thể đánh bại ta, coi như là ngươi cũng không khả năng, tiếng nói vừa dứt, Hoàng Phổ Thanh Thiên đột nhiên một tiếng ngâm nga rít không, trung thấp thiên địa. Sau một khắc, nhưng thấy một đạo kim sắc long ảnh đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, bay lượn giữa không trung, xoay quanh vòng quanh người, thật lâu không rời, trong mắt không nhịn được co rụt lại, U Vũ Sơn đám người cùng nhau cả kinh nói, chuyện này, cái này là vật gì, trấn quốc thạch trước, Long Hành Vân thấy vậy cũng bất giác kêu lên sợ hãi, lại, lại là vật kia, hoàng phổ thanh thiên trong cơ thể, đến tục cùng nuôi dạng gì quái vật, hắn còn rõ ràng được nhớ kỹ, liên tục hai lần đối phó Hoàng Phổ Thanh Thiên, mỗi lần đưa hắn nhốt lại lúc đạo kia Kim Long vừa bay xuất thể, nhất định đem bọn hắn hết thảy chiêu số phá hoại hầu như không còn, cực kỳ cường hãn. Vừa bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng đó là một loại võ kỹ, thế nhưng sau đó cẩn thận suy nghĩ mới phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là võ kỹ, mà là trong cơ thể hắn tức giấu một loại kỳ vật, tương đương lợi hại. Phương Thu Bạch nhìn xem tất cả những thứ này, trong mắt tinh quang sáng láng, vuốt khẽ chồng râu tự hồ đang suy nghĩ cái gì thứ này cho hắn một loại cảm giác quen thuộc tuy nhiên tại một hình trận môn trước hắn thấy hoàng phổ thanh thiên dùng qua một lần đối phó sở khuynh thành bọn hắn ba người liên kích thế nhưng khi đó vật ấy dùng cho phòng thủ sau khi xuất hiện thoáng qua liền qua hắn cũng tưởng rằng võ kỹ một loại đồ vật không có để ý nhưng là bây giờ nhìn kim long xoay quanh ở bên người hắn thật lâu không tiêu tan dường như thật sự một con rồng như thế hắn mới cảm nhận được trong đó kỳ lạ đáng chết, cái này thằng nhóc con, làm sao có thể tại trước mặt mọi người dùng ra chiêu này. Lông mày không nhịn được sâu sắc nhăn lại, Hoàng Phủ Thiên Nguyên bất giác song quyền căng thẳng, mạnh mẽ khẽ cắn răng mắng, còn lại đế vương môn trưởng lão cũng là vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn trái ngó phải, tự hồ tương đương sợ sệt người khác nhận ra vật ấy bình thường, không khỏi thở dài, lãnh vô thường bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ai, lúc này thời khắc, không cần vật ấy, sợ khó đối phó cái này tiểu quái vật rồi chỉ hy vọng vật ấy ngàn năm không xuất thế giữa trước mặt mọi người không người nào có thể nhận biết đi nghe được lời này còn lại đế vương môn mọi người cũng dồn dập gật đầu trong bóng tối phát lên lòng cầu gặp may nhưng là bọn hắn còn đến không kịp ở trong lòng ưng thuận nguyện vọng của mình bên trong chiến trường Rắc phàm cái kia thanh âm lạnh như băng đã là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi một người tại chỗ địa mạch long hồn khẽ nhíu chân mày Trác phàm sắc mặt dần dần nghiêm nghị xuống, thân thể bất giác hơi ngưng lại, hoàng phổ thanh thiên gò má không nhịn được giật giật, trong lòng thầm mắng lên tiếng, Người nha tên tiểu tử thúi, vẫn rất có kiến thức, rõ ràng nhận thức cái này ngàn năm không ra thần vật, mà đế vương môn các trưởng lão, càng là phù một tiếng, suýt chút nữa một cái lão huyết cho phun ra ngoài, nhìn về phía trấn quốc trong đá trác phàm ánh mắt, càng là giống như hận không thể tự mình xông lên trước giết hắn bình thường, nha nha cái phi, Ngươi cái này tiểu quái vật mới tuổi bao lớn, làm sao sẽ nhận thức như vậy kỳ vật, thật sự là lẽ nào có lý đó a? À? Mà Phương Thu Bạch cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ địa vỗ đầu một cái, tiếp lấy liền cùng độc cô chiến thiên khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau sau, cùng nhau nhìn về phía Hoàng phủ Thiên Nguyên phương hướng, nổi giận mắng, "Hoàng phủ Thiên Nguyên, các ngươi thật là to gan. Hoàng thất mệnh các ngươi trấn thủ tỏa long thành, các ngươi lại dám một mình động Hoàng thất Long mạch, dẫn ra địa mạch Long hồn, các ngươi muốn tạo phản phải không?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người bất giác đều là kinh hãi đến biến sắc, bọn hắn trả từ chưa thấy luôn luôn lạnh nhạt hộ Long thần vệ, Ngọc Tiêu kiếm thần phương thu bạch, như thế nổi trận lôi đình tình cảnh. Về phần cái gì là địa mạch Long hồn, một ít gia tộc nhỏ thậm chí là nhất lưu gia tộc đều không rõ vì sao, chỉ có còn lại Ngự Hạ Lục gia cao tầng, mặt hiện kinh sắc, cùng nhau nhìn về phía đế vương môn phương hướng, tâm trạng đã là cả kinh khó mà lên tiếng, người bên ngoài không biết địa mạch này Long hồn đáng sợ bọn hắn ngự hạ gia tộc đời đời truyền lại, rồi lại có thể nào không rõ ràng trong đó then chốt. Nhưng cũng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng thêm khiếp sợ, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đế vương môn lại có gan này, động địa mạch long hồn, trên đầu đột nhiên phát lên chảy mồ hôi rồng rồng, hoàng phủ thiên nguyên trong mắt bất giác hơi hơi co lại, một trái tim từ lâu thoát lên tới cổ họng nhi bên trong, địa mạch long hồn, chính là hoàng thất long mạch, dẫn động tới thiên vũ đế quốc quốc vận sinh cơ, chính là cử quốc đại sự long mạch hơi động thiên hạ đại biến thậm chí tứ trụ đệ tam tế tự phủ đại tế tự đều lớn tiến qua được long mạch người được thiên hạ tiên đoán cho nên cái này long mạch ngàn năm qua mới do thất gia mạnh nhất đế vương môn trấn thủ vừa đến đế vương môn cùng thiên vũ hoàng thất chính là quan hệ thân thích càng thêm tín nhiệm thứ hai bảy trong nhà chỉ có đế vương môn có thực lực này trấn thủ ở nơi đó để ngừa long mạch bạo động cửu long sinh biến nhưng là bây giờ hoàng phổ thanh thiên đột nhiên sử dụng địa mạch long hồn cái này không phải là đối thế nhân rõ rành rành đế vương môn có ý định độc chiếm cửu long lấy thiên vũ gia tộc mà thay thế sao đây chính là mưu phản tội lớn thân là hộ long thần vệ phương thu bạch hoàn toàn có quyền lực đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt ở nơi này tiên trảm hậu tấu mà đế vương môn hiện tại chưa kịp nhất thống thất gia thực lực còn chưa đủ để cùng hoàng thất chống lại tranh thiên dưới chính thống thật muốn liền như vậy khai chiến, đế vương môn tất bị diệt tộc, nghĩ tới đây, hoàng phủ thiên nguyên liền hận đến hàm răng ngứa. Tên tiểu súc sinh này, như thế không có cái nhìn đại cục, còn muốn cùng lão tử tranh giành gia chủ vị trí. Một người vinh nhục, sao có thể cùng chỉnh cái tồn vong của gia tộc đánh đồng với nhau, ngươi cho dù bại bởi tiểu quái vật kia thì thế nào, dù nói thế nào, cũng không thể thanh địa mạch này long hồn bày ra ở trước mặt người khác a, à? đế vương môn hắn dư trưởng lão cũng là thấp thỏm trong lòng sợ đến toàn thân run rẩy hoàng phủ thiên nguyên hít một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại muốn tìm chút mượn cớ qua loa lấy lệ lại là làm sao cũng không nói ra được đúng lúc này lãnh vô thường lại là khinh trợn mắt thản nhiên lên tiếng phương tiên sinh lời ấy sai rồi địa mạch này long hồn mặc dù là cử quốc chi cơ thế nhưng cũng không thể chứng minh chúng ta có tâm mưu phản chúng ta chẳng qua là dựa theo bệ hạ ý chỉ tại làm theo việc công cương vị công tác mà thôi. Nha, bệ hạ có để cho các ngươi tướng long hồn dẫn ra, chiếm làm của riêng sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, Phương Thu Bạch cười lạnh thành tiếng, hừ, lãnh tiên sinh, ta biết ngươi trí kế vô song, vô cùng dẻo miệng. Nhưng là hôm nay ngươi không nói ra cái lý do đến, liền đừng trách Phương Mổ phải đem các vị đầu lưu lại nơi này vân long thành, vừa dứt lời, mọi người đều kinh. Đặc biệt là những kia không biết địa mạch long hồn trọng yếu bực nào gia tộc, càng là chấn kinh đến tột đỉnh đường đường hộ long thần vệ rõ ràng tuyên bố muốn tiêu diệt thất gia đứng đầu đế vương môn lẽ nào hoàng thất thật muốn đối thất gia động thủ thiên hạ lại phải lớn hơn rối loạn sao đế vương môn tất cả trưởng lão cũng không nhịn tất cả đều tâm trạng căng thẳng hai chân cũng không cảm thấy được lên rung cầm cập chỉ có lãnh vô thường như trước sắc mặt hờ hững không hề sợ hãi chậm rãi vuốt ve chòm râu lãnh vô thường du du nhiên địa quét ở đây tất cả mọi người một mắt cuối cùng đưa mắt dừng lại tại Phương Thu Bạch trên mặt, lạnh nhạt nói, Phương Tiên Sinh, ngài cũng biết ta đế vương môn tại tỏa long thành chức trách là cái gì, đương nhiên, trấn thủ long mạch. Trong mắt tinh quang lóe lên, Phương Thu Bạch lạnh lùng nói, khóe miệng xẹt qua một đạo chế nhạo nụ cười, lãnh vô thường cười nhạo nói, được lắm trấn thủ long mạch, cái kia ngài có biết hay không? Chúng ta vì sao phải trấn thủ đây, là sợ người cướp đoạt sao? Mí mắt hơi run lên, Phương Thu Bạch chăm chú nhìn hai con mắt của hắn, lặng yên không lên tiếng một bên gia các trưởng phong khẽ cười một tiếng chen lời nói thiên vũ cửu long long mạch chính là ngàn năm trước do ngay lúc đó đại tế tự tự tay phong ấn ở khóa bên trong tòa long thành đảm bảo đế quốc mưa thuận gió hòa quốc thái dân an thế nhưng long mạch cùng bạo một khi phá ấn mà ra tất gây nên thiên tai không ngừng tứ phương náo loạn dân chúng lầm than thiên hạ bất an cho nên đế vương môn trấn thủ nơi đó chức trách cùng hắn nói là sợ người mơ ước long mạch chi lực, không bằng nói là để ngừa long mạch bừa bãi tàn phá nhân gian. Thừa tướng đại nhân nói thật là đúng là như thế, hướng về gia các trưởng phong hơi không người một cái, Lãnh Vô Thường nhìn về phía Phương Thu Bạch cười nhạt nói, "Long mạch thiên sinh bạo ngược, ngàn năm qua cũng chỉ có Thiên Vũ khai quốc thái tổ, năng lực có một đạo long hồn hộ thân." Sau thái tổ vong, đạo này long hồn không người hàng phục, liền lại bị phong vào khóa bên trong tòa Long Thành ngàn năm ở giữa ai có thể mơ ước được rồi không sợ bị long hồn phản vệ sao phương tiên sinh nói chúng ta cố ý dẫn ra long hồn lại là quá mức hoang đường đừng nói là chúng ta liền coi như chúng ta đưa phương tiên sinh một đạo long hồn phương tiên sinh dám muốn sao ngài thân là hộ long thần vệ thực lực đứng ở thiên vũ đỉnh phong có tự tin hàng phục được không nếu là liền ngài đều không thể chúng ta lại há dám động cái này long hồn lông mày bất giác hơi giật giật phương thu bạch tâm trạng thầm giận lại là không có gì để nói xác thực địa mạch long hồn chính là thiên địa linh vật chọn chủ mà việc người tầm thường muốn thu long hồn vì tất cả chỉ biết tự chịu diệt vong được long hồn phản vệ nói như vậy đế vương môn dẫn ra long hồn lý do liền không có nhưng là lại nhìn một chút trấn quốc trong đá hoàng phổ thanh thiên bên người đạo kia long hồn phương thu bạch trong mắt một đạo tinh quang tránh qua lạnh lùng nói như vậy lãnh tiên sinh có thể hay không giải thích một chút, quý phủ đại công tử trên người đạo này long hồn là chuyện gì xảy ra, con mắt hơi hiếp lại, lãnh vô thường quét cái kia trấn quốc thạch một mắt, không khỏi khẽ cười thành tiếng, cái này có cái gì tốt giải thích, long hồn chọn chủ, người bị hại bên cạnh, không phải chuyện rất bình thường sao, ngươi. Trong mắt bất giác giật giật, phương thu bạch song quyền căng thẳng, tàn bạo mà giật giật mắt về phía lãnh vô thường, bất giác thản nhiên cười, lãnh vô thường lắc lắc đầu nói, mà thôi, vốn là chúng ta đế vương môn luôn luôn điệu thấp làm người, tất cả gian nan chua sót đều chỉ muốn chính mình chịu đựng, không muốn hiện ra ở trước mặt người khác. Bất quá nếu phương tiên sinh muốn biết, không khỏi hiểu lầm, liền đem việc này báo cho thiên hạ đi. Nói xong, lãnh vô thường sắc mặt bất giác một trận phiền muộn, thở dài nói, việc này chủ yếu vẫn là hơn 20 năm trước, cửu long bạo động, ta đế vương môn chúng cung phụng vô lực trấn áp, tử thương nặng nề, lấy khiến một con rồng hồn phá ấn mà ra, không cách nào thu thập. Bất quá cũng may chúng ta đại công tử Thiên Tư trắc tuyệt, được long hồn chọn chủ mà việc, vừa mới tránh khỏi long hồn bừa bãi tàn phá nhân gian thảm trạng phát sinh. Bất quá sau đó, con rồng này hồn đã không còn cách nào để vào trong phong ấn, nhìn thấy nó tại đại công tử trong cơ thể cũng bình yên nơi chi, liền do nó. Không phải vậy, như cứng rắn đem nó phong vào trong trận cũng sợ còn lại tám cái long hồn nhân cơ hội phá ấn trái lại gây nên thiên hạ đại loạn liền tuyệt đối không ổn lãnh vô thường lời ấy nói tới bi thương nhất thời liền đem tư dẫn long hồn tội danh biến thành long hồn bỏ chạy chuyện ngoài ý muốn hơn nữa ở trong đó đế vương môn còn vì trấn áp long hồn tử thương nặng nề lại là bỗng nhiên do tâm mưu phản loạn thần tặc tử biến thành thuần chất trung thành báo quốc thiết huyết vệ sĩ người ta vì hoàng thất trấn áp long mạch trả trả giá hy sinh lớn như thế, hoàng thất như trả ra tay với người ta, liền có chút không thể nào nói nổi, Phương Thu Bạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại là không có gì để nói, 20 năm trước Long Mạch bạo động sự kiện, chỉ là ngươi nhất gia chi ngôn, trừ bọn ngươi ra, ai mẹ nó biết đây, các ngươi thích nói như thế nào đều được rồi, nhưng là chính là bởi vậy, đế vương môn chỉ cần một mực chắc chắn, đây là long hồn chính mình chạy đến, bọn họ là vì thiên hạ an nguy suy nghĩ Mới không có lại phong ấn long hồn Phương thu bạch liền không thể đem bọn hắn như thế nào Không phải vậy Đế vương môn trung thành tuyệt đối còn bị tru trừ Nhất định sẽ đưa tới thiên hạ tiếng oán thang dậy đất Bách gia thất vọng Đến lúc đó thiên vũ đại loạn Lại là ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này Hít một hơi thật sâu Phương thu bạch mạnh mẽ trắng răng nói Như vậy việc này Vì sao trễ đăng báo Đăng báo Bất giác xì cười một tiếng Lãnh vô thường bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu nói ai phương tiên sinh cũng là trong triều người chẳng lẽ không biết trong đó nguyên do sao chuyện như vậy tình ngay lý giang ai có thể nói rõ hôm nay nếu không vạn bất đắc dĩ phương tiên sinh bức phải gấp chúng ta tình nguyện nuốt xuống cái này quả đắng đem việc này vĩnh viễn chôn ở đáy lòng năm đó thương vong cũng không nguyện để thế người biết được chúng ta là thà rằng đánh rơi hàm răng cùng huyết chính mình nuốt không nhắc tới công huân cũng không nguyện bị người ngờ vực a à. phúc gia các trưởng phong bất giác thấy buồn cười lắc lắc đầu lãnh vô thường mấy câu nói này nói thực sự là hay lắm vừa đến biểu lộ chính mình ẩn nhẫn phụ trọng trung thành tuyệt đối thứ hai ám phúng đế vương chi tâm ngờ vực sâu nặng gần vua như gần cọp nếu như tại tình huống như vậy dưới hoàng thất còn muốn đối đế vương môn ra tay không thể nghi ngờ hội gánh cái trước bụng dạ hẹp hòi hãm hại trung lương bê danh thiên vũ hoàng thất đều sẽ không tiếp tục phục chúng chi vọng bất quá cái này còn không là lợi hại nhất lãnh vô thường trong giọng nói tối tru tâm là long hồn phá ấn mà ra lại là chọn hoàng phổ thanh thiên làm chủ điều này nói rõ cái gì chính là thiên mệnh sở quy vương giả chi tường phải biết thiên vũ trong lịch sử có thể thu phục một đạo long hồn chỉ có thiên vũ khai quốc hoàng đế một người mà bây giờ hoàng phổ thanh thiên đồng dạng có long hồn hộ thân chẳng phải chính chứng minh rồi thiên sinh vương giả tư chất cứ như vậy liền tại tất cả mọi người trong lòng chôn xuống một cái hạt giống, đó chính là bọn họ đế vương môn hoàng phổ gia tộc, đều sẽ thay thế được thiên vũ vũ văn gia tộc, thành vì đế quốc này vương giả. Bất quá, lãnh vô thường câu nói này không có nói rõ, Phương Thu Bạch cũng không tiện vạch trần, la liệt tội danh, chỉ có thể trong lòng thầm hận, lại là thật lâu không nói ra được một câu. Đế vương môn một đám trưởng lão liếc nhìn nhau, lúc trước trả lòng tràn đầy sầu lo, hiện tại nhưng là một mặt kiệt ngạo vẻ lộ ra hung hăng càng quấy khuôn mặt, lãnh tiên sinh, thực sự là thiết trăng đồng nha, giỏi tài ăn nói a. À. Con mắt hơi hiếp lại, phương thu bạch ám trên một tiếng, lãnh vô thường hơi dơ dơ lên đầu, lại là vung vung tay cười nói, nơi nào, lão phu bất quá thật lòng mà nói xong rồi, ha ha ha, bất giác khí tức hơi ngưng lại, phương thu bạch không nói nữa, chỉ là quay đầu đi chăm chú nhìn trấn quốc trong đá đạo kia kiệt ngạo bóng người, trong mắt lóe ra nồng nặc sát cơ mặc kệ lãnh vô thường nói là thật hay không nói chung cái này hoàng phổ thanh thiên có long hồn nhất định phải chết tế tự phủ tiên đoán ngàn năm qua chưa bao giờ bỏ qua được long mạch người được thiên hạ nếu tiểu tử này dĩ nhiên được một đạo long hồn nhận chủ liền có chiếm được long mạch khả năng cái kia chính là thiên vũ hoàng thất uy hiếp lớn nhất quay đầu lại nhìn về phía đám người còn lại quả nhiên bọn hắn nhìn về phía hoàng phổ thanh thiên ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi thậm chí thật sự coi hắn là tương lai thiên hạ chi chủ, một mặt kính nể, cái này nhưng tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì, chỉ có Lạc Vân thường đám người, chăm chú nhìn Trấn Quốc trong đá hai người, một mặt vẻ lo âu, Hoàng Phổ Thanh Thiên có long hồn hộ thân, thiên mệnh sở quy, Trác Phàm cho dù mạnh hơn, thì lại làm sao có thể đấu thắng thiên địa vận mệnh lựa chọn chân chính vương giả, hắn nhưng là có long hồn thủ hộ a, hít một hơi thật sâu, Trác Phàm chăm chú nhìn đối diện bóng người kia trong lòng đồng dạng rõ ràng điểm này. Chỉ bất quá, hắn cũng không tin cái gì thiên mệnh sở quy, chỉ là cái kia địa mạch long hồn chính là thiên địa linh vật, không chút nào tại huyết anh bên dưới, thậm chí, hắn linh tính so với huyết anh còn muốn chỉ có hơn chớ không kém, là chân chính vương giả tượng trưng. Bây giờ hộ thân tại hoàng phổ thanh thiên bên người, một mực bảo vệ hắn, nhưng bây giờ là việc phiền phức, phốt, không nhịn được một nguồn máu tươi phun ra, trác phàm hơi nhướng mày, một viên trái tim bất giác dần dần chìm xuống. Lúc này hắn tử lôi phóng thích quá nhiều, thân thể dĩ nhiên không chịu nổi, sắp đèn cạn dầu rồi, nhất định phải mau chóng giải quyết đối thủ mới là. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác trong mắt ngưng lại, cắn răng, phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm vậy, về phía trước bỗng nhiên đạp một bước, liều mạng. Ồ. Ngươi đã nhận biết địa mạch này long hồn, lại còn dám cùng bổn công tử là địch. Thật là muốn chết, lông mày bất giác hơi động hoàng phổ thanh thiên nhìn xem trác phàm cái kia một mặt chiến ý không khỏi quát chói tai lên tiếng ngươi có biết đạo này long hồn liền cha của ta đều không thể hàng phục nhưng là bị chỉ có mấy tuổi bổn công tử hàng phục ngươi biết điều này có ý vị gì thiên mệnh sở quy bổn công tử là thiên sinh vương giả cùng bổn công tử đấu chẳng khác nào cùng thiên địa tranh đấu kết cục của ngươi chỉ có một con đường chết hoàng phổ thanh thiên lời ấy nói tới khí vũ hiên ngang giống như một cái đế vương đang khiển trách giống con sâu cái kiến điêu dân. U Vũ Sơn ba người đi theo Hoàng Phổ Thanh Thiên bên người, cũng là một mặt vẻ ngạo nghễ, mười phần cáo mượn oai hùng. Tự hồ bọn hắn sắp trở thành, hắn khai quốc công thần như thế, trấn quốc thạch trước mọi người thấy tình cảnh này, đã là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ai tháng lên tiếng. Từ lúc cái này long hồn xuất thế thời gian, các phàm bại cục đã định, trên đời ai có thể cùng thiên mệnh tranh đấu đâu này, nhưng là, Trác Phàm lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, ai, chẳng trách những huyết ngạc đó hội nghe ngươi chỉ huy, nguyên lai like ngươi có món đồ này a. À? Địa mạch Long hồn bản chính là đại địa chúa tể, trên đất chạy, dù là ai dám không nghe mệnh. đích thật là vương giả tư chất, thiên mệnh sở quy. Bất quá, vậy thì như thế nào? Trong mắt bất giác ngưng lại, Trác Phàm thấp toàn thân từ trên xuống dưới tử lôi chuyển động loạn lên tự hồ tất cả lực lượng tất cả đều tụ tập ở cái này trong chớp mắt, quát to, lão tử vốn là cùng bạo ma long, cho dù phù diêu cửu thiên, lão tử cũng sẽ chọc cái lỗ thủng đi ra, ngươi nho nhỏ này địa long vương, chưa kịp thành hình thiên mệnh sở quy, tại lão tử trong mắt là cái rắm gì, tâm trạng bất giác rùng mình, mọi người cùng nhau giật nảy cả mình. Không ai từng nghĩ tới, tại thấy được thiên mệnh sở quy vương giả chứng minh, địa mạch long hồn sau khi xuất hiện, Trắc phàm y củ kiêu căng như thế, cũng không phải xấu hổ cùng bạo ma long biệt hiệu, quả nhiên không sợ trời không sợ đất, hoàng phổ thanh thiên càng là môi không nhịn được trung lên, tức giận đến hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, trước đây thì cũng thôi đi, hiện tại rõ ràng biết rồi hắn có địa mạch long hồn, trả dám như thế xem thường với hắn, đây là hoàng phổ thanh thiên dù như thế nào đều nhẫn nhịn không được, từ nhỏ hắn liền rõ ràng, hắn là được long mạch tuyển chọn thiên mệnh chi nhân, thiên sinh vương giả, tất cả mọi người bao quát cha của hắn đều nên thần phục với hắn. Thế nhưng hiện tại, Trác Phàm biết rõ tất cả, lại là từ đầu đến cuối đối với hắn đều không có nửa điểm lòng kính nể, lại là khiến hắn giận không chỗ phát tiết. Chính mình tối cho rằng tự hào dựa vào, rõ ràng vẫn không nổi người khác một điểm coi trọng, thật sự là khiến hắn lòng tự ái bị đã kích lớn. Tự hồ hắn tại tất cả mọi người trước mặt đều là vương giả, nhưng duy nhất tại Trác Phàm trước mặt, lại dù như thế nào không thể dơ lên cao ngạo đầu lâu song quyền bất giác nắm thật chặt hoàng phổ thanh thiên bỗng nhiên hét lớn một tiếng đã như vậy bổn công tử liền đại biểu thiên địa tiêu diệt ngươi cái này cả gan coi rẻ vương quyền dung dế vừa dứt lời hoàng phổ thanh thiên một trảo đánh ra cửu long kim cương thân địa long thần uy trảo chỉ một thoáng long hồn phi thiên đại mà rung động một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên do sâu trong lòng đất tản mát ra trống một tiếng rung trời triệt địa rồng gầm vang vọng khung vũ cái kia màu vàng long hồn bay lượng cửu thiên một vòng sau, đột nhiên ôm theo thiên địa uy thế lao xuống, một đầu trồng vào trong mặt đất, sau một khắc, toàn bộ đại địa không ngừng chấn động lên, phát ra như giả thú gào thét. Cái kia cổ kinh khủng uy thế từ thấp tới cao, từ mọi người lòng bàn chân phát ra, lại là để hết thảy đứng ở trên vùng đất này đám người, đều là sợ đến sợ đến vỡ mật, tự hồ sau một khắc, một con giả thú liền lại đột nhiên từ dưới nền đất chui ra, đem bọn hắn thôn phệ hầu như không còn như thế. Trác phàm lông mày cũng là thật sâu nhíu lại, trên mặt một mảnh nghiêm nghị vẻ. Vốn là cái này cửu long kim cương thân chính là địa giai võ kỹ, địa mạch long hồn lại là đại địa chủ làm thịt. Lúc này do địa mạch này long hồn thêm phụ với vũ kỹ này thường, kỳ uy lực cũng nhất định tăng lên gấp bội, đạt đến khả năng hủy thiên diệt địa. Trong mắt hơi ngưng lại, trác phàm hít sâu một cái, toàn thân tử lôi đột nhiên thu lại, đã là chuẩn bị một lần là xong ầm ầm đột nhiên một tiếng vang thật lớn phát ra toàn bộ đại địa đột nhiên vỡ ra được một đầu hiện ra hào quang màu vàng trăm trượng cự long đột nhiên từ sâu trong lòng đất trốn ra thẳng tắp hướng về không trung trác phàm sông đi hai con sắt bén vuốt rồng dương nanh múa vuốt giống như muốn xé nát toàn bộ vòng trời bình thường trống lại là một tiếng biết tai nhất ốc tiếng rồng ngâm vang trăm trượng cự long uy thế nhào tới trước mặt khiến cho tại trả cách nhau ngàn mét xa Trác phàm liền dĩ nhiên cảm thấy hô hấp vì đó hơi ngưng lại, bất giác sợ hãi kinh hãi. Mặc dù là hắn, tuy rằng từ lâu đoán được chiêu này lợi hại, nhưng cũng không có nghĩ đến hội cường hãn tới mức như thế. Này cự long power, quả thực có thể mang bất kỳ thần chiếu cao thủ miễu sát. Đương nhiên, cổ tam thông cùng hoàng thất hộ long thần vệ như thế khác loại là cái ngoại lệ, mà còn lại mọi người thấy vậy, cũng bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tâm trạng từ lâu chấn động được tột đỉnh như thế sức mạnh hủy thiên diệt địa là một cái chưa kịp đột phá thần chiếu cảnh tu giả có thể đánh tới sao u vũ sơn ba người thì càng là hưng phấn khua tay múa chân cười to lên thật là cường hãng một chiêu đại công tử quả nhiên là thiên mệnh sở quy vô địch thiên hạ a à. tiểu tử kia cho dù lại nghịch thiên lại có thể là đại công tử đối thủ đúng vậy a à, đúng vậy a à. tiểu tử kia lần này chết chắc rồi ha 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 ba người liếc nhìn nhau đều là sảng khoái tràn trề vui mừng không ngừng. Hao tốn nhiều như vậy tâm huyết, tử thương rồi nhiều người như vậy, cuối cùng là nhìn thấy tiểu tử này giờ chết rồi, chỉ có sở khuynh thành đám người, nhìn xem cái này mang theo thiên địa chi uy một chiêu, ngoại trừ sâu đậm kinh hải ra, chính là lòng tràn đầy lo lắng. Trong mắt nước mắt, càng là nhanh chóng không ngừng được địa ngoại lưu, phương thu bạch song đồng cũng là không nhịn được hơi hơi co lại, bất đắc dĩ thở dài lên tiếng, không hổ là địa mạch long hồn, cùng địa giai võ kỹ phối hợp càng có như thế oai. Xem ra thắng bại đã định, cái này hoàng phổ thanh thiên không hổ là trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân A, à, ai, còn lại mọi người nghe được, cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia cự long nhằm phía địa phương, một đạo toàn thân lóe lên tử mang thân ảnh, như trước ngạo nghệ đứng thẳng, trên mặt không hề ý sợ hãi, liền không nhịn được lắc đầu thở dài lên, vốn là luận tư chất, trắc phàm là có thể đánh bại hoàng phổ thanh thiên, nhưng cuối cùng rõ ràng thua ở địa mạch long hồn thiên mệnh sở quy thượng thật sự là đáng tiếc đáng tiếc phàm nhân lực lượng chung quy khó cùng thiên mệnh chống lại a à. nhưng là mọi người tại nơi này than thở tự hồ dĩ nhiên phán quyết trác phàm tội chết thế nhưng trác phàm vẫn như cũ trong hai con ngươi thần thái sáng láng không chút nào nửa phần nhục chí chi tâm ở trong mắt hắn địa mạch này long hồn chính là một cái thiên địa linh vật chỉ là khá là mạnh mẽ tinh linh mà thôi Cùng thiên mệnh sở quy không có nửa xu quan hệ, cho dù thực sự là thiên mệnh sở quy thì thế nào, chỉ cần hắn mạnh hơn nó, vậy cho dù thiên cho ngươi xưng vương xưng bá, lão tử cũng có thể cho ngươi lôi xuống ngựa. Nghĩ tới đây, trác phàm trong hai con ngươi bỗng nhiên tránh qua một đạo kiên quyết vẻ, thủ hạ bắt đầu kết động ấn quyết, ha ha ha. Trác phàm, bổng công tử là thiên sinh vương giả. Ngươi dám cùng bổng công tử đối phó, chính là cải lời thiên mệnh bổn công tử cho ngươi chết, ngươi thì phải chết, đây là số trời, ngươi cam chịu số phận đi. Hoàng phổ thanh thiên cười to một tiếng, trong mắt đều là vẻ điên cuồng, cái này một mực cùng hắn truyền đấu không nghĩ mệnh trung khắc tinh, rốt cuộc muốn chết ở trong tay của hắn rồi, lại có thể nào không cho hắn hưng phấn, trác phàm sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tử mang lấp lánh không ngừng, hai tay ở trước người đột nhiên hơi ngưng lại, cuối cùng giao hảo ấn quyết, hét lớn, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ứng với nên chết mới là mày. Tiếng nói vừa dứt, Trác Phàm đột nhiên há miệng rít gào mà ra, ma sát tam tuyệt thức thứ ba, u long quỷ ngâm, trống, một tiếng chấn động thiên địa rồng gầm vang tận mây xanh, từ Trác Phàm trong miệng, một đạo vô hình sóng âm đột nhiên phát ra, Hoàng Phổ Thanh Thiên thấy, bất giác gì cười ra tiếng, chỉ là một chiêu huyền giai sóng âm võ kỹ, há có thể đối phó được bổn công tử long hồn gia trì địa giai võ kỹ. Hừ hừ hừ, ngươi quả nhưng đã hết biện pháp rồi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hừ, chính là bởi vì muốn đối phó ngươi địa mạch long hồn, mới chịu dùng châm này đối nguyên thần sóng âm võ kỹ A. Hơn nữa, đây cũng không phải là phổ thông sóng âm võ kỹ. Ngươi có thể tại võ kỹ bên trong gia trì long hồn, lẽ nào ta tự không thể tại võ kỹ bên trong thêm chút hàng lậu sao? Trong mắt tinh quang lóe lên, các phàm khóe miệng không khỏi xẹt qua một đạo tà dị độ công bất giác hơi sững sờ hoàng phổ thanh thiên còn không phục hồi tinh thần lại thế nhưng rất nhanh làm cho tất cả mọi người kinh dị sự tình liền xảy ra chỉ thấy rác phàm hô lên đạo kia sóng âm vừa bắt đầu vẫn là chậm rãi đẩy mạnh thế nhưng cách cái kia kim long trăm mét khoảng cách lúc lại là đột nhiên bột phát ra mà ở cái kia sóng âm tiêu tan sau đó một đạo tử sắc lôi mang đột nhiên nổ tung tiếp lấy tựa như tinh tinh chi hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế vậy cấp tốc khuếch tán ra đến cuối cùng tạo thành một con dài mấy chục trượng màu tím lôi điểu, ngửa mặt lên trời hí dài, đạo kia đạo tử lôi tứ tán nổ tung, khủng bố uy thế càng là trong nháy mắt lấn ác chính hướng về hắn bay tới cái kia trăm trượng kim long, trong mắt không nhịn được co rụt lại, hoàng phổ thanh thiên kêu lên sợ hãi, đó là vật gì, đòi mạng ngươi đồ vật, khóe miệng hơi liệt liễu liệt, trắc phàm thân thể bất giác lắc lắc, tự hồ vừa vặn chiêu kia đã đem hắn tất cả sức mạnh đều hút hết nhưng là trên mặt của hắn lại như củ lộ ra tàn nhẫn nụ cười, cắn răng nói, ngươi có thể tướng địa mạch long hồn gia trì tại vũ kỹ của ngươi trong, lẽ nào ta tự không thể tướng toàn thân tử lôi đều rót ở một tiếng này ba sóng biển bên trong sao, gò má không nhịn được giật giật, hoàng phổ thanh thiên một mặt không cam lòng, ngươi tử lôi há có thể cùng bổn công tử long hồn so với. Địa mạch long hồn nhưng là vương giả tượng trưng, thiên hạ vạn vật không ai không dám từ, chỗ ngươi tử lôi tính là thứ gì, liền linh trí đều không mở đồ chơi dựa vào cái gì cùng ta long hồn so với địa mạch long hồn cho bổn công tử cắn chết hắn trống hoàng phổ thanh thiên một câu nói cái kia trăm trượng kim long không khỏi lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng đột nhiên hướng về trác phàm sông đi vẻ mặt cuồng bạo dường như muốn tướng đối phương xé nát bình thường đất này dai võ kỹ gia trì địa mạch long hồn càng cũng là có linh trí được hoàng phổ thanh thiên chỉ huy nhược định trác phàm nhìn xem tất cả những thứ này khinh thường cười cười tử lôi không như rồng hồn hừ vô tri buồn cười tuy rằng trác phàm không biết cái này tử lôi từ đâu mà đến thế nhưng hắn cũng hiểu được cái này tử lôi là có thể giết chết thánh thú tồn tại há lại là bình thường phàm vật có thể so với hơn nữa trác phàm ở đằng kia tử lôi trong trả gia nhập một điểm thanh viêm cái này thanh viêm tuy rằng không bằng tử lôi cuồng bạo nhưng là có của mình linh thức tại mỗi khi trác phàm gặp nạn lúc Thanh viêm liền sẽ tự động xuất hiện hộ chủ, liền có thể nhìn ra, lúc này Trác Phàm tại tử lôi bên trong chen lẫn một điểm thanh viêm, lại chính là làm cho này lôi điểu mở ra linh trí chậm rãi chỉ về phía trước, Trác Phàm trong mắt sắc ý lóe lên, gào thét lên tiếng, giết hắn, địa giai võ kỹ, lôi hoàng vệ thiên, không sai, chính là địa giai võ kỹ." Tại gia nhập tử lôi cùng thanh viêm sau đó, Trác Phàm đã là mạnh mẽ tướng một cái huyền giai võ kỹ, tăng lên tới địa giai tầng thứ mà nghe được trác phàm gầm rú cái kia lôi điểu cũng là hí dài một tiếng về phía trước mãnh liệt vọt tới chỉ một thoáng kim quang phun trào trồng gầm thét dài tử lôi nổ thiên thiên địa nứt toát mọi người chỉ thấy toàn bộ bên trong đất trời một cái cự long cùng một chỉ lôi điểu bỗng nhiên đụng vào nhau phát ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang thẳng tướng tất cả mọi người lỗ tai chấn động đến mức một trận nổ vang thế nhưng rất nhanh làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới một màn xuất hiện cái kia trăm trượng cự long ở đằng kia lôi điểu tử lôi nổ tung dưới, càng là từng tất từng tất giòn tan, đạo đạo kim quang không ngừng được về phía ra bay ra. Một tiếng thê thảm rồng gầm gào thét qua đi, một đạo kim sắc long ảnh đột nhiên rời khỏi cái kia trăm trượng cự long thân thể, hướng về hoàng phổ thanh thiên phương hướng chạy trốn, chính là cái kia địa mạch long hồn, được cái này tử lôi thần điểu cho dọa lui trở lại, chuyện này. Điều này sao có thể, trong mắt không nhịn được co rụt lại, Hoàng Phổ Thanh Thiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tất cả những thứ này, đám người còn lại cũng là hoàn toàn được sợ ngây người. Ai a? Địa mạch Long Hồn, ngươi nha nhưng là chúa tể đại địa vương giả a, à, làm sao có thể được một con lôi điểu cho hù chạy? Về sau ngươi trả nào có mặt ở trên mặt đất xưng vương xưng bá, chủ nhân của ngươi trả nào có mặt nói mình là trời mệnh sở quy vương giả a. À? Nếu là Địa mạch Long Hồn biết trong lòng mọi người nghĩ lời nói, nhất định sẽ chỗ vỡ về mà xuất thanh. Nha nha cái phi các ngươi biết cái gì? Lão tử bất quá là trên đất vương giả, món đồ kia lại là thiên đi lên, lão tử thấy có thể không chạy sao, một đám không có kiến thức đồ vật, không biết cũng đừng mù bức bức. Chúng ta linh giới chuyện tình, các ngươi hiểu cái bóng. Lão tử nhiều lắm là đại địa sinh ra, người ta nhưng là thiên địa hồng môn sinh ra, kém đến 10 vạn 8 ngàn dặm đây, bất quá, điểm này mọi người đương nhiên không biết, chỉ là nhìn xem cái kia địa mạch Long Hồn đột nhiên bị chấn động đến mức thoát ly đại địa bao vây, liền xào huyệt cũng không muốn liền ve sầu thoát xác rồi, lại tất cả đều nhìn đến một mặt mờ mịt, nhìn lên, địa mạch này Long Hồn cũng không muốn giống như bên trong lợi hại như vậy sao? Phương Thu Bạch kinh ngạc nhìn tất cả những thứ này, cũng là không nhịn được ngay người mấy giây thời gian, lại là hơi nhướng mày, khẽ lắc đầu một cái, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng xuất hiện kinh sắc, không phải địa mạch này Long Hồn yếu chỉ là tiểu tử kia trong tay có càng thứ lợi hại tồn tại. Nghĩ tới đây, mặc dù là thân là hộ long thần vệ phương thu bạch cũng không nhịn âm thầm than thở, hảo tiểu tử, Người đến tục cùng là thần thánh phương nào a? À? còn mặt kia, không còn địa mạch long hồn gia trì, cái kia trăm trượng kim long nhất thời biến thành một cái trăm trượng thổ long. Bất quá chỉ là một chiêu phổ thông địa giai võ kỹ mà thôi, ở đằng kia lôi điểu tử lôi bừa bãi tàn phá dưới, trong nháy mắt sụp đổ, ầm ầm vỡ vụn, sát theo đó, con kia lôi tốc độ cùi bắp không giảm về phía hoàng phổ thanh thiên phương hướng bay đi đậu xanh lớn trong hai con ngươi cùng trắc phàm bình thường chỉ có sát ý vô tận làm sao có khả năng mạnh mẽ cắn răng hoàng phổ thanh thiên tự hồ trả không thể tin được đây là sự thực hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa mạch long hồn lại bị cái này tử lôi dọa cho trở về rồi cái này tử lôi đến tột cùng là lai lịch gì mà ngay cả đại địa vương giả địa mạch long hồn đều không trêu chọc nổi nhưng là hắn hiện tại đã không có thời gian lại suy nghĩ những thứ này con kia lôi điểu đã là ôm theo trác phàm sát ý hung mảnh về phía hắn chém giết tới nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha